Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1206, một lý luận liên quan lợi ích, thực tế liên quan đến lãnh đạo. Nhà của Diêu Trung Tắc đối diện với nhà trừ vận phong, hai nhà trước nay lui tới không quá nhiều, nguyên nhân thứ nhất là hai người đều bận rộn, nguyên nhân khác là hai người phải chú ý đến lực ảnh hưởng. Nhưng đó cũng không phải nói hai người có quan hệ xa cách, khác biệt là Diêu Trung Tắc và trừ vận phong có liên hệ khá chặt chẽ với nhau nhưng sự chặt chẽ này thì hai bên hiểu trong lòng, đạt thành sự ăn ý mà thôi. Trử Vận Phong là chủ tịch tỉnh Nam Giang, nhà của Trử Vận Phong là thánh địa trong tỉnh Nam Giang, nhưng Trử Vận Phong có tác phong đông cứng, bình thường khi hắn ở nhà thì có rất ít người dám đến. Những người có thể đi đến nhà Trử Vận Phong căn bản đều được tán thưởng. Thậm chí trong quan trường Nam Giang còn có một câu nói, nhìn xem anh có sống yên ổn ở quan trường Nam Giang hay không, có tiềm lực không gian tiến lên hay không, có một biện pháp đá thử vàng, đó chính là mặc kệ anh tuổi nhỏ hay lớn, vị trí cao hay thấp, còn phải nhìn xem anh đã đến nhà chủ tịch trừ lần nào hay không. Màn đêm bao phủ bầu trời, đèn đường mờ vàng làm cho khu biệt thự dành cho thường ủy tỉnh ủy có thêm chút mờ ảo. Siêu trung tắc đi ra khỏi nhà, hắn vừa thản nhiên tự đắc ngắm màn đêm, vừa cất bước đi về phía gian nhà quen thuộc. Khanh khách, tiếng cười của trẻ nhỏ liên tục phiêu lãng trên không trung làm cho bầu trời đêm có vài phần sức sống. Tuy trong lòng có chút tâm sự, thế nhưng khi nghe tiếng cười của trẻ con thì Diêu Trung Tắc cảm thấy tâm tình tươi sáng hơn một chút. Có lẽ là con trai của Trử Ngôn Huy, căn cứ vào những gì mà Diêu Trung Tắc biết về tình huống trong nhà Trử Vận Phong, hắn thầm suy đoán như vậy. Diêu Trung Tắc có vài phần hâm mộ và lo lắng với con trai của Trử Vận Phong. Tuy Trử Vận Phong giống như không biết con trai mình đang làm gì, thế nhưng Diêu Trung Tắc là phó bí thư tỉnh ủy Nam Giang, hắn có thể nói hiểu khá nhiều về Trử Ngôn Huy. Siêu Trung tác nghĩ đến con trai mình, lại nghĩ đến Lục Trạch Lương. Trước nay hắn luôn hâm mộ Lục Trạch Lương có một người con tốt, chỉ là không ngờ đứa con phong độ nhẹ nhàng của Lục Trạch Lương lại có sở thích quái đản như vậy. Lục Trạch Lương vốn đang tranh thủ để ở lại Nam Giang, thế nhưng sau khi chuyện này xảy ra thì căn bản không còn chút thể diện ở lại Nam Giang, trực tiếp xin rời đi, điều động với vị trí không quá tốt. Đây là thái độ của tổ chức với Lục Trạch Lương điều này không khỏi làm cho Diêu Trung Tắc cảm thán, cũng có chút cảm giác thỏ khóc cáo. Hắn và Lục Trạch Lương có vài phần tranh đấu với nhau, nhưng phần nhiều là hợp tác, chẳng qua bây giờ người hợp tác khăng khít với hắn là Lục Trạch Lương đã đi rồi. Cốc cốc cốc, siêu Trung Tắc khẽ gõ cửa rồi đứng ngoài chờ, chỉ nửa phút sau thì bên trong vang lên giọng nói của vợ chử vận phong là chị Lý, hai ai vậy? Chị, là tôi, Siêu Trung Tắc vừa cười vừa nói. Khi Diêu Trung Tắc lên tiếng thì cánh cửa vốn đóng chặt nhanh chóng được mở ra, chị Lý thò đầu ra, khi thấy là Diêu Trung Tắc thì nhiệt tình nói, bí thư Diêu, mời ngài vào bên trong. Diêu Trung Tắc căn bản rất khách khí với chị Lý, hắn vừa vào cửa thì cười nói, chị Lý, tôi thật sự hâm mộ chủ tịch trừ, chưa đến nhà đã nghe được tiếng cười của trẻ nhỏ. Đến độ tuổi này của chúng ta không phải điều muốn có nhất chính là nhà cửa vui vẻ vì có trẻ con sao. Chị Lý không khỏi nở nụ cười, bảo bối của bà là đứa cháu trai lúc này nghe thấy diêu trung tắc khích lệ thì dùng giọng có ba phần tự đắc và khiêm tốn nói anh diêu muốn có cháu nội thì khó khăn gì mau cho con trai nhanh chóng kết hôn cái gì mà chẳng có tôi rất muốn nhưng căn bản là còn phải chờ nữa diêu trung tắc nói rồi lắc đầu cười hắn nói những lời này cũng không phải cho qua việc căn bản có vài phần sự thật đúng lúc này có hai đứa trẻ chạy từ trong phòng ra ngoài đứa bé chạy phía sau nói vương bắc thần mau cho tôi chơi một lát với. Vương Bắc Thần, Diêu Trung Tắc nghe được cái tên này mà không khỏi sướng sờ, chị Lý giống như thấy được vẻ mặt của Diêu Trung Tắc, bà khẽ nói, đứa bé kia là con trai của trưởng phòng Vương, nó học cùng trường với cháu nội của tôi, nhà này của chúng tôi cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu trẻ con. Lúc này thì hay quá, hai đứa bé không có việc gì thường tụ tập lại chơi đùa với nhau. Trẻ con thường thích vui vẻ, hơn nữa trẻ con thích chơi với bạn cùng trang lứa, độ tuổi của chúng ta căn bản không phù hợp để chơi đùa với chúng. Trong mắt Diêu trung tắc chợt lóe lên một luồng sáng lạ, thế nhưng hắn lại dùng giọng cực kỳ ung dung bình tĩnh nói. Bí thư diêu nói đúng, chúng ta căn bản là khó thể nào chạy theo chúng được. Chị Lý nói rồi lớn tiếng với hai cậu bé, Binh Binh, mau chào ông diêu đi. Đứa bé được gọi là Tiểu Binh nhìn diêu trung tắc, sau đó dùng giọng có chút bất đắc dĩ gọi ông diêu Vương Bắc Thần đứng phía sau lại chủ động nói một tiếng chào ông Diêu. Diêu Trung Tắc nhìn phản ứng khác biệt của hai đứa trẻ, hắn nhanh chóng cho ra phán đoán lúc ban đầu. Mặc dù trẻ nhỏ bây giờ thông minh thì cũng chưa thể khẳng định được tương lai phát triển sau này, thế nhưng cơ sở vào lúc này căn bản có ảnh hưởng khá lớn đến tương lai. Trước kia Diêu Trung Tắc luôn cảm thấy con trai của Trừ Ngôn Huy là cơ trí hơn người, thế nhưng bây giờ nhìn con trai của Vương Tử Quân, trong lòng chợt sinh ra cảm giác núi cao còn có núi cao hơn chỉ là một đứa bé mà thôi, mình nghĩ đến nơi nào rồi. Tuy Diêu Trung Tắc và Vương Tử Quân căn bản là không hòa thuận với nhau, thế nhưng khi nhìn đứa con hoạt bát đáng yêu của Vương Tử Quân, hắn không kìm lòng được và cảm thấy vui mừng. Hắn cười ha hả nói, ông lần này đến không mang theo lễ vật cho các cháu, nói đi, các cháu thích gì. Lần sau ông mua đến cho. Ông Diêu, cháu muốn một con robot. Binh Binh không phải lần đầu tiên lấy được món đồ chơi tốt trong tay Diêu Trung Tắc, nó nhanh chóng dùng giọng không chút khách khí nói nhưng nó còn chưa kịp nói xong thì đã bị vương bắc thần ngăn cản chợt nghe vương bắc thần học giọng người lớn nói tiểu binh cô giáo triệu nói chúng ta không nên yêu cầu lễ vật với người lớn ha 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 đứa bé này đúng là diêu trung tắc cười cười rồi sờ lên đầu vương bắc thần lễ vật của ông diêu không phải là người ngoài thế này đi ngày mai ông sẽ mua cho mỗi đứa một con robot thật to được không Siêu trung tắc nhìn hai đứa trẻ hoan hô vui vẻ chạy tung tăng ra bên ngoài, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng thư thái hơn. Tuy tâm tư của hắn không thể bị thay đổi bởi hai đứa trẻ, thế nhưng nhìn hai cậu bé vui vẻ thì hắn cũng thoải mái sảng khoái hơn. Khi Diêu Trung Tắc đi vào thì Trử Vận Phong đeo dép lê đi ra. Khi Trử Vận Phong thấy Diêu Trung Tắc thì cười nói, tôi còn đang nghĩ vì sao hai đứa kia lại vui vẻ như vậy, thì ra anh lại hứa cho chúng đồ chơi sao chương 1206-2 Lý luận liên quan lợi ích, thực tế liên quan đến lãnh đạo. Lúc này trừ vận phong căn bản không khí phách như ở đơn vị, nụ cười trên mặt của lão làm cho người ta cảm thấy rất hòa ái. Mua cho bọn nhỏ chút đồ chơi, nếu không chúng lại không nhớ đến ông Diêu. Siêu trung tắc nói rồi cầm cái túi trong tay đặt lên mặt bàn nói, người ở dưới quê biết tôi thích ăn thịt lợn rừng, hai ngày trước gửi cho tôi 20 cân, bây giờ lấy đến cho ngài nếm thử chử vận phong cũng không khách khí với diêu trung tắc hắn biết rõ diêu trung tắc nói đây là thịt lợn rừng nhất định là thịt lợn rừng tốt nhất dựa vào vị trí của hai người tuy chỉ là chút lễ vật nhưng lại tốt hơn những thứ của người khác đưa đến rất nhiều anh đến phòng làm việc của tôi chúng ta đứng đây chỉ quấy giày tụi nhỏ mà thôi chử vận phong biết diêu trung tắc đến nhà mình tuyệt đối là có chuyện cần thiết thế cho nên nhìn thoáng qua hai đứa bé rồi đứng lên nói siêu trung tắc vốn đến để bàn luận với Trử vận phong, bây giờ nghe Trử vận phong nói như vậy thì nhanh chóng đi theo lên phòng làm việc ở lầu 2. Chị Lý đã quá quen thuộc với tính cách của chồng, bà cũng không theo vào, thế nên trong phòng chỉ có hai người diêu trung tắc và chử vận phong. Chử vận phong nhanh chóng rót ra hai ly trà. Đối với chủ tịch Trử thì pha trà chỉ là đổ trà vào rồi rót nước nóng, những thứ khác không quan tâm. Chủ tịch Trử, trà này vào trong tay anh thì căn bản là hư hết siêu trung tác uống ly trà do chính tay chử vận phong pha chế hắn nở nụ cười trêu chọc nói anh diêu có trà uống là tốt lắm rồi cái gì mà là nát bét anh đúng là có đôi khi quá cẩn thận thì không hay trà không phải dùng để uống sao nên uống thì uống nào có thời gian rảnh chú trọng đến những thứ lằng nhằng phát sinh chử vận phong đã từng nói nhiều lời với diêu trung tác ở đề tài này thế nên trực tiếp dùng giọng sảng khoát cắt ngang lời siêu trung tác cười ha hả cũng không tiếp tục nói về đề tài này. Sau khi uống thêm vài ngụm nước thì Diêu Trung Tắc chợt nói, "Anh có xem bản tin thời sự hôm nay không? Bí thư Diệp về bình công tác của thành phố Tây Trạch, nói bọn họ không nên chỉ chú trọng phát triển kinh tế mà không quan tâm đến những phương diện khác." Trừ Vận Phong nâng ly trà lên uống một ngụm, nhưng lão không lên tiếng. Lão đã sớm nghe nói về chuyện này, hơn nữa lão cũng có một bụng ý kiến về lời nói của Bí thư Diệp. Cái gì là phải chú trọng đến những phương diện khác? Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, nếu như kinh tế phát triển lạc hậu, anh muốn chú trọng phát triển phương diện khác, anh lấy đâu ra thực lực kinh tế để làm bàn đạp? Rõ ràng đó chỉ là lý luận suông. Vì Phai ngày trước trừ vận phong còn định tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển kinh tế trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy lần này lão cảm thấy Diệp Thừa Dân căn bản không phải đặc biệt chĩa vào mình, thế nhưng dù sao thì lão cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Đề có lẽ là vì lý niệm của mình khác biệt với Diệp Thừa Dân. Chủ tịch chử, Bí Thư Diệp là người có chí hướng rộng lớn, bây giờ anh Lục đã đi, bước tiếp theo. Siêu Trung Tắc nói đến đây thì căn bản là không nói thêm điều gì nữa, hắn biết rõ lời này chỉ cần nói đến đúng điểm rồi dừng thì hay hơn, tất nhiên hắn và chủ tịch chử sẽ hiểu cả mà thôi. Chữ Vận Phong không nói lời nào, mặc dù sau khi sự kiện của Lục Trạch Lương phát sinh thì lão có chút tức giận khó buông. Dù nói thế nào thì Lục Trạch Lương làm trưởng phòng tổ chức cũng có thể giúp cho trừ vận phong tác động đến nhân sự một cách thuận tiện. Bây giờ vị trí đổi lại là của Vương Tử Quân, điều này làm cho lão cảm thấy rất áp lực. Vương Tử Quân căn bản không phải là một người dễ dàng, mặc dù nhân phẩm không có vấn đề, thế nhưng lại có khuynh hướng công tác nghiêng về phía Diệp Thừa Dân. Tuy trừ vận phong cho rằng bất đồng ở phương diện công tác không phải là chuyện gì quá lớn, thế nhưng ý chỉ của mình không được quán triệt, Điều này làm cho lão cảm thấy rất tâm tức. Ừ, chử Vận Phong chỉ ừ một tiếng, căn bản không nói thêm gì khác. Nhưng một tiếng này của Trử Vận Phong lại để cho Diêu Trung Tắc biết rõ ý nghĩa là gì. Siêu Trung Tắc cảm thấy chuyến đi này của mình là không tệ, thế là tâm tư thả lỏng hơn một chút. Chủ tịch Trử, bây giờ Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức, bây giờ vị trí bí thư ủy ban tư pháp không có ai nắm giữ, tôi cảm thấy khi tỉnh ủy đề cử vị trí bí thư ủy ban tư pháp chúng ta phải có liên hệ với bí thư Diệp mới được. Siêu Trung Tắc nói, nhấn mạnh hai chữ chúng ta. Chữ vận phong nào không hiểu rõ ý nghĩ của Diêu Trung Tắc. Lão lập tức gật đầu nói, đáng tiếc quá. Tuy chữ vận phong chỉ nói ba chữ nhưng Diêu Trung Tắc hiểu rõ có ý nghĩa gì. Thật ra hắn cũng thấy đáng tiếc cho chân hồng lỗi. Nếu như không phải bị vương tử quân cho một gậy vào đầu và bị xử phạt, như vậy đây là thời điểm tốt nhất cho chân hồng lỗi tiến lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp căn bản có lợi ích thực tế cao hơn nhiều so với cục trưởng cục công an tỉnh. Nhưng dựa theo quy định thì lúc này chân hồng lỗi đang bị xử phạt đảng, căn bản không có tư cách tiến lên. Cơ hội này bị bỏ qua, như vậy không biết phải chờ đến bao giờ mới có được lần sau. Siêu trung tác thầm cảm thấy đáng tiếc cho chân hồng lỗi, đồng thời hắn nghĩ đến thủ phạm của vụ việc này, chính là Vương Tử Quân. Chủ tịch, hồng lỗi là người có năng lực công tác rất mạnh, dù bây giờ không tiến lên thì sau này vẫn còn cơ hội. Tôi cảm thấy bây giờ tốt nhất là không nên cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp để chống, dù sao thì phương diện bảo đảm trật tự trị an của tỉnh Nam Giang vẫn phải được tăng cường. trừ vận phong khẽ gật đầu, lão nhìn diêu trung tắc, trầm mặc dây lát rồi nói, anh cảm thấy ai phù hợp với chức vụ này. Diêu Trung Tắc tuy nói ra vấn đề này nhưng hắn cũng không thể quyết định được, hắn cười nói, tôi cảm thấy thích phúc lai của thành phố Lâm Hồ là phù hợp, vì những năm gần đây anh ta công tác tốt, căn bản lý lịch cũng không tồi. Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy Lâm Hồ, là người được Trử Vận Phong đề bạt lên, là người có khả năng cao độ. Lúc này Diêu Trung Tác muốn đẩy Thích Phúc Lai tiến lên, tất nhiên không phải vô duyên vô cớ. Tuy hai người đi lại tương đối gần, thế nhưng Trử Vận Phong không cho rằng Diêu Trung Tác sẽ luôn theo sát bên mình. Lúc này Diêu Trung Tác đề xuất Thích Phúc Lai, như vậy đối phương nhất định sẽ có yêu cầu ở phương diện khác. Nhưng nếu so với một vị trí là thường ủy tỉnh ủy, dù có yêu cầu khác cũng không phải là quá phận. Phúc Lai có năng lực rất mạnh, công tác nhiều năm ở thành phố Lâm Hồ, căn bản là có uy vọng lớn. Hai người Diêu Trung Tác và Trử Vận Phong cũng không tiếp tục dừng lại ở chủ đề này, sau khi đạt thành nhận thức thì cũng không cần nói thêm. Siêu Trung Tác nói thêm vài câu, sau đó nói rõ ý nghĩ của mình, "Chủ tịch Trử, ngày hôm qua tôi đến thăm anh Trung của trường Đảng tỉnh ủy." Ôi đồng chí này chăm chỉ cần cù công tác, không ngờ bây giờ lại sinh bệnh, mới đó đã ngã bệnh, thật sự đáng tiếc. chương 1207, nhảy vào ăn trong chén của anh. Chữ vận phong khẽ gật đầu, tuy ấn tượng của lão về phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng là không quá sâu, thế nhưng cũng biết về đối phương. Lúc này anh Trung có độ tuổi tương đồng với mình phải nằm viện, điều này làm cho một người như lão không khỏi cảm khái. Anh Trung đúng là đáng tiếc, Điều này cũng là hồi chuông cảnh báo cho chúng ta, công tác tuy quan trọng nhưng sức khỏe cũng không kém, vì sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Nói đến công tác thì tôi thật sự có chút lo lắng, lúc này anh Trung đã nằm xuống thế nhưng công tác của trường đảng vẫn phải được tiếp tục. Tôi cảm thấy vài vị phó hiệu trưởng còn lại của trường đảng là không tệ, nhưng lúc này khó thể phân định vì ai cũng sàn sàn như nhau, khó thể cho ra lựa chọn phù hợp. Siêu Trung tắc nâng ly trà lên uống một ngụm rồi dùng giọng cảm khái nói. Chữ Vận Phong nếu như lúc này còn chưa hiểu rõ ý nghĩ của Diêu Trung Tắc thì căn bản khỏi cần công tác trong quan trường. Lão có chút trầm ngâm rồi trầm giọng nói, anh là hiệu trưởng trường đảng, anh cần phải coi trọng công tác của trường đảng. Tôi biết rõ anh bận rộn công tác, thế nhưng không thể buông lỏng hạng mục này được. Diêu Trung Tắc chỉ chờ Chữ Vận Phong nói những lời này, hắn thấy Chữ Vận Phong đã lên tiếng, thế là cảm thấy rất thoải mái. Hắn nhấc bình trà lên châm nước cho Chữ Vận Phong, sau đó cười nói, chủ tịch trừ, tôi nghe lời ngài. Sau khi ngồi chơi thêm vài phút thì Diêu Trung Tắc chuẩn bị cáo từ, dù sao hắn cũng còn nhiều chuyện cần phải xử lý. Khi hắn chuẩn bị cáo từ thì trừ vận phong trần nói, anh Diêu, anh có biết những ngày này chủ tịch trình đến đòi tiền tôi không? Diêu Trung Tắc căn bản không xa lạ gì nữ chủ tịch tỉnh trình viên lệ, nhưng hắn cũng không quá quan tâm đến người này. Dù sao nhìn từ phương diện phân công quản lý hay là từ cái gì khác, Trình viên lệ căn bản là kém hắn quá xa, còn chưa đến mức làm cho hắn phải chú ý. Thế nào, vị nữ chủ tịch kia làm cho ngài khó xử sao? Siêu trung tắc nói mang theo vài phần trêu chọc. Chữ vận phong cũng không cười mà gật đầu nói, ngược lại thì khác, không phải làm cho tôi khó xử, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Những ngày này trình viên lệ giống như rất xem trọng công tác vệ sinh phòng dịch, do đó muốn tôi xuất tiền, tuy số tiền này không lớn, nhưng bây giờ tình hình tài chính có chút căng thẳng. Chữ Vận Phong nói đến đây thì khẽ nói, nghe nói hai ngày này cô ấy đi rất gần với Vương Tử Quân. Siêu Trung Tắc chợt trầm ngâm, gần đây không biết hắn bị làm sao, chỉ cần nghe nói đến trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy thì căn bản cần phải tính tâm suy nghĩ đến nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Có đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ thế nhưng cũng không nhịn được phải lãng phí tâm tư để suy xét sự việc. Vương Tử Quân đi gần với Trình Viên Lệ, điều này không có vấn đề gì lớn. Trình Viên lệ mở miệng yêu cầu ngân sách cho phương án vệ sinh phòng dịch, càng không phải là chuyện gì lớn. Lúc này ban ngành nào không nói công tác của mình là quan trọng, tích cực tìm kiếm tài chính, mà lãnh đạo giữ tài chính là giống như thần giữ cửa, liên tục siết chặt cánh tay của mình. Không biết anh ta đang làm gì nữa, trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Diêu Trung tắc trầm giọng nói. Chử Vận Phong không nói gì, thế nhưng hai hàng chân mày khẽ nhăn lại. Điều này làm cho Diêu Trung Tác cảm thấy Trử Vận Phong rất coi trọng sự việc này. Lúc này Diêu Trung Tác chợt cảm thấy buồn cười, Vương Tử Quân này căn bản là quá buồn cười, anh căn bản không quản lý tốt công tác của mình, còn có thể vươn tay sang bên phía Ủy ban nhân dân tỉnh sao? Anh xứng sao? Nếu đó là Diệp thừa dân thì còn có thể. Trử Vận Phong giống như không quan tâm đến đề tài này, dù Diêu Trung Tác muốn nghe thêm một chút nhưng Trử Vận Phong lại căn bản là ngậm miệng không nói thêm. Khi Diêu Trung Tắc xuống lầu, lúc này chị Lý đang trò chuyện với ai ngoài cửa, tuy Diêu Trung Tắc không biết chị Lý đang nói gì, thế nhưng giọng điệu lại có vài phần thân thiết. Là vợ của Vương Tử Quân, Trử Vận Phong biết rõ Diêu Trung Tắc đang nghĩ điều gì, lão khẽ nói. Diêu Trung Tắc cũng biết được chút tin tức về Mạc Tiểu Bắc, hắn khẽ gật đầu, thế nhưng bước chân lại chậm hơn vừa rồi một chút. Mạc Tiểu Bắc bên kia giống như cũng không có nhiều lời muốn nói, thế nên khi hai người trừ vận phong đi đến bên cửa thì chị lý đã đưa cháu đi vào anh diêu anh không ở lại chơi thêm một lát nữa à khi thấy diêu trung tắc đi xuống lầu thì chị lý dùng giọng nhiệt tình nói siêu trung tắc khoát tay nói không được không nên làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của chủ tịch trừ siêu trung tắc nói rồi vỗ vỗ lên đầu tiểu binh tiểu tử hôm nay ngủ cho ngon mai còn đi học nữa chứ tiếng cười vang lên Diêu Trung Tắc đi ra ngoài cửa. Trử Vận Phong cũng không đi tiến, nhưng chị Lý lại đưa Diêu Trung Tắc ra đến ngoài cổng. Khi đi ra cổng thì chị Lý dùng giọng cảm khái nói, trưởng phòng vương thật sự có phúc, vợ căn bản là vừa lòng đẹp ý nhưng tính tình có hơi lạnh nhạt, căn bản không thích trò chuyện. Diêu Trung Tắc đã từng gặp Mạc Tiểu Bắc, hắn nghĩ đến người phụ nữ oai hùng hiên ngang kia, thật sự cũng cảm thấy vương tử quân có phúc. Hắn đi ra khỏi nhà trừ vận phong, đang định đi về nhà thì thấy một chiếc Santana màu đen chạy đến. Trong khu biệt thự này thường thấy Audi màu đen, một chiếc Santana màu đen thì tất nhiên sẽ là phong cách riêng, rất chói mắt. Khi thấy chiếc xe kia thì Diêu Trung Tắc biết chủ nhân là ai, hắn có chút trầm ngâm, sau đó dừng lại bên đường chờ xe đi đến. Chữ Ngôn Huy đã sớm thấy được Diêu Trung Tắc, sau khi xe dừng lại bên cạnh Diêu Trung Tắc, hắn nhanh chóng xuống xe cười chào hỏi, chú Diêu, chú còn chưa nghỉ ngơi sao? tôi mới đến nhà cậu trò chuyện với chủ tịch trừ, đang chuẩn bị đi về. Siêu Trung Tắc nói rồi cười với chữ Ngôn Huy, cậu đi đâu về vậy? Hôm nay sinh nhật một người bạn, cháu đi chúc mừng mà thôi. Chữ Ngôn Huy nói rồi đưa cho Diêu Trung Tắc một điếu thuốc, chú Diêu, anh chân thật sự không có hy vọng gì sao? siêu Trung Tắc căn bản cũng không dám cầm cái giá của trưởng bối để trò chuyện với chữ Ngôn Huy, vì hắn biết chữ Ngôn Huy không phải là người thường. Vì vậy hắn trầm giọng nói, Hồng Lỗi bây giờ đang chịu xử phạt đảng, căn bản không có hy vọng với vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Trử Ngôn Huy cười cười, sau đó hắn dùng giọng có chút cảm khái nói: Nếu sớm biết có tình cảnh này thì không bằng để cho Hồng Lỗi nhịn một chút. Siêu Trung tác căn bản hiểu ý của Trử Ngôn Huy, hắn cười cười nói: Thích Phúc Lai công tác rất tốt ở thành phố Lâm Hồ, bây giờ thành tích liên tục xuất hiện, nếu nói lý lịch thì rất đầy đủ, căn bản là đồng chí tốt. Trử Ngôn Huy gật đầu cười cười hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Diêu Trung Tắc. Sau khi nói thêm hai câu với Diêu Trung Tắc, hắn nói lời cáo từ. Diêu Trung Tắc bắt chặt tay chữ Ngôn Huy theo thói quen rồi nói, Ngôn Huy, cậu làm rất tốt, tôi là chú rất xem trọng cậu. Diêu Trung Tắc về đến nhà, hắn cầm điện thoại lên xem và thấy có vài cuộc gọi nhỡ, đều là do Phó Thư Ký Trưởng Phùng Thường Quốc gọi đến. Phòng Quảng Thắng là người đi theo Diêu Trung Tắc không ít năm, nếu không Diêu Trung Tắc cũng không để bà đối phương lên làm phó thư ký trưởng phụ trách xử lý công tác văn phòng cho mình. Chào bí thư Diêu, sau khi nhận được điện thoại của Diêu Trung Tắc thì phòng quảng thắng dùng giọng nói có vài phần nịnh nọt lên tiếng. Mặc dù rất yên tâm về phòng quảng thắng thế nhưng Diêu Trung Tắc lại không thích biểu hiện nịnh nọt như thế này. Vì chuyện này mà hắn từng nói hai câu cực kỳ có ý nghĩa với phòng quảng thắng thế nhưng người kia vẫn không thay đổi, mãi không thay đổi siêu trung tắc cũng không muốn nhắc lại. Có khi bồi dưỡng một người thì không phải chỉ nhìn vào phương diện bồi dưỡng, còn phải xem đối phương biểu hiện như thế nào, nếu như không phải là tài liệu tốt, thì cũng đừng nên uổng phí quá nhiều tâm tư. Quảng Thắng, còn không đi nghỉ sao? Mặc dù biết hôm nay phòng Quảng Thắng chưa báo cáo cho mình thì căn bản chưa thể nào đi ngủ được, thế nhưng Diêu Trung Tắc cầm lấy điện thoại vẫn dùng giọng ân cần nói. Cảm ơn Bí Thư đã quan tâm. Bí Thư Diêu, tôi đã nói với Trần Viễn Lũng rồi. Phòng Quảng Thắng dùng giọng khoe khoang thành tích nói. Audio điện tử võ tấn bền. Siêu Trung Tắc cũng không cảm thấy bất ngờ khi Phòng Quảng Thắng đã nói rõ ràng với Trần Viễn Lũng, ngược lại sẽ cảm thấy bất ngờ nếu Trần Viễn Lũng không đồng ý. Trần Viễn Lũng là ai? Là tâm phúc của Lục Trạch Lương, bây giờ Lục Trạch Lương đã đi, đối phương căn bản là lo sợ bất an, mình đưa tới cảnh ô lưu, đối phương sẽ từ chối sao? Khi phòng Quảng Thắng còn định nói tiếp thì Diêu Trung Tắc đã lên tiếng, Quảng Thắng, anh đi nghỉ ngơi sớm thôi. chương 1208, một khó thể giữ vững đạo ung dung. Diêu Trung Tắc đặt điện thoại xuống rồi dùng giọng căm tức nói, chút độ lượng như vậy thì còn làm ăn được gì? Đúng là buồn cười. Khí độ của con người đôi khi quyết định mức độ được việc của người đó. Diêu Trung Tắc là người làm công tác tổ chức lâu năm, hắn căn bản thật sự có nhận thức rất sâu về điều này. Phòng Quảng Thắng tuy là người tốt, thế nhưng khi công tác căn bản là có chút níu kéo. Nhưng có ai mà hoàn mỹ? Có đôi khi cần phải rèn luyện thêm. Siêu Trung tác nghĩ đến Phòng Quảng Thắng mà không khỏi nghĩ đến Tân trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Vương Tử Quân. Người này căn bản quá trẻ, lại có thủ đoạn, quyết đoán, đây là thứ không phải tự nhiên mà có được. Siêu Trung Tắc chợt cười vì ý nghĩ không đâu ra đâu trong đầu mình, hắn chợt lẩm bẩm, chuyện nhân sự nào có đơn giản như vậy. Siêu Trung Tắc giống như nói những lời này cho mình, cũng giống như muốn nói cho người khác nghe. Nhưng trong phòng này chỉ có một mình hắn, dù thế nào thì người khác cũng không nghe thấy được. Lúc này màn đêm cũng nhanh chóng bao phủ gian phòng của Diêu Trung Tắc. Khu văn phòng của phòng tổ chức luôn im ắng, thế cho nên người đi qua hành lang cũng phải cố gắng giảm bớt âm thanh tiếng bước chân, chỉ sợ quấy nhiễu người nào đó. Nhưng lúc này trong phòng làm việc của phó phòng thường vụ phòng tổ chức Trần Viễn Lũng ở lầu 3 khu văn phòng của phòng tổ chức, trưởng ban Đồng Nguyên Hàng của ban số 2 trong phòng tổ chức đang có vẻ mặt không quá tốt. Hắn nhìn vào văn kiện trong tay, sau đó dùng giọng do dự nói: "Trưởng phòng Trần, chuyện này chúng ta có nên trưng cầu ý kiến của trưởng phòng Vương hay không?" Đồng Nguyên Hàng là trưởng ban của ban số 2, có thể nói là một người quyền cao, không ít cán bộ cấp sở phải cố gắng kết giao với hắn nhưng một người nắm quyền như hắn cũng phải biết vâng lời ví dụ như bây giờ đối mặt với trần viễn lũng hắn chỉ là một cấp dưới mà thôi trần viễn lũng hiểu ý nghĩ của đồng nguyên hàng hắn dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn đồng nguyên hàng căn bản không nói lời nào chỉ nhìn qua văn kiện trong tay trần viễn lũng không nói lời nào rõ ràng tạo ra một loại thái độ đồng nguyên hàng là cán bộ do một tay trần viễn lũng đề bạt lên tất nhiên hiểu lúc này biểu hiện của mình làm cho trần viễn lũng mất hứng nhưng sự việc này căn bản làm cho hắn cảm thấy rất khó xử. Ngày hôm qua Đồng Nguyên Hàng nhận được tin tức, nói là trưởng phòng vương đã cố ý đề cử phó hiệu trưởng Khương Tập Minh Tiến lên làm phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng. Căn cứ vào tin tức này mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng hôm nay trưởng phòng trần lại ép hắn phải đưa Lý Sâm Thăng vốn là nhân tuyển ở vị trí cuối cùng lên phía trước. Phía trước hay phía sau căn bản đều là người được đề cử, thế nhưng ý nghĩa thực tế lại khác biệt không nhỏ sắp xếp trước thì rõ ràng là đại biểu cho ý kiến của đơn vị khảo sát. Bây giờ sắp xếp như vậy trái ngược với ý kiến chỉ đạo của Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương sẽ nghĩ thế nào? Trần Viễn Lũng nhìn cấp dưới đắc ý của mình, trong lòng hiểu rõ vì sao đối phương lại khó xử. Đừng thấy hắn tỏ ra không quan tâm mà lầm, thật sự hắn cũng cảm thấy cực kỳ bất an không yên. Vương Tử Quân đã cho ý kiến rõ ràng, thế nhưng văn kiện báo cáo sau cùng lại khác biệt với ý kiến của Vương Tử Quân, điều này là gì, vương tử quân sao không hiểu rõ cho được. Tuy làm việc này rõ ràng tất nhiên cũng không có vấn đề gì lớn, thế nhưng thực tế lại căn bản đang xé toang ra mặt với trưởng phòng vương. Nói thật thì Trần Viễn Lũng căn bản không muốn vạch mặt với vương tử quân, dù sao thì mình chỉ là một phó phòng thường vụ, vương tử quân là lãnh đạo đứng đầu đơn vị, hơn nữa còn là thường ủy tỉnh ủy. Thế nhưng có một số việc căn bản không đi theo đúng hướng suy nghĩ của người ta. Trần Viễn lúng hầu như có thể khẳng định chỉ cần Vương Tử Quân lập nên quyền uy của mình ở phòng tổ chức, sau đó mình căn bản không thể nào tiếp tục công tác ở nơi này. Lúc này không có ai bao phủ lấy hắn, lại không thể là tâm phúc của Vương Tử Quân, như vậy chỉ còn một đường ra đi mà thôi. Siêu Trung Tắc là ô ột phó bí thư nắm công tác nhân sự, đây là chỗ dựa tốt nhất cho hắn vào lúc này. Trần Viễn Lũng nghĩ đến gương mặt tươi cười của Diêu Trung Tắc, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, đây chính là tâm cảnh của Trần Viễn Lũng vào thời điểm hiện tại. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là làm cho tốt vụ này, để cho Bí Thư Diêu thấy được năng lực của mình, thế nên có thể tiến lên con thuyền của Bí Thư Diêu Trung Tắc. Chỉ khi nào hắn có biểu hiện thật tốt, như vậy mới có thể nhận được sự coi trọng của Bí Thư Diêu, cũng chỉ như thế thì công tác của hắn sau này mới có không gian phát triển. Đồng Nguyên Hàng lúc này căn bản cũng có tâm tư như vậy, đối phương không còn lựa chọn nào khác, Trần Viễn lũng hiểu lúc này Đồng Nguyên Hàng cũng không thể không đi theo. Dù sao thì Đồng Nguyên Hàng cũng là cán bộ do mình đề bạt lên, nếu như mất đi sự ủng hộ của mình, người này căn bản không thể nào tiếp tục tại vị. Khi gương mặt của Đồng Nguyên Hàng càng ngày càng xấu thì Trần Viễn lũng chợt nói, chuyện này anh chỉ cần chú ý báo cáo là được, nếu có hậu quả gì, còn có tôi đây. Trần Viễn Lũng nói đến đây thì muốn gia tăng độ nặng của mình, hắn lại nói thêm một câu, còn có cả bí thư diêu. Đồng Nguyên Hàng là người thông minh, chỉ sau nháy mắt thì hắn đã hiểu vì sao Trần Viễn Lũng lại làm như vậy, cảm giác khó chịu trong lòng đã biến mất đi phân nửa. Mặc dù Vương Tử Quân là lãnh đạo đơn vị, thế nhưng nếu trưởng phòng Trần có được sự giúp đỡ của Bí Thư Diêu, sau này mình có thể ổn định công tác trong phòng tổ chức. Nhưng cái giá của sự việc lần này căn bản là quá lớn. Đồng Nguyên Hàng thầm cảm khái, sau đó hắn trầm giọng nói, trưởng phòng, Tôi hiểu nên làm thế nào." Trần Viễn lúng khoát tay áo tỏ ý cho Đồng Nguyên Hàng rời khỏi phòng làm việc của mình. Hắn cũng không thấy sự thay đổi thái độ của Đồng Nguyên Hàng có gì là không đúng. Đối với những người công tác trong đơn vị như bọn họ, vào thời điểm nào cũng phải có sự chọn lựa, có những lựa chọn sẽ đẩy anh phát triển xa ngàn dặm, cũng có những lựa chọn làm cho các anh phải vùi xuống bùn đen. Nhưng anh nhất định phải chọn nếu không thì kết quả nộp giấy trắng chỉ sợ còn xấu hơn là cho ra lựa chọn phù hợp. Cho ra một lựa chọn thì ít nhất cũng có người nâng đỡ, nếu cho ra giấy trắng thì căn bản là vô năng. Trần Viễn lúng cầm lấy văn kiện của Đồng Nguyên Hàng đang đặt trên bàn, hắn có chút trầm ngâm. Tuy hắn đã làm ra lựa chọn, thế nhưng khi hắn chuẩn bị quán triệt lựa chọn của mình, trong lòng chợt cảm thấy căng thẳng khó hiểu. Có những việc khi mà đâm đầu vào thì căn bản làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Chương 1208.2, khó thể giữ vững đạo ung dung. Cuối cùng thì Trần Viễn Lũng cũng cầm theo văn kiện đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn còn chưa kịp gõ cửa thì thấy Du Giang Vĩ từ bên trong đi ra, khi thấy Trần Viễn Lũng thì Du Giang Vĩ vội vàng nở nụ cười nói lời cung kính, "Chào trưởng phòng Trần." Nếu như là trước kia thì Trần Viễn Lũng sẽ nói vài câu với Du Giang Vĩ, nhưng lúc này hắn nào có tâm tình như vậy. Mặc dù hắn biết mình làm như vậy là đắc tội với vương tử quân, vì hậu quả như vậy nên hắn căn bản khó thể nào vui vẻ cho được. Giang Vĩ, trưởng phòng có trong phòng chứ? Trần Viễn Lũng nhìn Du Giang Vĩ rồi khẽ nói. Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt có vài phần âm trầm của Trần Viễn Lũng, hắn nhanh chóng lên tiếng, trưởng phòng vương đang ở trong phòng. Trần Viễn Lũng nói một tiếng rồi đi đến gõ cửa. Sau khi vương tử quân nói một câu mời vào thì Trần Viễn Lũng nhanh chóng cất bước vào trong. Vương Tử Quân đang xem xét văn kiện, sau khi thấy Trần Viễn Lũng thì hắn đặt bút xuống đứng lên khỏi ghế nói: "Trưởng phòng Trần, mời anh ngồi." Tuy Trần Viễn Lũng đã có quyết đoán nhưng khi nhìn thấy nụ cười ung dung bình tĩnh của Vương Tử Quân thì cũng không khỏi cảm thấy không yên tâm. Nhưng dù sao thì hắn cũng không phải là người thường, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói với Vương Tử Quân: "Trưởng phòng Vương, tôi có một việc cần báo cáo với anh." Vương Tử Quân khẽ gật đầu hắn ngồi xuống ghê sa lông cách Trần Viễn Lũng không xa. Sau khi Du Giang Vĩ vào rót trà và đi ra ngoài, lúc này hắn mới nói, trưởng phòng Trần, tôi đến phòng tổ chức thời gian không quá dài, phương diện nghiệp vụ còn mong anh quan tâm hơn, có lời đề nghị nào tốt thì cứ nói ra. Chỉ khi nào chúng ta đồng tâm hiệp lực thì mới có thể làm cho công tác của phòng tổ chức tiến triển từng ngày, có thể cho ra thành tích. Cảm ơn trưởng phòng tiến nhiệm, nếu nói về công tác tổ chức thì rõ ràng ngài là chuyên gia. Tuy ngài chưa từng nắm công tác tổ chức, thế nhưng trước kia ngài từng là bí thư thị ủy, đã khống chế đại cục, chút công tác này đối với ngài không phải chỉ là một bữa sáng sao. Tuy Trần Viễn Lũng đã quyết định sẽ ngã bài với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Trần Viễn Lũng căn bản cảm thấy không thoải mái với cảm nhận vào lúc này của mình, nhưng vị trí của hắn quyết định thua kém hơn người trẻ tuổi trước mặt một bậc. Vương tử quân nhìn biểu hiện cứng nhắc của Trần Viễn Lũng, hắn cảm thấy đối phương có chút là lạ. Căn cứ vào tiếp xúc trong thời gian gần đây, Trần Viễn Lũng là người nói chuyện lớn tiếng, bây giờ đối phương chợt thay đổi, không phải sự việc có biến đổi gì sao. Nhưng dù là thế nào thì vương tử quân cũng phải ổn định. Khi vị trí dần tăng tiến thì vương tử quân càng coi trọng hai chữ ổn định. Có người nói bình tĩnh thì giữ vững thiên hạ không quá khó, mặc dù đây chỉ là một mặt nhưng căn bản cũng không phải không đúng. Vương Tử Quân cũng không nói đến phương diện công tác, hắn nói vài việc vặt với Trần Viễn Lũng. Sau khi hỏi Hàn Ân cần tình huống của Trần Viễn Lũng, lúc này Trần Viễn Lũng đã thật sự ngồi không yên, hắn đưa văn kiện trong tay cho Vương Tử Quân rồi nói, trưởng phòng Vương, đây là văn kiện của ban số 2 về nhân tuyển cho vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng tỉnh ủy, mong ngài nhìn qua một chút. Vương Tử Quân cầm văn kiện trong tay Trần Viễn Lũng nhìn thoáng qua, hắn thấy cái tên được đề cử đầu tiên là Lý Sâm Thăng trước đó trò chuyện với trần viễn lũng hắn đã nói ra cái tên khương tập minh thế nhưng khương tập minh lúc này lại bị xếp vào vị trí cuối cùng vương tử quân căn bản hiểu ý nghĩa của cách sắp xếp như thế này tuy trước đó hắn đã có chuẩn bị sẵn thế nhưng lúc này khi thấy ý kiến của mình không được thủ hạ xem xét hắn không khỏi cảm thấy có chút tức giận vương tử quân trầm ngâm dây lát sau đó hắn đặt văn kiện lên bàn sau đó dùng giọng như tùy ý nói cứ quyết định như vậy khi trần viễn lũng thấy vương tử quân nhấc văn kiện lên xem thì trái tim đặt lên cuống họng bây giờ nghe thấy vương tử quân nói như vậy thì hắn có chút trầm ngâm sau đó mới cười hỏi trưởng phòng vương ngài xem khi nào thì mở hội nghị phòng tổ chức bắn cung không thể quay đầu nếu như đã đến mức độ này thì căn bản chi đi về phía con đường tăm tối trần viễn lũng cảm thấy những lời này được nói ra thì tâm tình thoải mái hơn mặc dù địa vị của hắn và vương tử quân có tranh lệch không nhỏ Thế nhưng hắn nghĩ đến Diêu Trung Tác ở sau lưng mình thì lại căn bản không quá lo lắng. Con người thường là như vậy, trước khi cho ra quyết định thì thường sẽ lo lắng không yên, nhưng sau đó thì căn bản cũng không có quá nhiều lo lắng như vậy. Lúc này Trần Viễn Lũng đã có tâm tư quyết định sự việc, thế nên mở miệng nói với Vương Tử Quân như vậy. Trần Viễn Lũng thầm nghĩ mình không chiến đấu một mình, vì sau lưng còn có Diêu Trung Tác ủng hộ mình, thế nên hắn không khỏi thầm động viên mình vài câu vương tử quân nhìn sang văn kiện rồi thản nhiên nói vậy thì chiều nay tổ chức hội nghị vương tử quân bình tĩnh làm cho trái tim ổn định của trần viễn lũng lại đập mạnh lên khi hắn nghĩ rằng vương tử quân sẽ kéo dài một chút không ngờ trưởng phòng vương lại dứt khoát như vậy điều này làm cho hắn bất ngờ đồng thời lại sinh ra dự cảm không hay không phải vương tử quân đã có chuẩn bị gì ở phương diện này sao trần viễn lũng thầm phỏng đoán như vậy ngoài miệng lại dùng giọng cung kính nói Tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho văn phòng. Bây giờ sự việc đã nói xong, tuy Vương Tử Quân vẫn tươi cười nhưng Trần Viễn Lũng căn bản không muốn tiếp tục ở lại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này hắn đứng lên nói, "Trưởng phòng Vương, tôi còn có chuyện cần làm, ngài nếu không có gì cần phân phó thì tôi xin phép cáo từ." Vương Tử Quân mỉm cười tiến chân Trần Viễn Lũng ra khỏi phòng làm việc của mình, hắn hồn nhiên giống như chưa từng có chuyện gì không đúng đang xảy ra khi trần viễn lũng đối mặt với gương mặt tươi cười của vương tử quân hắn càng cảm thấy không thoải mái mãi đến khi vương tử quân đi vào trong phòng thì hắn mới thở dài một hơi chào trưởng phòng trần một nhân viên công tác đi qua bên cạnh dùng giọng cung kính chào hỏi trần viễn lũng khi thấy nhân viên công tác kia thì trần viễn lũng chợt ngẩng cao đầu vẻ uy nghiêm sau nhiều năm công tác làm cho hắn nở nụ cười đầy khí thế sau đó hiên ngang ưỡn ngược đi về phía phòng làm việc của mình Lúc này Trần Viễn lúng giống như khôi phục lại tâm tính bản chất của mình, hắn vừa đi vừa thầm an ủi, bây giờ là khi nào, ai sợ ai chứ? Trần Viễn lúng cũng có lòng tin với hội nghị của phòng tổ chức lần này, dù sao thì hắn cũng đã có chuẩn bị quá kỹ càng rồi. Vương Tử Quân nhìn Du Giang Vĩ đang giúp mình dọn dẹp văn kiệt, hắn cười nói, Giang Vĩ, cậu cảm thấy công tác ở phòng tổ chức tốt hơn hay là ủy ban tư pháp tốt hơn? Chương 1209, một thực chất thì tâm tư linh hoạt, bề ngoài thì chỉ là một đầm lời u tối. Du Giang Vĩ tuy có quan hệ rất gần với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi như vậy. Hắn có chút do dự, sau đó dùng giọng trịnh trọng nói, "Trưởng phòng, tôi cảm thấy chỉ cần đi theo anh thì chỗ nào cũng như nhau." Tiểu tử cậu đã học được trò xảo quyệt rồi. Vương Tử Quân nghe thấy đáp án của Du Giang Vĩ thì khẽ cười mắng du giang vĩ cười cười không nói gì hắn đang không rõ vì sao trưởng phòng vương lại hỏi mình như vậy thế nhưng đối với hắn thì bây giờ quan trọng nhất là trả lời cho tốt câu hỏi của trưởng phòng vương gần đây cuộc sống gia đình thế nào tôi nghe tiểu trần nói ngày hôm qua mẹ cậu phải nhập viện sao vương tử quân đưa mắt nhìn du giang vĩ rồi trầm giọng nói bác gái không có chuyện gì đấy chứ không có gì cả chỉ là huyết áp hơi cao đã quan sát một đêm ở bệnh viện bây giờ đã về nhà Su Giang Vĩ không ngờ Vương Tử Quân lại biết tình hình của mẹ mình, thế là không khỏi có chút cảm động. Vương Tử Quân cười cười nói, không có gì là tốt, nếu sau này bác gái có gì không khỏe, cậu nên xin nghỉ, chuyện của các cụ không nên sơ sài được. Cảm ơn trưởng phòng, Su Giang Vĩ tiến lên thu dọn báo chí ngày hôm nay mà Vương Tử Quân đã xem, khi hắn định xoay người bỏ đi thì dừng bước, trưởng phòng, tôi vừa mới thấy trưởng phòng Trần đi vào phòng của trưởng phòng Long. Du Giang Vĩ đi ra cửa, vẻ mặt của Vương Tử Quân vẫn rất bình thản, hắn hiểu rõ ý nghĩ của Du Giang Vĩ, hắn cũng không cần nghĩ mà biết ngay mục đích của Trần Viễn Lũng khi đến tìm Long Điền Hỷ. Nếu như Vương Tử Quân muốn chứng thực ý chỉ của mình ở sự kiện này, như vậy hắn cần phải có vài người đi theo, nhưng bây giờ hắn còn chưa làm như vậy. Tuy Vương Tử Quân đã là trưởng phòng tổ chức thế nhưng vùng nước ở đơn vị sau bao nhiêu năm kinh doanh của Lục Trạch Lương là nông sâu thế nào, hắn căn bản không quá rõ ràng lần này lựa chọn nhân tuyển cho vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng chính là đá thử vàng. Đã có người muốn nhảy, như vậy cứ để cho bọn họ nhảy, lăn qua lăn lại cho vui. Nếu cứ để cho bọn họ phải ẩn mình, không bằng để cho bọn họ nhảy ra nhìn cho rõ ràng. Trần Viễn Lũng có gan vi phạm chỉ thị của mình, dám sắp xếp lý xâm thăng ở vị trí đầu tiên, nguyên nhân sau lưng là gì thì ép ép phương tử quân căn bản là hiểu quá rõ ràng. Hắn biết rõ Trần Viễn Lũng nói đây là văn kiện về phương diện nhân sự cho vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng của ban số 2, nhưng trò này không gạt được ai cả. Phương diện công tác nhân sự thì luôn có người không biết, thế nhưng một vài người không nên biết lại biết rất rõ. Phương Tử Quân ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc của mình, hắn bắt đầu xem xét phần văn kiện về việc chọn lựa cán bộ một cách công khai mà Chỉ Hoa Trục đưa đến ngày hôm trước. Tuy phần văn kiện này chủ yếu là lý luận. Thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không khỏi phải lau mắt mà nhìn với Trì Hoa Trục, người này căn bản là quá tài tình, căn bản là cực kỳ nắm chắc. Khi địa vị của mình liên tục tăng tiến thì Vương Tử Quân càng cảm thấy cần có người có lý luận ở bên cạnh giúp đỡ. Hắn cần thống nhất ý nghĩ của mình, thế nhưng vô tình khó thể tìm được nhân tài như vậy. Trì Hoa Trục xuất hiện làm cho Vương Tử Quân cảm thấy người mình cần đã xuất hiện. Chưa nói đến những biểu hiện kinh người của Trì Hoa Trục vào đời trước, chỉ cần bây giờ đối phương vung tay nghiên cứu về phương diện nhân sự như vậy căn bản không phải là người bình thường có thể so sánh được khi vương tử quân đang suy tư về phương diện sắp xếp cho trì hoa trục điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên hắn nhìn thoáng qua dãy số sau đó nghe máy trưởng phòng vương bây giờ ngài có bận rộn gì không trình viên lệ ở đầu dây bên kia chợt lên tiếng vương tử quân căn bản luôn rất nhiệt tình với trình viên lệ chủ tịch trình Tôi đang có chút bận rộn, thế nhưng nếu như chị có gì cần dặn dò, tôi sẽ đảm bảo ra tay xúc tiến. Ôi, trưởng phòng Tử Quân lại nói làm cho tôi vui vẻ, tôi có phải là nên cảm ơn ngài không nhỉ? Trong mắt người ngoài thì Trình Viên Lệ căn bản là rất uy nghiêm, thế nhưng khi tiếp xúc gần thì càng tỏ ra tùy tiện với Vương Tử Quân. Sau khi nói thêm vài câu với Trình Viên Lệ thì Vương Tử Quân cười nói, "Chủ tịch Trình, chủ tịch trữ đã phê duyệt phần ngân sách dành cho chị hay chưa?" Trình Viên Lệ nói đến phương diện ngân sách thì có thêm vài phần nghiêm túc. Chủ tịch trừ bên kia đã lên tiếng. Lát nữa tôi sẽ đi đến phòng tài chính. Nếu như anh địch lại từ chối, hôm nay tôi sẽ không rời khỏi phòng làm việc của anh ấy. Vương Tử Quân nghe giọng nói chăm chú của Trình Viên Lệ mà không khỏi thở dài một hơi. Dù thế nào thì bây giờ công tác của mình đã có chút tác dụng. Tùy điều kiện vệ sinh phòng dịch còn chưa được chú trọng đúng mực, thế nhưng ít nhất cũng có tác dụng dự phòng chị trình ra tay thì căn bản là quá tốt anh địch nếu đắc tội với ngài cũng không xong vương tử quân căn bản ít khi nói lời nịnh ngọt thế nhưng hôm nay hắn lại không keo kiệt với trình viên lệ ôi trưởng phòng vương ngài cũng đừng tâng bốc tôi trong tỉnh thì dễ nói thế nhưng quan trọng là tuyến thành phố có thành phố nể mặt tôi nhưng có nơi lại không căn bản là khó lên tiếng nó cho rõ ràng thế cho nên đến lúc đó cũng cần anh hỗ trợ một chút trình viên lệ căn bản là nói lời thật lòng vì dù nàng là phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng đôi khi vị trí của nàng không được thành phố tuyến dưới coi trọng. Lúc này thành phố nào cũng có nhiều việc cần làm, chỗ nào cũng cần tiền, nếu như xử lý một loạt là không đủ. Vì vậy địa phương cũng cực kỳ bất đắc dĩ với chỉ thị của tỉnh, cũng chỉ bỏ tiền đi làm những chuyện quan trọng mà thôi. Trước nay phương diện y tế luôn là yếu thế, hơn nữa trình viên lệ là phó chủ tịch tỉnh cũng không phải là người cường thế. Đặc biệt là hai thành phố như Đông Hồng và Ngân Bằng, lãnh đạo của bọn họ càng là thường ủy tỉnh ủy. "Chị cứ yên tâm, có chuyện gì cần thì chị cứ nói, tôi sẽ đảm bảo giúp đỡ nhiệt tình." Vương Tử Quân căn bản tình nguyện ra tay ở phương diện này, dù sao thì sau vài tháng nữa sự kiện này sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Sau khi Hàn Huyên thêm vài câu thì Trình Viên lệ cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Tuy trình viên lệ căn bản không nhắc đến phương diện đề bạt phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng, thế nhưng ý nghĩa của cuộc điện thoại này là gì thì Vương Tử Quân vẫn hiểu. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt đứng lên. Xem ra chuyện này có quá nhiều người quan tâm, chỉ sợ có nhiều người đứng ngoài nhìn vào, mình có thể đứng vững trong hội nghị của phòng tổ chức lần này hay không. Trong phòng làm việc của Khuất Trấn Hưng, hắn tiếp nhận điện thoại, sau đó nói một câu biết rồi, hắn cúp điện thoại. Chương 1209, hai thực chất thì tâm tư linh hoạt, bề ngoài thì chỉ là một đầm lầy u tối. Khuất Trấn Hưng tiếp điện thoại của Phó hiệu trưởng Khương Tập Minh, tuy Khương Tập Minh nói rông dài rất lâu, thế nhưng ý nghĩa thực tế lại là văn kiện sắp xếp nhân sự cho vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng, nói là trên danh sách mà trưởng phòng Vương ra tay căn bản mình không được sắp xếp ở vị trí đầu. Khuất Trấn Hưng biết rõ bí thư Diệp muốn để cho Khương Tập Minh tiến lên làm phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng tỉnh ủy bây giờ sự kiện này còn chưa được đưa đến hội nghị thường ủy mà đã có huyên náo bên phòng tổ chức tỉnh ủy trưởng phòng vương là nhân vật lợi hại điều này khuất chấn hưng căn bản không thể nghi ngờ nhưng trưởng phòng vương vừa mới đến phòng tổ chức hắn có chút lo lắng không biết bí thư vương có chặn tay được trần viễn lũng hay không báo cáo cho bí thư diệp hay là coi như không biết chuyện này khuất chấn hưng có chút do dự sau đó hắn quyết định đến báo cáo rõ ràng cho bí thư diệp nói như vậy tuy có chút dư thừa Thế nhưng dù sao thì còn tốt hơn sau này bí thư Diệp biết được và trách mình không báo cáo. Khuất Trấn Hưng có chút do dự, hắn cầm văn kiện trên bàn làm việc của mình rồi khẽ đi vào trong phòng làm việc của bí thư Diệp. Đối với một người là thư ký như Khuất Trấn Hưng thì phòng làm việc của Diệp thừa dân căn bản là quá thân thuộc, sau khi đi vào thì hắn cung kính đặt văn kiện lên bên trái bàn làm việc của Diệp thừa dân. Hắn nhìn ly trà của lãnh đạo, sau đó mới khẽ nói, "Bí thư Diệp vừa rồi hiệu trưởng Khương của trường đảng đã gọi điện thoại đến. Diệp thừa dân cũng không ngẩng đầu lên, lão vẫn nhìn văn kiệt, nhưng lúc này khuất chấn hương hiểu lãnh đạo cho phép mình nói tiếp. Hắn tiếp tục lên tiếng, hiệu trưởng Khương nói ban số 2 của phòng tổ chức tỉnh ủy đã cho ra danh sách nhân tuyển, thế nhưng Lý Sâm Thăng là người được xếp ở vị trí đầu tiên. Diệp thừa dân vẫn không ngẩng đầu lên, lão cầm lấy một văn kiện khác phê vào hai câu, sau đó đưa mắt nhìn khuất chấn hưng rồi nói, cậu đi tìm thư ký trưởng, để cho anh ấy đi đốc xúc chuyện này. Khuất Trấn Hưng nhìn thoáng qua văn kiện, chuẩn bị rời đi. Khi hắn đẩy cửa đi ra thì chợt nghe thấy Diệp Thừa Dân nói tiếp, nếu như Khương Tập Minh vì chuyện này mà gọi điện thoại cho cậu, cậu không thèm quan tâm là được. Khuất Trấn Hưng gật đầu bỏ đi, khi hắn đóng cửa thì vẻ mặt Diệp Thừa Dân trở nên ngưng trọng. Đối với lão thì một vị trí phó hiệu trưởng thường vụ của trường đảng là không đáng quan tâm, Điều lão cần quan tâm chính là Vương Tử Quân có xử lý được công tác của đơn vị chính mình hay không. Theo những gì mà Diệp thừa dân biết về Vương Tử Quân, lão tin tưởng điều này là hoàn toàn có thể. Dù phòng tổ chức là nơi được Lục Trạch Lương kinh doanh nhiều năm, mặc dù không có người nào dám đánh trước mặt, thế nhưng ngáng chân sau lưng cũng không là vấn đề. Diệp thừa dân cầm điện thoại định gọi đi nhưng cuối cùng vẫn đặt xuống. Lúc này nếu lão gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, căn bản không bằng ngồi nhìn biểu hiện của vương tử quân như thế nào. Diệp thừa dân lại ngồi xuống bàn làm việc, lão lại khôi phục lại vẻ nghiêm túc như trước, tiếp tục ném tâm tư của mình lên văn kiện. Nhưng khi ngẫu nhiên ngẩng đầu thì cũng không khỏi nhìn về phía một khu văn phòng cách đó không xa. Khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy căn bản là rất yên tĩnh, thế nhưng trong bầu không khí yên ắng này lại có không biết bao nhiêu người đang nhìn về phía khu văn phòng tỉnh ủy. Bên ngoài phòng họp tỉnh ủy có vài nhân viên công tác của văn phòng đang đi qua đi lại, các loại tài liệu và văn kiện liên tục được đưa đến. Chào trưởng ban đồng, Trần Hiểu là một sinh viên vừa tốt nghiệp đến nhận công tác ở phòng tổ chức, tuy hắn có ít kinh nghiệm nhưng gương mặt luôn nở nụ cười, lại nhanh chóng được lãnh đạo phòng tổ chức tín nhiệm. Đồng sự cảm thấy Trần Hiểu căn bản không quá xinh đẹp, thế nhưng một cô gái luôn nở nụ cười cũng luôn nhận được thiện ý từ người khác. Trước kia Đồng Nguyên Hàng thấy mặt Trần Hiểu thì nói vài câu vui đùa không ảnh hưởng đến toàn cục, có thể là sẽ giới thiệu cho nàng vài đối tượng gì đó, nhưng hôm nay hắn chỉ khẽ nhướng mày gật đầu một cái, sau đó đi vào phòng họp. Trưởng ban Đồng hôm nay làm sao vậy? Đồng Nguyên Hàng là trưởng ban số 2 của phòng tổ chức, là một trong những cán bộ có thực quyền, rất nhiều người tình nguyện lần thân thiết mối quan hệ. Vì trong tay có quyền nên Đồng Nguyên Hàng thường xuyên bày ra gương mặt như tắm gió xuân. Người được Trần Hiểu đặt câu hỏi là cán bộ có 10 năm công tác trong phòng tổ chức, người này rất xảo quyệt, tuy không được lãnh đạo tín nhiệm nhưng lại biết rõ tất cả những gì đang phát sinh trong đơn vị. Hắn nhấc văn kiện trong tay lên, sau đó dùng giọng có chút đắc ý nói, Trần Hiểu, cô không phải là kém thu thập tin tức rồi sao? Có chuyện gì vậy? Trần Hiểu tuy tỏ ra không có chút thủ đoạn tâm kế, thế nhưng từ sâu trong lòng lúc nào cũng yêu cầu mình cầu tiến bây giờ nghe vị đồng sự kia nói như vậy thì tâm tư nhanh chóng biểu hiện biết rõ hôm nay làm gì không anh trương càng thêm đắc ý hắn chỉ về phía phòng họp rồi nói tất nhiên là biết là hội nghị văn phòng của phòng tổ chức trần hiểu đang sắp xếp tài liệu văn kiện cho hội nghị sao lại không biết cho được anh trương rất hưởng thụ với ánh mắt của trần hiểu hắn nhìn thoáng qua bốn phía thấy không ai chú ý thì nói tiếp biết rõ hôm nay sẽ nghiên cứu về cái gì không không chờ trần hiểu trả lời thì anh trương đã nói lần này hội nghị văn phòng nghiên cứu về nhân tuyển cho vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng tỉnh ủy sắp xếp thế nào thì sắp xếp vấn đề này không phải cuối cùng do hội nghị thường ủy quyết định sao tôi nghe nói trưởng phòng còn chưa có quyết định trưởng ban đồng có gì mà khó xử trưởng phòng có chỉ thị thế nào chỉ cần xử lý là được trần hiểu tuy là cán bộ trẻ nhưng căn bản vẫn biết rất rõ trình tự công tác là thế nào anh trương nhìn trần hiểu chu miệng lên cảm thấy có chút đáng yêu hắn nghĩ đến người vợ của mình thế là có chút tiếc hận mình lấy vợ sớm hắn cười hì hì nói nếu là như vậy thì quá tốt rồi tôi nói cho cô biết anh đồng bây giờ không thoải mái cũng là vì sự kiện này không nghe theo lời của trưởng phòng không nghe lời trưởng phòng trần hiểu chợt nói hơi lớn một chút dựa theo kinh nghiệm tiếp xúc của nàng và anh trương với đồng nguyên hàng người này căn bản không phải kẻ kiên trì nguyên tắc của mình mà cố chấp với lãnh đạo. Nếu như hắn ta có tính cách như vậy, chỉ sợ chức vụ trưởng ban số 2 không rơi lên đầu hắn. Anh ta nghe lời phân phó của trưởng phòng Trần, bây giờ có thể nói là rơi lên đầu sóng ngọn gió. Anh Trương nói rồi xoa xoa hai bàn tay, vừa định nói thêm hai câu thì Long Điền Hỷ đi đến. Khi thấy Long Điền Hỷ thì anh Trương giống như sâu gặp thuốc trừ sâu, hắn nhanh chóng trở nên thành thật, thái độ công tác cũng nhanh chóng trở nên khó chịu. chương 1210, nói anh đi, anh có đi hay không cũng được. Chào trưởng phòng Long, khi Long Điền Hỷ đi đến bên cạnh thì anh Trương dùng giọng cung kính nói. Nhưng anh Trương có cung kính thì Long Điền Hỷ giống như không thấy, hắn cũng không thèm nhìn anh Trương, chỉ đi vào trong phòng họp. Phòng tổ chức có bốn vị phó phòng, ngoài Long Điền Hỷ và Trần Viễn Lũng thì còn có hai vị khác là Vân Thượng Trí và Thịnh Tranh Khôi, đám người trong văn phòng của phòng tổ chức đều biết quyết định nhất là trưởng phòng Vương và bốn vị phó phòng kia. Anh Trương nhìn Long Điền hỉ đi đến phòng họp với gương mặt trầm tĩnh, hắn lại cảm thấy không an phận, thế là nhìn Trần Hiểu ở bên cạnh rồi khẽ nói: cô biết trưởng phòng Long đang làm sao không? Anh ấy đang rất tổn hao tinh thần, bây giờ không biết nên giúp đỡ ai ở sự kiện này. Trần Hiểu tuy đến công tác ở phòng tổ chức muộn hơn anh Trương thế nhưng ít nhất cũng thông minh hơn biết rõ mình nên nói cái gì, cái gì không nên nói. Vì vậy nàng chỉ gật đầu với lời nói của anh Trương mà căn bản không tỏ thái độ. Khi anh Trương còn cảm thấy mình mở miệng chưa đã nghiền, lúc này thấy Trần Viễn Lũng cùng Vân Thượng Trí và Thịnh Tranh khôi cùng nhau đi đến. Ba người đi đường trò chuyện vui vẻ, Trần Viễn Lũng là phó phòng thường vụ càng được Vân Thượng Trí và Thịnh Tranh khôi vây quanh. Lần này Trần Viễn Lũng căn bản đáp lại nhiệt tình với lời chào hỏi của anh Trương, không những nói hai câu còn mở miệng thăm hỏi con trai của anh Trương. Anh Trương nhìn Trần Viễn lúng đi vào phòng họp mà cảm thấy mình có mặt mũi, dù sao trưởng phòng Trần mở miệng chào hỏi và hỏi thăm gia đình cũng không phải là người bình thường có thể có được. Hắn nhìn Trần Hiểu ở bên cạnh rồi nói, "Tiểu Trần, có câu một cây bút không nên viết ra hai loại mực, cô đấy, có đôi khi phải linh hoạt lên." "Tôi cũng muốn linh hoạt một chút, thế nhưng gặp mặt lãnh đạo thì biết nói gì đây." Trần Hiểu cũng không nói thật lòng khi thấy lãnh đạo thì nàng cũng không nói ít hơn so với anh Trương. Nhưng biểu hiện của nàng lại làm thỏa mãn một người có lòng tự trọng lớn như anh Trương, hắn là người thích lên mặt dạy đời, thế là lại cười hì hì nói, đó là vì cô mới đến công tác, căn bản không quen mặt lãnh đạo. Giống như tôi đây này, trưởng ban Trần hay là hai vị chính phó ban của ban số 2, khi tôi gặp mặt gọi là anh Trần, có một bữa tiệc mà khi đó trưởng phòng Trần còn mở miệng gọi tên tôi, Trần Hiểu tuy không biết anh Trương nói là thật hay giả, thế nhưng nàng căn bản cũng có kinh nghiệm, đó chính là khi mà các đồng sự lão thành nói kinh nghiệm của mình, nàng cần phải hâm mộ lắng nghe. Chỉ như vậy thì khi công tác nàng mới nhận được sự giúp đỡ của người ta. Chiêu thức này của Trần Hiểu căn bản rất được anh Trương tiếp nhận. Khi anh Trương chuẩn bị kể chuyện cũ của mình, đúng lúc này hắn chợt ngậm miệng lại. Lúc này Vương Tử Quân cầm theo một ly nước và nở nụ cười đi từ phía hành lang bên kia đến đây, khi vương tử quân đi qua thì có không ít người cung kính chào hỏi. Trần Hiểu nhìn thấy anh Trương giống như mất đi tất cả tinh thần để cung kính nhường đường, nàng vừa sinh ra cảm giác kính sợ trưởng phòng vương, trong lòng càng tăng thêm vài phần cảm giác bị ổi với anh Trương. Mới vừa rồi còn chọn năm lấy sáu, bây giờ trưởng phòng vương đi ra thì căn bản đã im thiên thiết. Anh nhìn xem độ tuổi của trưởng phòng vương có lớn hơn hay không, thế nhưng bây giờ người ta đã là trưởng phòng tổ chức thường ủy tỉnh ủy, còn anh chỉ là một cán bộ cấp khoa mà thôi. Nếu như tìm được một người bạn trai như trưởng phòng Vương thì quá tốt. Trong đầu Trần Hiểu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ. Mẹ của nàng luôn yêu cầu nàng kết hôn, càng nói nếu nàng không tìm được người nào, rõ ràng là một bà cô không thể gả đi được. Nhưng nếu nàng thật sự lấy trưởng phòng Vương là tiêu chuẩn chọn chồng, chỉ sợ cả đời khó gả ra ngoài. Khi Vương Tử Quân đi đến tỉnh Nam Giang, Trần Hiểu từng nghiên cứu qua sơ yếu lý lịch của Vương Tử Quân, nàng biết rõ những người như trưởng phòng Vương căn bản là quá hiếm có trong nước. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trần Hiểu, sau đó hắn đi vào trong phòng họp. Trần Hiểu dù biết trưởng phòng Vương gật đầu chỉ là hành vi vô thức, thế nhưng trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác ngọt ngào. Cửa phòng họp bị đóng lại, anh Trương vốn đang cúi đầu thì lại ngừng lên. Sau khi hắn thấy được ánh mắt mê ly của Trần Hiểu, hắn dùng giọng ghen ghét nói, này, Đừng nghĩ rằng lãnh đạo là uy phong, chút nữa còn chưa biết thế nào. Chúng ta nên cẩn thận một chút, đừng để cho lãnh đạo nắm lấy phát giận. Trần Hiểu vội vàng đồng ý, tuy nàng thấy trên mặt anh Trương có chút mất tự nhiên, thế nhưng đối phương nói là sự thật. Có đôi khi lãnh đạo mất hứng thì thường chút giận sang người khác. Lúc này trưởng phòng Trần cùng đi với hai vị trưởng phòng khác đến phòng họp, lần này chỉ sợ trưởng phòng Vương sẽ nổi giận. Mình chỉ là một tên nhân viên quen nên cẩn thận thì hơn trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy trần hiểu thành thật ngồi lên chiếc ghế cách đó không xa bất cứ lúc nào cũng lắng nghe theo sắp xếp của lãnh đạo ngồi bên trong phòng họp vương tử quân ngồi xuống chiếc ghế của mình trong phòng họp hắn tất nhiên không hiểu trần hiểu ngoài kia đang nghĩ gì làn này tổ chức hội nghị văn phòng đây là hội nghị đầu tiên của hắn ở phòng tổ chức tỉnh ủy thế nhưng từ khi tham chính đến nay hắn đã tham dự biết bao nhiêu hội nghị vì vậy căn bản luôn tỏ ra cực kỳ bình thản tiêu sái. Không những nói vài câu với Long Điền Hỷ, còn nói vài lời vui đùa với Trần Viễn Lũng. Chúng ta bắt đầu họp, vương tử quân uống một hớp nước, nụ cười trên mặt chợt biến mất. Phòng họp vốn có hơi ồn ào, lúc này nhanh chóng trở nên lạnh ngắt như tờ. Trần Viễn Lũng tuy luôn nở nụ cười nhưng trong lòng căn bản là cực kỳ không yên, dù sao hôm nay các vị chính và phó phòng cũng quyết đấu với nhau. Tuy hắn không thật sự thừa nhận, thế nhưng hắn lại cảm thấy có chút sợ hãi ở sự kiện này dù sao trần viễn lũng cũng phải đối mặt với lãnh đạo đơn vị còn là thường ủy tỉnh ủy hắn đối mặt với vương tử quân và cảm thấy áp lực rất lớn tuy hắn đã nói với hai người thịnh tranh khôi thế nhưng hắn cũng căn bản là không yên tâm vương tử quân đều cho ra quyết định với vài hạng mục cụ thể cũng không có tranh luận quá lớn tất cả đều là hòa hợp êm thấm khi những đề tài nhỏ được thảo luận xong chợt nghe vương tử quân nói lúc này vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng còn đang để chống lãnh đạo tỉnh ủy yêu cầu chúng ta chốt danh sách nhân tuyển của vị trí này trưởng ban đồng anh là người phụ trách ban cán bộ số 2, anh nói ra ý kiến của mình đi đồng nguyên hàng tuy cố gắng ép mình tỉnh táo thế nhưng lúc này nghe vương tử quân nhắc đến tên thì căn bản không khỏi cảm thấy trái tim run lên đồng nguyên hàng có chút run rẩy hắn cầm lấy văn kiện đã sớm được chuẩn bị trong tay hắn nhìn thoáng qua Trần Viễn Lũng, thế nhưng ánh mắt hắn không được Trần Viễn Lũng chào đón, ngược lại còn làm cho Trần Viễn Lũng sinh ra cảm giác chán ghét. Lúc này là đến khi nào rồi, còn nhìn tôi nữa sao? Không phải không có gan lên tiếng đấy chứ? Trần Viễn Lũng cũng không thèm nhìn đồng nguyên hàng, hắn lặng lặng nhìn vào sổ trước mặt giống như bên trong có gì đó làm cho bản thân mê say. Khụ, trưởng phòng vương, sau khi được ban cán bộ số 2 khảo sát, cảm thấy hai vị phó hiệu trưởng Lý Sâm Thăng và Khương Tập Minh đều đủ điều kiện. Lý Sâm Thăng là người công tác lâu năm, có kinh nghiệm công tác cơ sở và dạy học phong phú, có viết trên trăm đầu sách được đón đọc, hơn nữa năm ngoái còn là điển hình tiên tiến của tỉnh. Còn về đồng chí Khương Tập Minh, anh ấy sinh năm 1968, là đảng viên, bằng cấp tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp thì luôn công tác ở cơ sở. Đồng Nguyên hàng dần bình tĩnh trở lại. Nếu là bắn cung không thể quay đầu thì hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Hắn nhìn qua cảm thấy lý lịch này của hai người là công bằng công chính, thế nhưng thực tế lại có vấn đề, lý lịch của Lý Sâm Thăng được giới thiệu trọng điểm, còn Khương Tập Minh chỉ là sơ lược mà thôi. Trần Viễn Lũng nghe Đồng Nguyên Hàng càng nói càng trôi chảy thì vẻ mặt dần lộ ra nụ cười. Thầm nghĩ có lẽ Đồng Nguyên Hàng chỉ là có chút tâm tư nặng nề mà thôi, đến đúng thời điểm vẫn có thể bộc lộ rất tốt. Sau khi Đồng Nguyên Hàng nói xong thì chợt nghe Vân Thượng Trí ở một bên mở miệng, trưởng phòng vương, tôi và Lý Sâm Thăng đã có không ít quan hệ, người này có năng lực công tác rất mạnh, hơn nữa còn có kinh nghiệm phong phú ở trường đảng. Bây giờ hiệu trưởng Trung đột nhiên đổ bệnh, cho hiệu trưởng Lý Sâm Thăng tiến lên giữ chức căn bản là lựa chọn tốt nhất. Vân Thượng Trí nói đến đây thì khẽ cười nói, tôi cảm thấy chúng ta nên trọng điểm đề cử đồng chí Lý Sâm Thăng cho tỉnh ủy xem xét. Long Điền Hỷ biết rõ hội nghị lần này sẽ phát sinh điều gì, nhưng hắn cũng không ngờ Vân Thượng Trí lại công khai đối chiến với Vương Tử Quân trong hội nghị lần này. Vương Tử Quân coi trọng Khương Tập Minh, điều này hầu nhất là một bí mật công khai, nhưng Vân Thượng Trí lại chú trọng đề cử lý xâm thăng. Những người khác thì sao? Long Điền Hỷ nhìn thịnh tranh khôi ở bên cạnh, trong đầu càng lóe lên nhiều ý nghĩ khác thường. Trường 1211 một vốn cho rằng sẽ là Long Hổ tranh đấu, không ngờ chỉ là một chàng đùa giỡn. Tuy trưởng phòng có quyền phủ quyết, thế nhưng rất ít vị lãnh đạo nào vận dụng quyền lợi này của mình. Dù sao thì quyền lợi này cũng giống như thanh kiếm hai lưỡi, nếu như anh cho ra quyết định như vậy thì người ngoài sẽ xem đó là một biểu hiện vô năng. Vương Tử Quân vừa mới đảm nhiệm vị trí trưởng phòng tổ chức, nếu bây giờ phủ quyết ý kiến của đa số, như vậy rõ ràng là hành vi không sáng suốt, hơn nữa dễ làm cho người ta mượn cớ quan trọng là nếu có người nắm chuyện này để công kích Vương Tử Quân, chỉ sợ sẽ là cái cớ tuyệt hay. Long Điền Hỉ thầm lo lắng, hắn nhìn về phía Vương Tử Quân, thấy Vương Tử Quân vẫn ngồi trên vị trí của mình, nụ cười trên mặt căn bản là không thay đổi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Long Điền Hỉ, Thịnh Tranh Khôi đã tiếp tục mở miệng, "Trưởng phòng Vương, các vị, tôi đồng ý với ý kiến của Trưởng phòng Vân. Đồng chí Lý Sâm Thăng là người có năng lực tốt, hơn nữa lại khỏe mạnh trẻ trung." Những năm gần đây luôn hỗ trợ công tác của hiệu trưởng chung ở trường Đảng. Lúc này đề cử anh ấy tiến lên vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường Đảng căn bản xem như đề cử đồng chí thích hợp lên vị trí thích hợp. Còn đồng chí Khương Tập Minh, người này có năng lực công tác rất tốt, tôi cảm thấy nên cho anh ấy tiến thêm một bước, làm trợ thủ đắc lực cho đồng chí Lý Sâm Thăng ở trường Đảng tỉnh ủy. Khóe miệng Trần Viễn lúng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đây là kế hoạch của hắn. Tuy hắn biết kế hoạch như vậy không chắc có thể đẩy Khương Tập Minh ra khỏi danh sách đề cử, thế nhưng nếu Vương Tử Quân kiên trì đẩy Khương Tập Minh tiến lên, như vậy Lý Sâm Thăng cũng xếp trước Khương Tập Minh. Còn những chuyện sau đó thì Trần Viễn Lũng căn bản không thể nhúng tay vào, hắn tin tưởng người làm hiệu trưởng trường đảng như Diêu Trung Tắc sẽ xử lý tốt hơn mình rất nhiều. Thịnh tranh khôi nói xong thì cả phòng trở nên trầm mặc. Đồng Nguyên Hàng là người dự thính hội nghị, hắn cảm thấy có chút khó thở hắn dù biết trưởng phòng trần đã có chuẩn bị ở sự kiện này thế nhưng không ngờ lại là chuẩn bị như vậy rõ ràng không cho trưởng phòng vương một cơ hội nào trong đầu đồng nguyên hàng lóe lên nhiều ý nghĩ hắn nhanh chóng buông bỏ tâm tư lo lắng của mình đối với hắn thì rõ ràng đã có lựa chọn thế nên kết quả tốt nhất là trưởng phòng trần giành được thắng lợi trong cuộc chiến với trưởng phòng vương chỉ như vậy sau này hắn mới không bị cho ra rìa trưởng phòng long ý kiến của anh thế nào Phương Tử Quân thấy bầu không khí trong phòng họp có chút ngưng trệ thì khẽ nói với Long Điền Hỷ. Phương Tử Quân căn bản đã sớm có dự đoán với kết quả này, vì vậy ở sự kiện này căn bản cũng không nổi giận. Nếu đối phương đã quyết định vạch mặt, tất nhiên hắn sẽ không dịu dàng thắm thiết, vì vậy nói quan trường như chiến thường cũng đúng. Lúc này Long Điền Hỷ cảm thấy giống như đang ngồi bàn trông, từng ánh mắt nhìn về phía này làm hắn khó chịu. Dù sao cũng không phải chuyện tốt, Hắn cũng phải cho ra lựa chọn của mình. Nói thật thì Long Điền Hỷ căn bản không thích đắc tội với người, hơn nữa bây giờ người kia không phải kẻ dễ đụng vào. Nhưng anh không làm không được, có đôi khi anh không muốn cũng phải làm. Chính mình nên làm gì bây giờ? Nên ném lá phiếu của mình cho trưởng phòng vương hay là trưởng phòng Trần? Nếu như mình ném lá phiếu cho trưởng phòng Trần, kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết, Trần Viễn Lũng sẽ thắng lợi. Vương Tử Quân dù là lãnh đạo đứng đầu thì cũng khó thể bác bỏ ý kiến tương đồng của tất cả cấp phó trong hội nghị văn phòng lần này, như vậy thất bại này sẽ là rất lớn với Vương Tử Quân. Long Điền Hỷ biết rõ thủ đoạn của Trần Viễn Lũng, bây giờ đứng bên cạnh Trần Viễn Lũng là một lựa chọn rất tốt, dù sao như vậy thì mình đỡ phải đánh võ mồm. Hơn nữa Trần Viễn Lũng đã tìm hắn nói rõ ràng, đã ném ra lá bài tẩy của mình là Bí Thư Diêu Trung Tắc. Bí Thư Diêu là người chủ quản công tác tổ chức, trên có Diêu Trung Tắc, dưới có một hệ thống thâm căn cố đế trong phòng tổ chức, chính mình cần gì phải e ngại một trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân. Nhưng thông qua sự kiện lập hồ sơ thẩm tra cho cán bộ ủy ban tư pháp, Long Điền Hỷ luôn cảm thấy cảm giác sợ hãi theo bản năng với Vương Tử Quân. Mặc dù Vương Tử Quân luôn cười tươi hớn hở, thế nhưng càng là như vậy thì hắn càng cảm thấy không yên. Dù lần này nhóm người Trần Viễn Lũng có thể ép Vương Tử Quân thua, thế nhưng chỉ sợ ngay sau đó sẽ phải tiếp nhận thủ đoạn của trưởng phòng Vương trưởng phòng vương không phải là người dễ đối phó, vết xe đổ của lục trạch lương đã quá rõ ràng, chính mình không nên tiếp tục theo bước. Tuy lần này giúp đỡ thì vương tử quân vẫn thất bại, thế nhưng ít nhất Long Điền Hỷ cũng có hảo cảm từ vương tử quân, ý kiến của đám người Trần Viễn Lũng cũng được thông qua, như vậy bọn họ cũng không quá để ý đến thái độ của mình. Trưởng phòng vương, các vị, tôi cho rằng đồng chí Khương Tập Minh cũng không tệ, anh ấy là người công tác kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn có ý thức đổi mới lúc này đổi mới là cái gì nói rộng thì đổi mới là linh hồn cầu tiến của cả dân tộc nói hẹp thì thay đổi cách nghĩ cách làm cũng sẽ dễ dàng triển khai mở rộng công tác hai năm trước anh ấy chủ trì công tác cải cách cán bộ trong trường đảng công tác này được lãnh đạo nhiệt liệt khen ngợi long điền hỉ nói ra những ưu điểm của khương tập minh sau đó nói tiếp vì vậy tôi cho rằng đồng chí khương tập minh là một lựa chọn rất tốt trần viễn lũng nghe long điền hỉ nói như vậy thì thầm căm hận không thôi hắn đã sớm cảm thấy long điền hỉ không phải là người có thể dựa vào quả nhiên dự cảm đã ứng với thực tế lần này đối phương đi cùng thuyền với vương tử quân xem như một kẻ thay đổi chóng vánh nhưng dù nói thế nào thì bên trần viễn lũng cũng có ba người thông qua hơn nữa chỉ có hai đề cử dù vương tử quân mặc giáp ra trận thì cũng phải dựa theo ý chí của ba người mình hắn tin vương tử quân sẽ không vì chuyện này mà sử dụng quyền lợi phủ quyết dù sao thì chuyện nhỏ như thế này các vị lãnh đạo cũng thường chọn phương án tránh né thì hơn. Trần Viễn Lũng nhìn Long Điền Hỉ nói xong thì ngồi xuống uống nước, hắn chợt nói với Vương Tử Quân, "Trưởng phòng Vương, tôi muốn nói hai câu." Vương Tử Quân gật đầu nói, "Trưởng phòng Trần, anh có ý kiến gì cứ nói, hôm nay chúng ta họp bàn nên nói cứ thoải mái, mỗi người phát biểu ý kiến của mình." Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy ba vị trưởng phòng đều nói rất đúng. Hai đồng chí Lý Sâm Thăng và Khương Tập Minh đều là rất tốt, nếu để cho hai đồng chí này tiến lên làm phó hiệu trưởng thường vụ trường Đảng tỉnh ủy thì căn bản là quá dư giả. Tôi thấy không bằng nên báo hai đồng chí này lên cho hội nghị thường ủy quyết định nhân tuyển bổ nhiệm. Trình viên lệ nói đến đây rồi dừng lại một chút, cứ dựa theo bản danh sách khảo sát của ban cán bộ số 2. Dựa theo bản danh sách khảo sát của ban cán bộ số 2, đó rõ ràng coi Lý Sâm Thăng là nhân tuyển đầu tiên. Khương Tập Minh dù sao cũng chỉ là một người dự bị mà thôi. Nếu có người nắm chặt lấy điều này, Khương Tập Minh căn bản không có hy vọng tiến lên. Trần Viễn Lũng nói xong những lời này thì cười cười, trưởng phòng, đây cũng là vì chúng ta tuyển nhân tài không bám vào khuôn mẫu, dù sao thì hai vị đồng chí này cũng rất vĩ đại. Trường 1211 hai vốn cho rằng sẽ là long hổ tranh đấu, không ngờ chỉ là một chàng đùa giỡn. Trần Viễn Lũng nói những lời này xem như hạ bậc thang cho Vương Tử Quân. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân đủ thông minh thì sẽ đi xuống theo bậc thang của mình, như vậy cũng không mất mặt. Long Biền Hỉ lúc này chuyển ánh mắt lên người Vương Tử Quân, hắn thấy đây cũng là biện pháp tốt. Dù sao thì chuyện này cũng phải giải quyết nhưng thể diện của trưởng phòng Vương thì quan trọng hơn. Nếu cố gắng để rồi mất mặt thì căn bản không phải là lựa chọn gì tốt. Vương Tử Quân nào không hiểu rõ ý nghĩ của Trần Viễn Lũng đối phương đánh một gậy và ném ra một quả táo, cũng khổ để đối phương nghĩ ra trò này. Vương tử quân nhìn Trần Viễn Lũng đang chờ mình lên tiếng, hắn không mở miệng, hắn chỉ nhìn về phía đồng nguyên hàng rồi nói, trưởng ban đồng, có phải những đồng chí thích hợp với vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng đều được anh đề cử lên đây rồi không? Đồng Nguyên Hàng vốn cảm thấy sự việc không liên quan đến mình, không ngờ lúc này Vương Tử Quân lại chĩa mũi rùi vào người mình. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó dùng giọng khẳng định nói, bên trong trường đảng chỉ có hai vị đồng chí này là phù hợp mà thôi. Đồng Nguyên Hàng nói bằng giọng chém đinh chặt sắt, hắn cũng không phải kẻ ngốc, hắn căn bản biết rõ những người nào trong trường đảng phù hợp với vị trí phó hiệu trưởng thường vụ. Còn bên ngoài trường đảng, Vương Tử Quân nhìn Đồng Nguyên Hàng rồi tiếp tục trầm giọng nói. Đồng Nguyên Hàng không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi đến bên ngoài trường đảng, thế là không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Tuy hắn không biết vì sao Vương Tử Quân lại hỏi như vậy thế nhưng căn bản biết rõ lãnh đạo có ý nghĩ của mình. Sự kiện này Đồng Nguyên Hàng không cùng chiến tuyến với Trưởng phòng Vương, điều này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Bây giờ hắn bị Trưởng phòng Vương điểm danh, hỏi đến phương diện hắn không có chuẩn bị, thế là càng thêm bối rối. Lãnh đạo đã nói như vậy thì rất có thể sẽ gõ lên đầu anh, Đồng Nguyên Hàng căn bản có kinh nghiệm như vậy nếu hắn níu kéo để cho trưởng phòng Vương chút giận lên đầu thì căn bản không phải là thượng sách, thế cho nên cắn răng dùng giọng thành thật trả lời, "Trưởng phòng Vương, điều này tôi không ngờ đến." Ừ, Vương Tử Quân cũng không trầm mặt như suy nghĩ của Đồng Nguyên Hàng, hắn chỉ cười nói, "Dùng tốt cán bộ thì có thể đẩy mạnh công tác đơn vị, nếu dùng sai cán bộ thì rõ ràng sẽ là đưa vàng vào trong đất." Hai ngày qua tôi luôn chú ý đến các văn kiện của phòng tổ chức vài ngày trước còn phát biểu vài lời nói về những con đường lựa chọn cán bộ, có thể đẩy những người đang làm ra những điều hiện thực cho quần chúng lên vị trí thiết thực. Vương Tử Quân nói rồi mở một văn kiện bên cạnh ra, lại nói tiếp, bài viết này do một vị giáo sư trong trường đảng tỉnh ủy biên soạn, anh ấy cho rằng nên công khai lựa chọn cán bộ, đây cũng là phương hướng cải cách thể chế chọn lựa cán bộ trong tương lai. Tôi cho rằng anh ấy nói rất đúng, vì chúng ta không nên cứ gỏ bó gượng ép trong phương thức chọn lựa cán bộ, chúng ta phải linh hoạt vận dụng nhiều phương thức mới, chúng ta phải tìm ra những cán bộ có khả năng và kinh nghiệm để đưa lên sân khấu, phải làm cho những nhân tài vĩ đại có nơi trổ hết tài năng, chắc chắn sẽ là lực lượng mạnh đảm bảo công tác của đơn vị ban ngành. Phương Tử Quân nói không quá lớn nhưng nghe vào trong tai lại làm cho người ta sinh ra cảm giác điếc. Sau khi nhìn lướt qua văn kiện trong tay, Vương Tử Quân chợt nói, Giang Vĩ, cậu phân phát văn kiện này cho mọi người đi. Du Giang Vĩ mãi ngồi yên trong phòng họp, hắn căn bản thấy rõ tình cảnh khốn khổ của Trưởng phòng Vương vào lúc này. Tuy hắn rất có lòng tin với Trưởng phòng Vương, thế nhưng khi thấy nhóm Trưởng phòng Trần Viễn Lũng ép lãnh đạo của mình vào thế khó, hắn thật sự không thoải mái. Bây giờ cuối cùng thì Trưởng phòng Vương cũng đã phản kích, thế là Du Giang Vĩ nhanh chóng đứng lên phân phát bài viết cho mọi người. Trần Viễn Lũng tiếp nhận văn kiện, hắn thấy trên đó là một dòng chữ lớn con đường duy nhất trong công tác lựa chọn phân công cán bộ, đó chính là công khai lựa chọn và bổ nhiệm. Chỉ nhìn vào mở đầu thì Trần Viễn Lũng căn bản xem như hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Công khai chọn lựa và phân công cán bộ, đây chính là con đường duy nhất để chọn lựa cán bộ. Đối với việc công khai chọn lựa cán bộ thì vị trí của phòng tổ chức thượng cấp là cực kỳ quan trọng, tôi cảm thấy tỉnh Nam Giang chúng ta phải nhanh chóng hành động. Hai ngày qua tôi đã liên lạc trao đổi ý kiến với Bí Thư Diệp, Bí thư Diệp rất đồng ý với ý kiến này, chỉ thị chúng ta phải nhanh chóng xem phương pháp công khai chọn lựa phân công cán bộ là nhiệm vụ trọng điểm trong năm nay, cần phải chứng thực cho tốt. Lần này bổ nhiệm vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng là cơ hội rất tốt, ban ngành tổ chức chúng ta cần phải tích cực hành động, cần phải cho ra tác dụng hộ giá hộ tống trong sự kiện công khai chọn lựa cán bộ lần này. Phương thức công khai lựa chọn cán bộ tuy được nhắc đến khá nhiều nhưng căn bản là ít nơi áp dụng. Đám người Trần Viễn Lũng là phó phòng tổ chức tỉnh ủy, bọn họ biết rõ đây là chiều hướng phát triển tương lai. Lúc này Vương Tử Quân lên tiếng ở góc độ lãnh đạo đơn vị, càng làm cho bọn họ căn bản không thể nào có lý do phản đối. Vân Thượng Trí lạnh mặt nhìn tất cả sự việc đang diễn ra, cảm giác vui mừng trước đó đã biến mất không còn. Trước khi tổ chức họp thì Vương Tử Quân căn bản đã chuẩn bị sẵn để thông qua phương án công khai lựa chọn cán bộ này, nhưng bọn họ lại mở miệng thích cực áp chế lãnh đạo từ sớm hơn, Thực tế bọn họ không có thể cản tay được lãnh đạo, ngược lại còn kéo đám người bên mình ra ánh sáng. Nhưng bọn họ phải làm sao để phản đối chế độ công khai chọn lựa cán bộ của Vương Tử Quân? Lúc này Vương Tử Quân đã nói rõ ràng, đã liên hệ với bí thư Diệp, hơn nữa gần đây văn kiện của phòng tổ chức thượng cấp còn chú trọng yêu cầu đề cao độ minh bạch khi phân công cán bộ, còn phải gia tăng biên độ công khai lựa chọn cán bộ. Tuy căn bản là khó thể nào triển khai mở rộng công tác này, thế nhưng đó là chiều hướng phát triển tương lai. Cho dù đám người bọn họ liên thủ thì cũng không thể nào chống đỡ được chiều hướng phát triển lúc bấy giờ, thực tế đó càng là hành động không sáng suốt. Vân Thượng Trí không ngu, hắn sẽ không đối nghịch với Vương Tử Quân ở sự kiện này. Thịnh Tranh khôi ngồi đối diện với Vân Thượng Trí cũng kéo căng bờ môi, nhưng gương mặt đầy mây đen còn khó coi hơn cả Vân Thượng Trí. Trưởng phòng Vương, tôi đồng ý với phương án công khai chọn lựa cán bộ như vậy không những có sân khấu cho các cán bộ tài hoa, hơn nữa càng có lợi cho việc hình thành một cơ chế phân công hợp lý. Trần Viễn lúng trầm ngâm nửa phút rồi miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói. Tôi cũng tán thành, Long Điền Hỷ là người may mắn nhất hôm nay, hắn cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình giúp đỡ Vương Tử Quân, hắn cảm thấy ý nghĩ của mình là cực kỳ chính xác. Vương Tử Quân không hỗ là Vương Tử Quân, đơn thương độc mã đến Nam Giang, chẳng những nhanh chóng đứng vững gót chân, còn làm cho Lục Trạch Lương ảm đạm xuống đài. Hôm nay vốn là một trận chiến long hổ sinh tử, không ngờ đối phương chỉ xem là một trò đùa. Vương Tử Quân đã sớm chuẩn bị áp dụng phương án công khai chọn lựa cán bộ, chính hắn bày ra một màn kịch hay, không những không bị tổn thất mà còn có thể gõ lên đầu đối phương. Xem ra sau này mình nên theo sát tiến độ của Trưởng phòng Vương thì hay hơn. Lúc này xấu hổ nhất chính là Trưởng ban Đồng Nguyên Hàng của ban cán bộ số 2. Chương 1212, thoải mái phá cục. Đồng Nguyên Hàng là nhân viên dự thính của hội nghị lần này, hắn căn bản không có quyền biểu quyết. Bây giờ bản danh sách hắn cung cấp cho trưởng phòng chỉ còn là một tờ giấy trắng mà thôi. Hơn nữa Đồng Nguyên Hàng cũng coi như đã triệt để đắc tội trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân là lãnh đạo đơn vị, ai sẽ để cho một người không bảo trì sự nhất trí với mình trên vị trí mấu chốt. Hội nghị đã mở đến lúc này thì căn bản không cần tiếp tục chỉ là vài phút thì hội nghị đã đạt thành hiệp nghị, đề nghị hội nghị thường ủy tỉnh ủy tiến hành chọn lựa công khai với vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng. Sau khi tan họp thì Vương Tử Quân trực tiếp đi đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp, hắn báo cáo kết quả của hội nghị văn phòng cho Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân căn bản không coi trọng vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng bằng hội nghị văn phòng lần này. Sau khi nghe rõ nội dung từ trong miệng của Vương Tử Quân thì Diệp Thừa Dân nở nụ cười dù lão tin tưởng vương tử quân sẽ phá vỡ cục diện ở phòng tổ chức thế nhưng lão không ngờ vương tử quân lại cho ra biện pháp như vậy diệp thừa dân căn bản đã nghĩ qua vài biện pháp để phá vỡ thế cục này thậm chí còn phân chia ra từng đẳng cấp thế nhưng biện pháp giải quyết của vương tử quân căn bản làm cho lão cực kỳ tán thưởng diệp thừa dân là bí thư tỉnh ủy nam giang ánh mắt của lão căn bản không phải là đám người trần viễn lũng có thể so sánh được Lão thấy đây không phải là vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng, mà thông qua sự kiện chọn lựa cán bộ công khai lần này thì Vương Tử Quân sẽ tăng tiến lực ảnh hưởng của một vị trưởng phòng tổ chức vừa nhận chức, hơn nữa còn quán triệt tư tưởng chỉ đạo của mình đến từng vùng hẻo lánh trong tỉnh. Vấn đề nhân sự xưa nay luôn rất mẫn cảm, bây giờ Vương Tử Quân vừa lên nhận chức thì đã tiến hành phương thức chọn lựa cán bộ công khai, lực ảnh hưởng của nó sẽ vô tình quán triệt xuống bên dưới hơn nữa lãnh đạo trung ương rất coi trọng cán bộ chọn lựa cán bộ công khai vì vậy dễ tạo ra thành tích làm như vậy căn bản chiếm hết chỗ tốt diệp thừa dân dù đặt nặng vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng thế nhưng nếu so sánh với vương tử quân thì căn bản là kém quá xa nhân tài khó có được lão thầm suy tư về phương án của vương tử quân càng có thêm xúc động kéo vương tử quân về phía mình trưởng phòng tử quân tôi hoàn toàn đồng ý với phương án lần này của phòng tổ chức nhưng có một phương diện các anh cần nắm chắc, chính là phương án lựa chọn cán bộ công khai căn bản chưa từng có tiền lệ, anh nhất định phải nắm chặt thế cục, không để xuất hiện bất kỳ sai lầm gì khác. Lời nói giúp đỡ của Diệp Thừa Dân căn bản nằm trong dự liệu của Vương Tử Quân. Dù thế nào thì Diệp Thừa Dân cũng là người đứng đầu tỉnh Nam Giang, có thể nói là dù Nam Giang có thành tích gì cũng khó thể nào thoát khỏi bàn tay của lão. Cảm ơn Bí Thư Diệp, Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thiện phương án chọn lựa công khai cán bộ." Vương Tử Quân nói đến đây thì lại cười nói, "Lần này chúng tôi dựa theo trình tự để tổ chức chọn lựa công khai cán bộ, cuối cùng cũng phải có kết quả tốt." "Bí thư Diệp, anh xem, có phải nên giúp đỡ công tác của chúng tôi một chút không?" Diệp thừa dân hiểu ý của Vương Tử Quân, đây là để Diệp thừa dân đảm nhiệm vai trò người chủ yếu trong công tác chọn lựa cán bộ công khai lần này tuy chỉ là một vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng thế nhưng ý nghĩa ẩn sâu bên trong lại là cực kỳ lớn. Diệp thừa dân trầm ngâm dây lát rồi cười nói, chuyện này nên để cho phòng tổ chức phụ trách. Trường phòng tử quân, anh nên buông tay buông chân lớn gan đi làm, tôi cũng không khoa tay múa chân. Khi vương tử quân tìm Diệp thừa dân thì Trần Viễn Lũng đang gọi điện thoại đến phòng làm việc của Diêu Trung Tắc. Lúc này Diêu Trung Tắc cũng không tức giận với báo có của Trần Viễn Lũng, chỉ đơn giản nói vài câu cổ vũ rồi cúp điện thoại. Nhưng sau khi đặt điện thoại xuống thì gương mặt Diêu Trung Tắc trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn thấy đại cục lần này căn bản là quá kém. Lúc này Vương Tử Quân thông qua chiêu thức ấy có thể nói là trên cơ bản ngồi vững vàng trên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang. Người kia căn bản luôn cho ra bất ngờ, thật sự quá khó đối phó. Siêu Trung Tắc nghĩ đến phương diện sau này sẽ có một tên thủ hạ khó chịu, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ khi hắn suy tư xem bước tiếp theo nên làm thế nào thì tiếng gõ cửa vang lên. Siêu trung tắc dùng giọng mất kiên nhẫn nói một câu mời vào, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Dựa theo sắp xếp hôm nay thì căn bản không có nhân vật chủ yếu nào đến gặp hắn, có lẽ người vào là thư ký. Bí thư diêu, ngài thật sự là quá nhàn nhã. Tiếng cười vang lên truyền vào tai diêu trung tắc. Lúc này diêu trung tắc nghe được và chợt kinh hoàng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy Vương Tử Quân với nụ cười ung dung đang ở bên cạnh mình. Khi thấy Vương Tử Quân thì Diêu Trung Tắc chợt sững sờ, nụ cười nhanh chóng lộ ra trên mặt. Hắn nhanh chóng đứng lên khỏi ghế nói, "Trưởng phòng Tử Quân đến đấy à, mời ngồi, mời ngồi." Thư ký đi vào pha trà rồi rời khỏi phòng, Diêu Trung Tắc nhìn Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói, "Trưởng phòng Tử Quân, vừa rồi tôi suy nghĩ xuất thần, không ngờ trưởng phòng lại đại giá quang lâm đến đây." Ha ha mau nếm thử trà ngon, nghe nói trà này uống được lắm, chỉ là tôi căn bản không phẩm được hương vị. Vương tử quân nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó khẽ nói với Diêu Trung Tắc, bí thư Diêu, tôi căn bản là không tốt ở phương diện này, không báo cáo trước cho lãnh đạo mà trực tiếp đi đến. Hai người nói cười vài câu, sau đó vương tử quân chợt cười nói, bí thư Diêu, gần đây lãnh đạo thượng cấp căn bản chú trọng đến phương pháp lựa chọn cán bộ công khai, hơn nữa còn yêu cầu các nơi đẩy mạnh gia tăng tỷ lệ chọn lựa cán bộ công khai. Trải qua nghiên cứu của phòng tổ chức, sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành phương án chọn lựa cán bộ công khai trong toàn tỉnh. Siêu Trung Tắc đã sớm biết phương án chọn lựa cán bộ công khai này là có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn giả vờ không biết nói, chọn lựa cán bộ công khai là tốt, tôi tán thành. Nhưng chọn lựa cán bộ công khai có liên lụy đến nhiều vấn đề, trưởng phòng tử quân, những vấn đề này là rất nhiều, anh nên chuẩn bị sẵn sàng trước khi tổ chức hành động thì hơn. Phương tử quân căn bản là biết rõ Diêu Trung Tắc có biết mình đang chuẩn bị làm gì hay không. Hắn thấy Diêu Trung Tắc giả vờ giống như không biết gì. Thế là nói tiếp, tôi cũng đã lo lắng với những gì Bí Thư Diêu đang lo lắng. Vì vậy muốn hoạt động chọn lựa cán bộ công khai lần này có thể thuận lợi áp dụng thì chúng tôi cho ra biện pháp nhưng còn phải mời Bí Thư Diêu ngài đến tỏa chấn. Bí Thư Diêu là cán bộ lão thành của công tác tổ chức, kinh nghiệm phong phú lần này chúng tôi chủ yếu áp dụng phương pháp chọn lựa cán bộ công khai cho vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng ngài là hiệu trưởng trường đảng ngài càng là người phải nắm chặt tay lái vương tử quân mời mình tham gia hoạt động chọn lựa cán bộ công khai lần này diêu trung tắc cảm thấy giật mình đồng thời cũng suy xét ý nghĩa của sự việc hắn là người thông minh hắn suy tư dây lát thì hiểu đây là cảnh ô lưu của vương tử quân cho mình dù nói thế nào thì vương tử quân lần này áp dụng phương án chọn lựa cán bộ công khai chính là một cái bánh ngọt lớn đối phương sở dĩ mời mình tham gia chính là muốn mình cùng cộng hưởng lợi ích siêu trung tác rất muốn từ chối lời đề nghị của vương tử quân thế nhưng lời đến bên miệng thì lại nói trưởng phòng tử quân anh vừa mới chủ trì công tác của phòng tổ chức tôi là một phó bí thư nắm công tác tổ chức vì vậy nên toàn lực giúp đỡ anh chuyện này nếu anh đã nói như vậy tôi xem như cùng kết hợp công tác với anh một lượt Phương Tử Quân thấy Diêu Trung Tác đồng ý thì trong lòng cũng sinh ra cảm giác vui mừng. Đối với hắn thì những thứ khác căn bản là không quan trọng, quan trọng nhất chính là phương án chọn lựa cán bộ công khai lần này được tiến hành thuận lợi, đây là thành công lớn. Dù là hắn không mời phó bí thư Diêu Trung Tắc đến tọa chấn, cũng không thiếu công lao của bí thư Diêu, thế nên không bằng mời cho xong. Như vậy vừa làm mất đi một người hay ngáng chân, hơn nữa còn lợi dụng lực ảnh hưởng của Diêu Trung Tác để thuận lợi thúc đẩy hoạt động lần này khi vị trí ngày càng cao thì ánh mắt vương tử quân nhìn sự việc càng phát sinh biến hóa. Đến cấp bậc của bọn họ thì đấu trọi gay gắt tuy cũng hay xuất hiện nhưng căn bản là cùng chung thắng lợi thì hay hơn. Chỉ những người nào cùng chung thắng lợi thì đường phát triển tương lai mới thêm rộng rãi và thêm lâu bền. 8 giờ tối trình viên lệ về đến nhà, đối với nàng thì lúc này về nhà xem như đã khá sớm. Mặc dù nàng là nữ phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng cũng có không ít chuyện cần phải tham gia ví dụ như hôm nay có tổ nghiên cứu của bộ giáo dục xuống tỉnh nam giang nàng là phó chủ tịch chủ quản giáo dục căn bản không thể không ra mặt khi thấy đứa con đang học phổ thông của mình lười biếng đọc sách trình viên lệ vừa đổi dép lê vừa nhép miệng nói cường cường bố của con đâu bố đi tụ hội với bạn học cũ cũng không biết đi đâu làm gì rồi vì nguyên nhân công tác nên trình viên lệ căn bản không đủ sự quan tâm đến gia đình thế cho nên cũng không phải thân thiết với con cái Điều này làm cho nàng có chút thương tâm. Chương 1213, một cắt đậu hũ gạt sang hai bên. Đi tụ hội với bạn học cũ, Trình Viên Lệ có hơi nhíu mày, ở vị trí của nàng thì căn bản có rất nhiều chuyện không cần hao tâm tổn trí cũng đoán ra được hai ba phần. Chồng của nàng là Lý Thừa Sướng tuy là một người đàn ông rất chú ý đến gia đình, thế nên trước kia khi về đến nhà thì nàng căn bản không cần quan tâm đến những thứ khác. Sau khi Thẩm Kim Minh thấy Trình Viên Lệ có quan hệ tốt với trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân thì thường xuyên kéo Lý Thừa Sướng ra ngoài tụ hội. Tuy sự nịnh bợ của Thẩm Kim Minh làm cho nàng cảm thấy hưởng thụ, thế nhưng không bao lâu thì đã chán. Dù sao thì con trai cũng đang ở vào giai đoạn chủ yếu của bậc phổ thông, hơn nữa Trình Viên Lệ cảm thấy Thẩm Kim Minh khó thể nào tiến lên làm phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng, đừng nói là nàng, cho dù là Vương Tử Quân có muốn cũng khó có khả năng. Diệp thừa dân và Diêu Trung Tắc đều nhìn vào chằm chằm, ai còn có thể nghĩ biện pháp ở phương diện này. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Trình Viên Lệ hỏi con trai, Cường Cường, con ăn cơm chưa? Nếu không mẹ đưa con ra ngoài ăn nhé. Con đã ăn rồi, hôm nay ăn món gà rán của Phúc Hương lâu, rất ngon. Con trai nghe nói đến ăn cơm thì dùng giọng đắc ý nói. Trình Viên Lệ biết rõ Phúc Hương lâu là nơi nào, món gà rán càng là món ngon nhất của Phúc Hương lâu. Nếu như ăn cũng khá tốn tiền. Dựa theo tính tình của Lý Thừa Sướng, căn bản không bao giờ cho con ăn xa xỉ như vậy, xem ra đây cũng là trò hay của bạn học cũ rồi. Được rồi, tranh thủ mà học tập, mau chóng đẩy mạnh thành tích. Đúng rồi, hai ngày tới sắp có kỳ thi rồi đúng không? Trình Viên Lệ thu dọn nhà cửa rồi hỏi con trai. Dựa theo cấp bậc của Trình Viên Lệ, có không ít người khuyên nàng nên tìm người giúp việc. Như vậy vừa sắp xếp được việc nhà vừa có người lo lắng nhiều việc nhỏ nhặt khác. Trình viên Lễ cũng rất động tâm, thế nhưng Lý Thừa Sướng không muốn có người xa lạ trong nhà, vì vậy mà chối bỏ lời đề nghị trên. Hậu quả của việc chối bỏ đó chính là một người đàn ông liên tục phải quét dọn vệ sinh trong nhà. "Thì sao, mẹ, mẹ có thể nói đến chuyện khác được không? Con trai của Trình viên Lễ có thành tích khá bình thường, thế cho nên căn bản rất ghét thi cử, bây giờ nghe mẹ nói vậy thì dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Trình Viên Lệ chợt nhíu mày, một cảm giác tức giận bùng lên. Khi nàng chuẩn bị mở miệng dằn đe con trai, đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Khi cửa được mở ra, Lý Thừa Sướng và Thẩm Kim Minh cùng nhau đi vào. Tuy hai người nhìn qua thì có vẻ rất có tinh thần, thế nhưng gương mặt lại có vài phần cảm giác say. "Em đã về rồi à?" Khi thấy Trình Viên Lệ thì Lý Thừa Sướng dùng giọng tùy ý nói một câu, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế salon, lại vung tay lên nói: Em đi lấy nước, anh muốn trò chuyện với anh Trần một chút." Thẩm Kim Minh nở nụ cười nhìn Trình Viên Lệ, trong lời nói lại có vài phần cung kính, "Chủ tịch Trình, vừa rồi tôi và thừa sướng gặp vài người bạn cũ, thế là uống vài ly, tôi đảm bảo lần sau không như thế này nữa." Trình Viên Lệ nhìn gương mặt tươi cười của Thẩm Kim Minh, nàng chợt cười nói, "Gặp bạn học cũ thì khó tránh khỏi tình huống uống thêm vài ly, các anh cứ ngồi đấy, tôi đi pha nước." Thẩm Kim Minh muốn nói gì nữa thì đã bị Lý Thừa Sướng kém xuống ghế, anh Thẩm, anh bận rộn cái gì chứ? Hai chúng ta trò chuyện một lát. Anh nói xem có chuyện gì xảy ra vậy, những năm qua không thấy ai, mọi người giống như biến mất. Hi hi, thật sự không ngờ anh Trần lại là một con buôn, khi còn đi học thì anh ấy căn bản là rất thanh cao đấy. Thẩm Kim Minh căn bản rất nịnh nọt Lý Thừa Sướng, khi thấy Lý Thừa Sướng nói như vậy thì cũng lên tiếng, còn không phải sao, trước kia căn bản là xem thường tôi, bây giờ thì ôi, con người thay đổi nhanh như vậy. Hai người Lý Thừa Sướng và Thẩm Kim Minh cùng nhau cảm khái, lúc này Trình Viên Lệ đã pha trà đưa lên. Nàng vừa rót nước cho Thẩm Kim Minh và Lý Thừa Sướng vừa nói, "Anh Thẩm, chuyện ở trường đảng chỉ sợ khó thao tác." Lúc này Bí thư Diệp và Bí thư Diêu đều nhìn vào chằm chằm. "Viên Lệ, chuyện này em cũng không giúp được gì sao?" Anh Thẩm cũng không phải là người ngoài lý thừa sướng không chờ trình viên lệ nói xong hắn trầm giọng nói với trình viên lệ trình viên lệ có chút căm tức khi chồng uống rượu vào thì căn bản là không biết đông tây nam bắc là như thế nào thế nhưng lúc này có mặt người ngoài nàng căn bản không thể không nể mặt chồng khi đang định lên tiếng thì lý thừa sướng đã nói anh thẩm bây giờ không còn nhỏ tuổi nữa thế nhưng vẫn còn ở trên vị trí phó giám đốc sở cơ hội bây giờ là khó có được nếu như không thể đi lên như vậy cũng chỉ còn có thể chạy đến chú chân nơi ban ngành mặt trận tổ quốc hoặc hội đồng nhân dân tỉnh. Em nên nói vài lời với lãnh đạo, à, đúng rồi, Vương Tử Quân không phải là trưởng phòng tổ chức sao? Em yêu cầu anh ấy giúp đỡ một chút. Quan trọng là bây giờ trưởng phòng tử quân cũng không giúp đỡ gì được. Trình viên lệ nhìn bộ dạng say khướt của chồng rồi dùng giọng tức giận nói. Thẩm Kim Minh tiếp nhận câu chuyện, Chủ tịch Trình, tôi biết rõ chị quan tâm đến chuyện của tôi, Đáng lý ra tôi cũng chỉ có ý nghĩ như vậy, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Trình Viên Lệ nghe những lời này của Thẩm Kim Minh thì căn bản thẩm nghĩ là anh coi như còn hiểu chuyện, khi nàng chuẩn bị thuận thế thúc đẩy thì chợt nghe Thẩm Kim Minh nói tiếp, nhưng bây giờ tôi lại thấy hy vọng không nhỏ. Nếu bây giờ trưởng phòng Vương có chút hỗ trợ, hy vọng của tôi là rất lớn. Thẩm Kim Minh nói đến đây thì trầm giọng nói, tối nay tôi nhận được tin tức, nói là lãnh đạo tỉnh ủy đã cơ bản tiếp nhận lời đề nghị của trưởng phòng Vương sẽ tiến hành phương án chọn lựa cán bộ công khai trong toàn tỉnh Nam Giang. Lần này vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường Đảng sẽ được áp dụng phương án chọn lựa cán bộ công khai. Trình viên lệ căn bản biết rõ bí thư Diệp Thừa dân và bí thư Diêu Trung Tắc có tranh chấp ở sự kiện chọn người tiếp quản vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường Đảng, nhưng nàng căn bản không ngờ sự việc lại có kết quả như vậy. Chọn lựa cán bộ công khai cũng không phải là gì xa lạ với nàng, vì thế cũng không có gì là quá bất ngờ. Công khai thì tốt, tôi cảm thấy chỉ khi nào áp dụng phương án chọn lựa cán bộ công khai, như vậy mới tuyển chọn được nhiều cán bộ tài năng. Lý thừa sướng uống một ngụm trà rồi bắt đầu mở miệng bình phán. Trình viên lệ cho đến bây giờ chưa từng nghi ngờ qua trí tuệ của chồng mình, khi chồng nói những lời này thì đầu óc của nàng liên tục xoay chuyển. Chỉ sau nháy mắt thì nàng đã hiểu vì sao Vương Tử Quân lại làm như vậy. Chương 1213, hai cắt đậu hũ gạt sang hai bên. Thì ra là như vậy, hay cho một phương tử quân, đúng là không đơn giản. Có nhiều loại cán bộ trợ thủ, có người thường cảm thấy uất ức, thậm chí bị chèn giữa các vị lãnh đạo, bị hai bên khinh bỉ. Thế nhưng cùng một việc nhưng khác người thì kết quả lại khác, có vài người luôn tìm được điểm thăng bằng giữa hai vị lãnh đạo, vừa ra tay thì nhanh chóng cắt đứt đậu hũ lấy trứng gà ra. Tuy vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng căn bản là không quá quan trọng, Thế nhưng hai vị bí thư và phó bí thư chuyên trách coi trọng sự kiện này, sẽ làm cho quyền lên tiếng của phòng tổ chức ở phương diện này căn bản là biến mất, thế nhưng lại khó khăn khi bị kẹp giữa hai vị lãnh đạo. Những ngày qua Trình Viên Lệ đã cố gắng thúc đẩy dùm cho Thẩm Kim Minh, thế cho nên nàng căn bản là hiểu rõ tình huống của Vương Tử Quân. Trình Viên Lệ đã từng đặt mình vào trong vị trí của Vương Tử Quân để suy xét sự việc, nàng không ngờ bây giờ Vương Tử Quân lại cho ra một chiêu thức như vậy. Một chiêu này của Vương Tử Quân căn bản không chỉ hóa giải hoàn cảnh xấu hổ lần này, còn có thể quán triệt ý chỉ của mình ở phòng tổ chức tỉnh ủy, đẩy mạnh lực ảnh hưởng của mình xuống các thành phố trong tỉnh. Chỉ cần có công tuyển công khai, như vậy đám người bên dưới chú ý đến chuyện này sẽ khó thể nào xem nhẹ một người là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy như Vương Tử Quân. Lúc này vị trí trưởng phòng tổ chức mà Vương Tử Quân vừa mới tiếp nhận sẽ căn bản tìm được lực ảnh hưởng chính đáng của mình. Còn trẻ như vậy mà đã là lãnh đạo tỉnh ủy, đúng là không phải người thường. Trình Viên Lệ có vài phần chịu phục, nàng nhìn thoáng qua Lý Thừa Sướng rồi nói, "Thừa Sướng, anh cứ ngồi chơi với anh Thẩm, em phải đi gọi điện thoại một chút." Lý Thừa Sướng cũng không hiểu lúc này Trình Viên Lệ gọi điện thoại cho ai, nhưng Thẩm Kim Minh lại hiểu rõ. Hắn nở nụ cười cung kính với Trình Viên Lệ, sau đó di chuyển chủ đề, cùng Lý Thừa Sướng nói về những người bạn học cũ. Trình Viên Lệ đi vào trong phòng làm việc của mình, nàng cầm điện thoại lên, bấm vài con số, sau đó đặt điện thoại xuống. Trước kia khi nàng gọi điện thoại cho Vương Tử Quân thì căn bản là rất trực tiếp, thế nhưng hôm nay nàng lại có chút do dự. Không phải là Trình Viên Lệ do dự xem có nên gọi cuộc điện thoại này hay không, mà là do dự vì mình nên nói thế nào với Vương Tử Quân. Nàng là phó chủ tịch tỉnh, lại là một nữ phó chủ tịch tỉnh nàng căn bản rất mạnh mẽ, cũng có thể nói đùa giỡn với các vị thường ủy tỉnh ủy khác. Trong tỉnh chỉ khi nào báo cáo công tác với bí thư diệp thừa dân hay chủ tịch trừ vận phong thì trình viên lệ mới suy nghĩ cho thật kỹ, coi như là một bản nháp, sau đó mới dựa vào đó để gọi điện thoại cho lãnh đạo. Trình viên lệ nghĩ đến những gì mình sắp nói, thế là nàng không khỏi lắc đầu và nở nụ cười tự chế diễu nói, mình làm sao vậy? Đã coi hắn ta là lãnh đạo chủ yếu rồi sao? Tuy Trình Viên Lệ căn bản không muốn thừa nhận, thế nhưng trong ý thức của nàng thì căn bản đã xem Vương Tử Quân là một phần tử mà khi trò chuyện phải có sẵn nội dung trong đầu. Sau khi chứng minh những suy nghĩ của mình, Trình Viên Lệ mới cầm điện thoại lên. "Chào trưởng phòng Tử Quân, tôi là Trình Viên Lệ, lúc này gọi điện thoại không quấy rầy anh đấy chứ?" Điện thoại vừa nối thông thì Trình Viên Lệ đã cười lớn nói với đầu dây bên kia. Thế nhưng nàng căn bản không chú ý lần này mình gọi điện thoại có mang theo chút cung kính không giống như dĩ vãng. Vương tử quân nhận được điện thoại của trình viên lệ khi đang ở trong nhà, mặc dù trong điện thoại trình viên lệ cũng không nói rõ là chuyện gì, thế nhưng ý nghĩa lời nói lại rõ ràng. Sau khi trò chuyện hơn 10 phút thì vương tử quân cúp điện thoại. Anh à, không thì tắt điện thoại đi. Mạc Tiểu Bắc vừa dậy bảo Tiểu Bảo Nhi nhảy trên mặt thảm vừa dùng giọng đề nghị nói với Vương Tử Quân. Bố, làm việc sao không quyết đoán như vậy, bố mau cúp điện thoại, nếu không con căn bản không tập được. Cô giáo nói chúng con phải tập để biểu diễn trong ngày lễ quốc khánh. Tiểu Bảo Nhi lúc này ghé sát người mặc tiểu bắc giống như một con gấu con dễ thương, nó lớn tiếng nói lời kháng nghị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tất nhiên muốn tắt điện thoại, thế nhưng tỉnh ủy có kỷ luật riêng, những người với cấp bậc như hắn cần phải mở máy 24 giờ một ngày. Tuy số điện thoại này của hắn là bí mật, Thế nhưng lại không là bí mật với một số người. Mà có một vài cuộc điện thoại Vương Tử Quân không thể không tiếp nhận. Vương Tử Quân căn bản cũng cảm thấy phiền với điện thoại của mình, thế nhưng hắn biết rõ mình vẫn phải tiếp nhận. Người ta sở dĩ gọi điện thoại cũng là vì tỏ ra tán thành phương pháp của hắn ở tỉnh Nam Giang. Hai mẹ con cứ ở đây mà tập luyện, bố đi vào trong phòng gọi điện thoại. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút tức giận của con trai, hắn cười ha hả nói: không được, tiểu bảo nhi hung hăng trợn mắt với người bố không chịu trách nhiệm, sau đó nó dùng giọng không cho phép nghi vấn nói, cô giáo của con có nói, bố cũng phải tham gia hội thao lần này. Vương tử quân thật sự cảm thấy đầu mình phình ra, mặc tiểu bắc đi tham gia hội thao cũng đủ làm cho hắn buồn cười, nếu chính hắn cũng phải đi, điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Không phải là vương tử quân không muốn biểu diễn, thật sự là hắn không được tự nhiên. Hắn thường xuyên liên hệ với những người hơn 40, 50 mà cảm thấy tâm tính của mình trượt già đi, bây giờ để cho hắn múa cùng đám trẻ và những gia trưởng trẻ tuổi, hắn thật sự có chút ngại ngùng. Đúng lúc này điện thoại đặt trên bàn lại đổ chuông, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại thì Tiểu Bảo Nhi có chút tức giận nói, cái điện thoại kia ngày nào cũng kêu lên, nó không thể im lặng một ngày được sao? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, hắn cười nói với Tiểu Bảo Nhi: tiếp cú điện thoại này xong thì coi như không còn ai gọi nữa đâu. Lời nói của Vương Tử Quân căn bản cũng khá đúng, vì hắn cũng có lý lẽ riêng của mình. Từ sau khi hắn về nhà thì đã nhận được hơn chục cuộc điện thoại, người gọi điện thoại đến không phải là lãnh đạo cấp tỉnh thì cũng là người đứng đầu các thành phố. Mục đích những người kia gọi điện thoại cho Vương Tử Quân cũng không phải là vì vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng, bọn họ chủ yếu gọi điện thoại để chấp nối, cũng xem như liên lạc cảm tình. Những cuộc điện thoại như vậy cũng chính là lời đáp trả tốt nhất cho phương án chọn lựa cán bộ công khai của Vương Tử Quân. Chào trưởng phòng Tử Quân, anh đang bận rộn gì sao? Vừa nối thông điện thoại thì giọng nói của bí thư đậu minh đường thành phố Đông Hồng chợt vang lên. Không bận rộn sao được, hôm nay cô giáo sắp xếp cho con trai vài bài tập, yêu cầu tập cho nhuần nguyễn trước hội thao, xem như nhảy vì quốc khánh, tôi không phải đang huấn luyện theo đúng yêu cầu của giáo viên sao? Vì Đậu Minh Đường có quan hệ không tệ với mình, vì vậy Vương Tử Quân có chút tùy ý, như vậy thì hai người mới càng thêm thân cận. Chương 1214, một lá Dụng về cội. Vương Tử Quân căn bản là tình nguyện kết giao với một người có quyền uy trong ban ngành thường ủy như Đậu Minh Đường, lời nói của hắn càng làm cho Đậu Minh Đường cười lên ha ha, con của anh đang học ở nhà trẻ thực nghiệm phải không? Đến khi đó tôi cũng muốn đến thăm, xem anh Vương và các bậc trưởng bối múa máy như thế nào có bộ dạng buồn cười ra sao. Tôi thấy hay là thế này, khi đó tôi đưa theo toàn thể thành viên ban ngành đến nhà trẻ thực nghiệm kiểm tra công tác, cũng xem như đến hỗ trợ cho trưởng phòng vương, ha ha. Vương tử quân cười nói vài câu với lời chọc ghẹo của Đậu Minh Đường. Hai người nói chuyện một lát, sau đó Đậu Minh Đường chợt nói, trưởng phòng tử quân, thành phố Đông Hồng và Ma Đô có hội nghị hợp tác trao đổi về kinh tế, ngày mốt anh có rảnh không? nếu có thời gian thì không bằng theo tôi đến thành phố ma đô một chuyến nhé thành phố đông hồng và ma đô có hội nghị xúc tiến phát triển kinh tế vương tử quân là một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy căn bản không thể đi được đậu minh đường nói như vậy rõ ràng không phải là mời vương tử quân rảnh rỗi đi tham gia như vậy rõ ràng có mục đích riêng trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy vương tử quân chợt cười nói cảm ơn anh đường lúc này tôi có nhiều công tác cần phải làm còn nhiều phương diện chỉ sợ không chống đỡ nổi, chỉ sợ khó thể theo anh đến ma đô. Thật sự có chút tiếc nuối, tôi còn định tâm sự với chủ tịch vương một chặp. Đậu Minh đường nghe những lời này của vương tử quân thì có chút thất vọng. Vương tử quân đã biết rõ ý nghĩ của đậu Minh đường, đối phương nói về bố của mình, thế nhưng vương tử quân biết rõ bố mình còn chưa đến mức để cho đậu Minh đường phải nịnh bợ. Đối phương làm như vậy rõ ràng là vì Lâm Trạch Viễn. Đậu Minh Đường có ý nghĩ này thì Vương Tử Quân tất nhiên không muốn từ chối, hắn chợt cười nói, tôi không đi cũng không làm chậm chế anh gặp mặt Chủ tịch Vương, hơn nữa tôi đi cùng thì xét vai vế cũng có chút xấu hổ. Ha ha ha, cái này có gì là khó, tôi gọi anh là anh Vương, như vậy cũng gọi Chủ tịch Vương là anh Vương không được sao. Đậu Minh Đường nhỏ tuổi hơn so với Vương Quang Vinh, nhưng lúc này gọi điện thoại thì rõ ràng có thể nói vài lời đùa giỡn không ảnh hưởng đến toàn cục với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở đề tài này. Hắn chợt thay đổi chủ đề, "Bí thư Đậu, tôi cũng không đi được, nhưng hôm qua tôi vừa gọi điện thoại cho Chủ tịch Vương." "Đúng rồi, vài ngày nữa Bí thư Lâm cũng không quá bận rộn, nếu là hội nghị trao đổi kinh tế giữa hai thành phố, hai vị không nên ngại mà phải gặp mặt trao đổi một chút." Đậu Minh Đường lại cười lớn, lần này hắn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân chỉ là muốn gặp mặt Lâm Trạch Viễn mà thôi. Còn Vương Tử Quân nói đến phương diện hai vị bí thư thị ủy gặp mặt nhau trò chuyện, hắn càng không dám vọng tưởng hai bên tương đối với Lâm Trạch Viễn. Đậu Minh Đường có cấp bậc gì, Lâm Trạch Viễn có cấp bậc gì? Tuy hai bên đều là bí thư thị ủy, thế nhưng không phải chỉ kém nhau một bậc. Lâm Trạch Viễn là một trong những cán bộ lãnh đạo trung niên có tương lai rộng mở, Đậu Minh Đường biết rõ điều này, nếu hai bên có quan hệ thì căn bản là không hại mà trăm lợi. Lúc này mục đích trước mắt đã đạt được, Đậu Minh Đường thầm cảm kích, hảo cảm với Vương Tử Quân càng tăng tiến. Thật ra Đậu Minh Đường đã nghiên cứu kỹ lý lịch của Vương Tử Quân, bây giờ đối phương còn trẻ mà phát triển quá thuận lợi, nhìn qua giống như căn bản chưa tôi luyện quan trường, không nhìn rõ lớp cá bơi bên dưới nước, làm việc không theo quy tắc chỉ dựa vào cá tính. Nhưng Vương Tử Quân căn bản lại là người hành động hợp thời, thuận gió phát triển, tung hoành ngang dọc, tiến triển cực nhanh, khi ngược gió thì giấu tài. Đợi thời cơ, chỉ cần xông lên thì căn bản không ai không phục. Xem ra Vương Tử Quân thật sự quá thông minh, anh bên này vừa mở miệng thì bên kia đã đoán được mục đích cuối cùng, sẽ sắp xếp thỏa đáng, cũng không để lộ ra chút dấu vết, đúng là quá giỏi, hèn gì làm ra nhiều thành tích tuyệt vời như vậy. Đậu Minh Đường thật sự cảm khái, sau khi trò chuyện với Vương Tử Quân thêm vài phút thì mới cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và hít vào một hơi. Lúc này trong đầu đều là lời nói của Đậu Minh Đường. Mặc dù đây chỉ là một lần xuất hành của Đậu Minh Đường, thế nhưng Vương Tử Quân có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Thời gian dần trôi qua, có một số việc dần nổi lên mặt nước. Một người bình thường thích đứng xem như Đậu Minh Đường đã bắt đầu cố gắng cho tương lai của mình. Lúc này Lâm Trạch Viễn càng là đối tượng được Đậu Minh Đường cố gắng phấn đấu. Vương Tử Quân nghĩ đến quá trình phát triển của Lâm Trạch Viễn, hắn không khỏi nở nụ cười. Dù sao với quan hệ giữa hắn và Lâm Trạch Viễn, hắn hy vọng chú Lâm của mình ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, như vậy lợi ích đối với mình là như thế nào thì căn bản không cần nói cũng biết. Chú Lâm bây giờ có lẽ đang rất bận rộn, Vương Tử Quân thầm nghĩ đến Lâm Trạch Viễn, hắn quyết định gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn. Tuy quan hệ giữa hắn và Lâm Trạch Viễn không cần dùng lễ tiết để tăng tiến cảm tình, thế nhưng thường xuyên qua lại và liên hệ vẫn tốt hơn. Vương Tử Quân bấm số điện thoại của thư ký của Lâm Trạch Viễn, một phút sau giọng nói quen thuộc của Lâm Trạch Viễn vang lên bên tai. Sau khi hỏi vài câu đơn giản về cuộc sống của Lâm Trạch Viễn, Vương Tử Quân bắt đầu báo cáo công tác của mình. Lâm Trạch Viễn có chút hứng thú với sự kiện Vương Tử Quân chuẩn bị phổ biến phương án chọn lựa cán bộ công khai trong toàn tỉnh Nam Giang. Lão không những chăm chú hỏi xem trình tự chọn lựa cán bộ công khai như thế nào, phương án cụ thể ra sao, càng đưa ra một vài ý kiến của mình. Tuy vương tử quân là người có kinh nghiệm từ kiếp trước, thế nhưng nếu so với một người tham chính nhiều năm như Lâm Trạch Viễn thì căn bản có vài việc vẫn phải học hỏi, vẫn có sự chênh lệch. Thường thì vương tử quân nói ra vài ý nghĩ mới mẻ, Lâm Trạch Viễn lại suy rộng ra một chút, trong đó có những thứ mà vương tử quân căn bản là không thể ngờ. Lâm Trạch Viễn không hỗ là Lâm Trạch Viễn. Hai người nói xong sự kiện chọn lựa cán bộ công khai, Lâm Trạch Viễn chợt cười nói, hai ngày trước tôi gọi điện thoại cho Bí Thư Diệp, anh ấy rất tán thưởng cậu. Nếu như là người khác nói điều này thì Vương Tử Quân sẽ khiêm tốn một chút, nhưng đối mặt với Lâm Trạch Viễn thì hắn lại dùng giọng tùy tiện nói, chú Lâm, nói thế nào thì cháu cũng không thể để chú mất mặt được. À, tiểu tử cậu nói rất hay, Lâm Trạch Viễn cười mắng một câu, thế nhưng Vương Tử Quân lại có thể cảm nhận được Lâm Trạch Viễn đang rất vui. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị nói sự kiện đậu minh đường muốn gặp mặt Lâm Trạch Viễn, chợt nghe Lâm Trạch Viễn nói, nước ở tỉnh Nam Giang rất sâu, cậu nên chú ý một chút. Cháu biết rõ điều này, Vương Tử Quân chợt cảm động vì lời quan tâm của Lâm Trạch Viễn, hắn trả lời rồi nói tiếp, chú Lâm, ngày mốt bí thư đậu minh đường của thành phố Đông Hồng sẽ đến tham gia hội nghị phát triển kinh tế ở thành phố Ma Đô, anh ấy muốn gặp ngài. Trường 1214 hai lá dụng về cội. Lâm Trạch Viễn có chút trầm ngâm, sau đó mới nói, bí thư đậu đi đường xa đến Ma Đô, tôi đây là chủ nhân, sao không tiếp đãi cho được. Sau khi quyết định sự việc thì Vương Tử Quân cũng không trì hoãn thời gian của Lâm Trạch Viễn, hắn chuẩn bị cúp điện thoại, chợt nghe Lâm Trạch Viễn nói, Dĩnh Nhi đã về được hai ngày rồi. Vương Tử Quân chợt sướng sờ, hắn không biết Lâm Trạch Viễn chợt ném cho mình một tin tức không đầu không đuôi như vậy là có ý gì. Vô tình đầu óc hắn hoạt động mạnh mẽ, đủ mọi ý nghĩ lóe lên, đúng lúc này thì Lâm Trạch Viễn bên kia đã cúp điện thoại đây là có ý gì chẳng lẽ chú lâm biết quan hệ giữa mình với dĩnh nhi hay là vương tử quân đặt điện thoại xuống mà đứng ngồi không yên dù hắn cảm thấy mình che giấu rất khá thế nhưng với ánh mắt sắc bén và thủ đoạn của lâm trạch viễn muốn biết chân tướng sự việc là không quá khó trong quan trường căn bản có nhiều nguồn phát tin căn bản là khó thể nào che kín được dĩnh nhi đã về vì sao không gọi điện thoại cho mình khi Lâm Trạch Viễn nói đến điều này thì giọng nói vì sao lại đặc biệt như vậy. Vương tử quân thầm phỏng đoán, đột nhiên hắn sinh ra dự cảm khó hiểu, có chuyện gì sao? Hay là Dĩnh Nhi đã thành ra lập nghiệp, có truy cầu mới, đây không phải là rất bình thường sao? Nhưng vì sao trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác thường như thế? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, vương tử quân chợt cảm thấy tâm ý phiền loạn, điện thoại đổ chuông cũng không có tâm tình tiếp nhận. Lúc này hình bóng của Lâm Dĩnh Nhi chợt xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân, ký ức năm xưa như ùa về trong lòng hắn. "Chào anh, xin hỏi có chuyện gì sao? Bố của tôi hôm nay không tiếp khách. Tôi cũng là người trong khu vực này, bí thư Vương của chúng tôi hôm nay muốn gặp bí thư Lâm. Thì ra anh gạt em." Không biết bao lâu sau thì Vương Tử Quân đã tỉnh táo lại, hắn cầm điện thoại lên, một loạt con số đến bây giờ hắn vẫn chưa quên chợt xuất hiện trong đầu sau đó xuất hiện trên màn hình điện thoại chỉ cần ấn thêm nút gọi là có thể nối thông với một người ở phương trời xa nhưng chỉ là một cái nút nhỏ mà vương tử quân căn bản cảm thấy giống như đang điều ngàn quân vạn mã tuy chỉ là một cái nút bấm là có thể liên hệ với người phụ nữ đã xa cách hai năm qua thế nhưng hắn cảm thấy khó thể nào đặt tay xuống mình liên lạc với cô ấy nên nói gì bây giờ ngoài phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của cô ấy mình còn cho ra được lời hứa hẹn gì nếu có thể thì lại khác mình không cần mập mờ để hại người hại mình tuy trong lòng có ngàn vạn lần không muốn có vô số lý do để ép phải quên đi lâm dĩnh nhi thế nhưng có một lý do duy nhất đánh tan tất cả đó là vương tử quân căn bản không thể cho ra hứa hẹn gì với lâm dĩnh nhi như vậy thì có lý do gì phải ép nàng dừng lại để mãi đi theo bên cạnh mình đã có hai người phụ nữ hy sinh tất cả cho mình thế nên cũng không cần phải vương tử quân do dự một chút cuối cùng hung ác nhẫn tâm đặt điện thoại lên bàn. Nhưng hắn cũng không biết lúc này ở ngoài xa ngàn dặm thì Lâm Dĩnh Nhi mặc một bộ đồ ngủ đang dịu dàng ở bên cạnh một chiếc giường cho trẻ em, cũng đang cầm chặt một chiếc điện thoại trong tay. Bố, bố à, con đang tập luyện, bố mau đến mà xem. Tiểu Bảo Nhi giống như một cây tên rời khỏi cung chạy vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, nó hưng phấn dắt Vương Tử Quân đi ra phòng khách. Vương tử quân nhìn tiểu bảo nhi đang luyện tập đổ đầy mồ hôi mà không khỏi nở nụ cười đau lòng, hắn ôm lấy con trai, sau đó hôn lên gương mặt nhỏ nhắn mập mạp của con mình. Mặt trời vẫn xuất hiện ở phương đông như mọi ngày, thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, lúc này tin tức về phương án chọn lựa cán bộ công khai đã chuyển đi khắp tỉnh Nam Giang. Tuy còn chưa có thông cáo nhưng đã có nhiều người xoa tay kích động. Lúc này nhân viên công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy lại càng bận rộn không ngừng, rất nhiều điện thoại của nhiều người liên tục vang lên, phần lớn câu hỏi đều liên quan đến phương án chọn lựa cán bộ công khai. Vương Tử Quân là một người phụ trách của phương án chọn lựa cán bộ công khai lần này, hắn lại không quá bận rộn. Bây giờ điều hắn cần làm là nắm giữ phương châm phương hướng, những chuyện nhỏ khác đều có người phụ trách. Trưởng phòng Vương, tôi đã xem xét qua phương án chọn lựa cán bộ công khai vài lượt, căn bản không có vấn đề gì. Ngài cũng nên xem xét lại xem còn điều gì cần thay đổi nữa không? trì hoa trục cung kính đưa phương án cho vương tử quân rồi khẽ nói. vương tử quân tiếp nhận phương án trong tay của trì hoa trục đúng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên hắn nhìn lên màn hình điện thoại chợt sướng sờ người gọi điện thoại đến chính là nhị thúc vương giải phóng vương tử quân và vương giải phóng có quan hệ bình thường tuy vị trí của vương tử quân liên tục lên cao vương giải phóng cũng có ý nghĩ muốn đẩy mạnh quan hệ với vương tử quân Thế nhưng sự kiện kiếp trước luôn tạo khúc mắc trong lòng Vương Tử Quân, dù thế nào cũng khó xóa đi được khoảng cách năm xưa. Nhị Thúc gọi điện thoại đến là có chuyện gì? Vương Tử Quân không biết có chuyện gì xảy ra, hắn chợt cảm thấy tâm tình có hơi loạn, đột nhiên sinh ra dự cảm xấu. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó mới nghe điện thoại. "Alo, Nhị Thúc à, cháu là Tử Quân, chú có chuyện gì không?" "Tử Quân, cháu về đi, ông đã đi rồi." giọng nói trầm thấp của vương giải phóng chợt truyền đến từ đầu dây bên kia vương tử quân nghe được câu nói này thì chợt cảm thấy giống như có mũi tên đâm xuyên qua tim thiếu chút nữa đã ngã xuống đất hắn căn bản dùng giọng nóng lòng nói một câu nhị thúc không còn khả năng cứu chữa được sao không còn hy vọng nữa rồi ông đã đi rồi vương giải phóng lại nói giọng nói có chút nghẹn ngào ông của cậu đi rất bình thản trên mặt còn có nụ cười căn bản không có gì là khổ sở Vương tử quân cầm điện thoại mà cảm thấy trời đất như xoay quanh mình, hắn không ngờ ông lại đi như vậy, không có chút dấu hiệu nào, cũng không chờ mình quay về. Những giọt nước mắt như hồng thủy phá đê chợt chảy xuống trên mặt vương tử quân, hắn không muốn đây là thật, nhưng tất cả những gì xảy ra trước mắt đã nói cho hắn biết ông cụ đã đi rồi. Chỉ hoa trục nhìn sự thay đổi quá đột ngột của vương tử quân, hắn chợt kinh hoàng. Bây giờ hắn là phó ban pháp quy chính sách của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn từ vị trí một giáo sư trường đảng đến phó ban của phòng tổ chức căn bản đều là nhờ vào một tay vương tử quân nếu như không có được sự giúp đỡ của vương tử quân căn bản không có chỉ hoa trục của ngày hôm nay hắn đã cảm nhận được sự thay đổi lớn khi mà vị trí biến hóa mang lại cho mình bây giờ hầu như tất cả tinh thần của hắn đều tập trung lên người vương tử quân lúc này phương án chọn lựa cán bộ công khai của vương tử quân càng làm cho hắn phát triển như cá gặp nước có nhiều thứ từ trong đầu hắn tuôn ra nhưng khi tiếp xúc nhiều với vương tử quân, hắn càng thêm bội phục trưởng phòng vương nhiều hơn. Tuy nói về độ tuổi thì vương tử quân còn trẻ hơn trì hoa trục rất nhiều, nhưng tâm tư kiêu ngạo của trì hoa trục lại bị vương tử quân đả kích nặng nề. Nhiều thứ mà mình phải suy xét rất lâu mới hiểu được, trưởng phòng vương chỉ cần nói một câu thì giải quyết rõ ràng. chương 1215, Người và vật không còn. Tuy địa vị có thể quyết định quyền uy, thế nhưng quyền uy càng cần uy tín. Sau khi đi vào trong PTV, thì Trì Hoa Trục cảm ứng được uy danh của Vương Tử Quân liên tục tăng vọt, hắn càng ý thức được sự chênh lệch với Vương Tử Quân. Trong mắt Trì Hoa Trục thì Vương Tử Quân là một người có lòng dạ đảm đương, biết đâu không nhất định có thể không chớp mắt khi Thái Sơn rơi xuống đầu, thế nhưng hắn cảm thấy những chuyện dù lớn thế nào cũng được trưởng phòng Vương xử lý cực kỳ gọn gàng. Nhưng bây giờ rốt cuộc đã có chuyện gì phát sinh, việc gì làm cho trưởng phòng Vương thất thố như vậy? trì hoa trục nhìn bộ dạng rơi nước mắt của vương tử quân hắn chợt cảm thấy luống cuống tay chân khi hắn đang cảm thấy xấu hổ thì nhanh chóng vung tay y lấy hộp khăn giấy ở bên cạnh tranh thủ thời gian lấy ra một mảnh giấy đưa cho vương tử quân lúc này vương tử quân cũng không quan tâm hắn tiếp nhận khăn giấy lau nước mắt trưởng phòng vương có chuyện gì xảy ra sao vương tử quân nhìn bộ dạng lúng túng luống cuống tay chân của trì hoa trục hắn khoát tay áo nói nhà tôi gọi điện thoại đến, ông nội tôi qua đời. Hoa trục, chuyện còn lại ánh báo cáo với trưởng phòng Long, công tác không thể buông tay được. Sau khi cho trì hoa trục đi thông báo, Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Du Giang Vĩ, để đối phương chuẩn bị vé má bay, sau đó gọi điện thoại cho Bí Thư Diệp Thừa Dân để xin nghỉ. Nửa giờ sau cả nhà Vương Tử Quân lên xe chạy ra sân bay. Tiểu Bảo Nhi lúc này đã biết tin ông cố qua đời, nó đang ghé vào người mặc Tiểu Bắc, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt như một con mèo nhỏ. Khi vương tử quân cùng mặc tiểu bắc và tiểu bảo nhi đi ra sân bay thành phố Giang Thị thì đã hơn 2 giờ chiều. Tuy trên máy bay có phục vụ bữa cơm trưa nhưng vương tử quân ăn không vô, khi bọn họ xuống máy bay thì vợ chồng vương Quang Vinh cũng bắt một chiếc máy bay khác chạy đến. So sánh với vương tử quân thì vương Quang Vinh rõ ràng là bình tĩnh hơn. Sau khi ngồi lên chiếc xe đặc biệt phái đến đón bọn họ, vương Quang Vinh mở miệng khuyên giải, Tử Quân, ông cụ đã hơn 80, đã là đại thọ. Hơn nữa ông cũng không muốn thấy bộ dạng này của con, vì con người luôn có ngày hôm nay, con cần phải bình tĩnh một chút. Sau khi nghe lời an ủi của bố thì Vương Tử Quân căn bản có chút dễ chịu hơn. Trước nay hắn và Vương Quang Vinh căn bản là ở chung thì ít mà xa cách lại nhiều, khi mà hắn liên tục phát triển trên quan trường, Vương Quang Vinh là một người bố trên cơ bản đều bị hắn làm cho ảm đạm không thể phát sáng. Con biết rồi. Ngài cũng đừng quá đau thương." Vương Tử Quân nhìn Vương Quang Vinh rồi khẽ nói. Tuy khúc mắc trong lòng đã giảm đi vài phần, thế nhưng người trong xe cũng không nói lời nào. Vương Tử Quân nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hắn nhìn thành phố Giang Thị vừa quen thuộc vừa xa lạ ở bên ngoài, chợt nghĩ đến tình cảnh ở kiếp trước. Kiếp trước ông cụ qua đời vào thời gian 10 năm trước, khi đó Vương Tử Quân còn đang là giáo viên ở Yên Chi Nam. Sau khi nghe được tin tức ông qua đời thì hắn bắt xe từ Yên Chi Nam về thành phố Giang Thị. Ký ức về lễ tang của ông nội 10 năm trước căn bản vẫn còn mới mẻ trong đầu Vương Tử Quân, tuy dựa theo công lao của ông cụ thì căn bản có nhiều đãi ngộ, thế nhưng khi đó ngoài người thân và bạn bè đến phúng viếng, lãnh đạo tỉnh căn bản là có rất ít người đi đến, chỉ cho người đưa đến vòng hoa mà thôi. Điều này làm cho Vương gia căn bản biết được nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Nhưng lúc này có lẽ là không phải như vậy, lúc này nhị thúc là cán bộ lãnh đạo cấp phó bộ cao nhất trong tỉnh Giang Thị, Vương Tử Hoa cũng là cán bộ cấp phó cục, Vương Tử Quân thì càng không cần phải nói. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì xe châm rãi dừng lại bên ngoài khu nhà thường ủy tỉnh ủy Giang Thị, Vương Tử Quân nhìn căn nhà đầy không khí đau thương, cảm tình vừa mới đẻ nén lại tan vỡ. Anh Tử Quân, tô anh với tay áo có một phù hiệu để tang nhanh chóng từ bên trong chạy ra khi thấy được Vương Tử Quân thì nàng nhịn không được phải khóc lớn. Vương Tử Quân có quan hệ rất tốt với em gái Tô Anh, bây giờ thấy nàng có bộ dạng như vậy thì không khỏi rơi nước mắt. Lúc này vẫn là căn nhà như cứ, vẫn là những cây rau mà ông cụ thích ăn, vẫn là một mảnh vườn màu xanh, thế nhưng lúc này chủ nhà đã mất. Vương Tử Quân hoảng hốt đứng lại nhìn không gian chung quanh, cảm thấy trái tim quặn thắt. Lúc này Vương Tử Quân đi vào trong phòng, ông cụ đã được mặc áo liệm nằm trên giường, giống như đang say ngủ. Nhưng ông nội mà vương tử quân cực kỳ yêu thương căn bản đã không thể nào tỉnh lại được nữa. Hắn nhìn bộ dạng an tường thoải mái của ông nội, hắn không nhịn được phải quỳ dạp xuống trước giường rồi nghẹn ngào khóc giống lên. Cuộc sống vẫn tiếp tục, chuyện hậu sự của ông cụ được tiến hành đâu vào đấy. Vì thân phận của vương lão gia tử nên văn phòng tỉnh ủy có phái nhân viên đến xử lý các công tác tương quan, cũng có không ít lãnh đạo tỉnh ủy đến viếng thăm. Lễ truy điệu ông cụ được tiến hành vào ngày thứ ba, lần này có không ít người có quan hệ với vương gia đi đến, nhưng lãnh đạo đứng đầu cấp ủy chính quyền tỉnh là bí thư triệu Vĩnh Hoài và chủ tịch Hàn Điền Thịnh căn bản là không đến. Nhưng vương tử quân căn bản là không quan tâm, bọn họ có đến hay không thì ông cụ cũng không thể tỉnh lại được. Sau khi nghe những câu an ủi chia buồn, vương tử quân chỉ có thể bắt tay một cách cực kỳ cơ giới mà thôi. Tử quân, cũng đừng nên quá đau thương. Tôn Khải đã là một người to cao đi đến nắm lấy tay Vương Tử Quân rồi khẽ nói, ông cụ không bệnh không đau có thể nằm trên giường mà ra đi, như vậy cũng là phúc khí rồi. Ông cụ lúc này giống như đang ngu, tôi nghĩ ông cụ cũng không hy vọng nhìn thấy cậu như vậy. Tuy hai bên đã lâu không gặp, thế nhưng hai người là bạn thân, lời an ủi của Tôn Khải căn bản là có độ nặng khá lớn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng thương nhân thành công của Tôn Khải, hắn vỗ vỗ vai của đối phương rồi khẽ nói, tôi biết rồi. À, trước khi cậu đi chúng ta nên gặp mặt nhau một chút. Tôn Khải nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ cho ra lời mời. Vương Tử Quân căn bản rất muốn đồng ý với lời mời của Tôn Khải, thế nhưng thực tế hắn căn bản là thân bất do kỳ. Hắn trầm ngâm dây lát rồi nói một câu lập lờ nước đôi, tôi còn ở lại Giang Thị vài ngày, có thời gian tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Tôn Khải có chút do so dự rồi gật đầu, nếu như bây giờ Vương Tử Quân không phải đang đau buồn vì ông cụ qua đời, Hắn nhất định sẽ ý thức được Tôn Khải có gì muốn nói với mình, thế nhưng bây giờ hắn căn bản là không có tâm tư như vậy. Lễ truy điệu Vương lão gia tử được tổ chức trong nhà tang lễ thành phố Giang Thị, có không ít người đến viếng, thế cho nên buổi lễ kéo dài đến hết buổi sáng. Khi lễ truy điệu sắp đến thời điểm cuối cùng, một người đến làm cho không ít người giật mình. Chương 1216: Một không tham nhất thời, không cầu công danh nhất thời. Lâm Trạch Viễn đi đến cũng không ai ngờ khi mà lễ truy điệu sắp kết thúc thì Lâm Trạch Viễn phong Trần mệt mỏi chạy đến. Tuy Lâm Trạch Viễn không còn là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, thế nhưng lão là người làm chủ thành phố Ma Đô, là người tương lai vô hạn, trong mắt rất nhiều người thì Lâm Trạch Viễn rõ ràng là lãnh đạo dự khuyết trung ương. Vì tham gia lễ truy điệu của Vương lão gia tử mà Lâm Trạch Viễn chạy từ thành phố Ma Đô đến Chiết Giang, ít nhất cũng là cực kỳ nể mặt, căn bản đến là vì con trai của Vương lão gia tử là Vương Quang Vinh. Vương Quang Vinh là phó chủ tịch thường vụ thành phố Ma Đô, nếu không thì Vương Quang Vinh căn bản không phải có quan hệ không tầm thường với Lâm Trạch Viễn. Nếu hai bên có quan hệ sơ sài, Lâm Trạch Viễn sao có thể bắt máy bay đến tỉnh Chiết Giang tham dự lễ truy điệu Vương Lão Gia Tử. Khi Lâm Trạch Viễn chạy đến thì lễ truy điệu đạt đến đỉnh phong, hai người là bí thư triệu Vĩnh Hoài và chủ tịch Hàn Điền Thịnh nhanh chóng xuất hiện trong lễ tang chỉ sau 15 phút khi cả đám người vây quanh lâm trạch viễn thì một người không ai tưởng lại chạy đến nhà tang lễ chính là diệp thừa dân vương tử quân cũng căn bản không ngờ diệp thừa dân sẽ đến hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của diệp thừa dân thế là trong lòng có chút cảm động vương tử quân căn bản biết rõ ràng mục đích diệp thừa dân chạy đến đây nhưng dù rõ ràng là vậy người ta đã đến thì hắn vẫn phải nợ nhân tình khi diệp thừa dân chạy đến lúc này lễ truy điệu của vương lão gia tử xem như tăng lên thêm một tầng nếu như nói trước kia người trong tỉnh chiết giang chỉ xem vương lão gia tử là một ông cụ gần đất xa trời bây giờ người đến tham gia lễ tang lại xem như đó là một lời khẳng định với vị trí của mình vì thế lúc này vốn có vài người không muốn đến lại xuất hiện nhưng vương tử quân căn bản không quan tâm hắn chỉ đứng trên vị trí của mình mà lẳng lặng nhìn thấy tất cả Lâm Trạch Viễn và Diệp Thừa Dân tất nhiên sẽ có người tiếp đái, hơn nữa thân phận của bọn họ cũng căn bản không nên ở lại Chiết Giang quá lâu, thế cho nên sau khi xong lễ truy điệu thì hai người nhanh chóng rời khỏi Chiết Giang. Sau khi làm xong lễ truy điệu thì mọi người cảm thấy có chút trống vắng, Vương Tử Quân ngồi trong nhà của Vương Lão Gia Tử mà cảm thấy tâm tình không tốt, cũng không muốn nghĩ gì, chỉ ngồi như vậy mà thôi. Tử Quân, ông cũng không muốn thấy bộ dạng đau khổ của anh vào lúc này. Mạc Tiểu Bắc khẽ xòe bàn tay nắm lấy tay Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, khi hắn chuẩn bị nói chuyện với Mạc Tiểu Bắc, điện thoại chợt vang lên, là một tin nhắn, một tin nhắn của Tần Hồng Cẩm. Nội dung tin nhắn rất ngắn, chỉ hơn 10 chữ, thế nhưng lại tràn đầy tình cảm. Tần Hồng Cẩm là cháu gái trên danh nghĩa của Vương lão gia tử, thế nhưng nàng cũng không ít lần đến nơi này, có quan hệ khá tốt với Vương lão gia tử, nhưng khi ông cụ mất thì nàng căn bản không đến không phải vì Tần Hồng Cẩm không muốn, mà căn bản không muốn gây phiền toái cho Vương Tử Quân. Dù sao lúc này vị trí của Vương Tử Quân đã không còn như dĩ vãng, khi nàng làm gì cũng cần phải suy nghĩ cho hắn. Nội dung của tin nhắn là, không nên quá đau thương, ông cụ luôn hy vọng chúng ta có thể sống mạnh khỏe hạnh phúc. Thanh niên thường coi tình cảm là trò đùa, hơn nữa hy vọng trò chơi này càng lúc càng phức tạp, càng phập phồng càng vui. Nếu căn cứ vào ngày mà Tần Hồng Cẩm gặp mặt Vương Tử Quân, nghiễm nhiên hai người không phải là như vậy. Người phụ nữ khéo léo hiểu lòng người này luôn suy nghĩ cho vương tử quân, căn bản không muốn sự hiện hữu của mình gây phiền toái cho vương tử quân. Vương tử quân gửi cho Tần Hồng cầm một tin nhắn, hắn tin người phụ nữ thông minh ở ngoài ngàn dặm kia đọc vào sẽ hiểu. Mạc Tiểu Bắc nhìn vương tử quân gửi tin nhắn, nàng cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh. Hai người trầm mặc dây lát, sau đó mẹ vương tử quân đi đến nói, tử quân, nhị thúc sắp xếp dùng cơm, dù thế nào thì người nhà tụ tập dùng cơm cũng không dễ dàng, chúng ta đi đến đó thôi. Bà biết rõ con trai mình có cảm tình với ông cụ, vì vậy nàng bà cũng căn bản không quá nhiệt tình với bữa cơm này. Nhưng ông cụ vừa mất, đại gia đình căn bản có chút không tầm thường, lúc này vương giải phóng mời khách thì dù thế nào cũng phải nể mặt. Vương tử quân khẽ gật đầu rồi đứng lên nói, mẹ, vậy thì chúng ta đi, dạo này mẹ ở thành phố Ma Đô thế nào? ở lâu cũng chán mẹ đến thành phố đông hồng chơi vài ngày thành phố đông hồng có nhiều chỗ nơi rất đẹp khi thấy gương mặt con trai khôi phục như thường thì triệu tuyết hoa thở dài một hơi tuy bà cho rằng với vị trí hiện tại của vương tử quân thì căn bản sẽ không vì ông cụ qua đời mà tổn thương tinh thần quá lớn thế nhưng trong mắt cha mẹ thì dù con trai có lớn thì vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi vương giải phóng căn bản bỏ ra khá nhiều tâm tư cho bữa cơm lần này Tuy khách sạn cũng không phải có cấp bậc rất cao, thế nhưng cách sắp xếp lại rất quý phái. Khi vương tử quân đi vào trong phòng thì nhóm người vương quang vinh, vương giải phóng, tô thuận tân đều đang ngồi bên trong. Khi thấy vương tử quân đi vào thì vương giải phóng đứng lên nói, tử quân, cháu sang bên này. Vương giải phóng chỉ vào vị trí ở bên cạnh, tuy vương tử quân là vãn bối trong nhà, thế nhưng chức vụ và độ tuổi căn bản là quá có ưu thế, vì vậy vương giải phóng cũng có vài phần nịnh bợ vương tử quân có chút không thoải mái với ý tốt của vương giải phóng đều là người một nhà làm như vậy không phải để cho người ta chê cười sao thế là hắn cười cười nói nhị thúc cháu ngồi bên này trông tiểu bảo nhi tiểu tử này rất hiếu động vương tử quân nói không để lộ ra chút dấu vết thế là vương giải phóng cũng không cố ý mời sau khi người một nhà cùng ngồi xuống thì vương giải phóng nhìn về phía vương quang vinh rồi nói anh hôm nay mọi người có chút mệt mỏi nếu không thì dùng chút rượu nhé uống chút rượu cũng được vương quang vinh căn bản đã trải qua tôi luyện trong quan trường cũng không còn là giáo sư đại học như năm xưa sau khi nhìn thoáng qua mọi người thì trầm giọng nói ông cụ đã đi thế nhưng cũng không hy vọng chúng ta khóc lóc đau thương thế này lúc này ông cụ cũng không còn chúng ta càng nên phấn chấn tinh thần mới được bây giờ mọi chuyện đã được xử lý xong chúng ta cũng không nên cho ông thất vọng vương quang vinh nói dù cực kỳ thực tế nhưng người đang ngồi đều hiểu rõ vấn đề Thế nhưng trong thời gian này mà bảo mọi người phấn chấn thì cũng khó thể thực hiện được. Một chai rượu được khui ra, Vương Tử Quân cũng uống vào hai ly. Tuy mọi người đều khắc chế tâm tình của mình, thế nhưng bữa cơm này cũng căn bản là không thể thoải mái được. Tử Quân, lần này Bí thư Diệp đến, nói rõ anh ấy cực kỳ quan tâm đến cháu. Nếu sau này cháu làm tốt quan hệ với Bí thư Diệp, căn bản sẽ mất đi nhiều đường đi vòng trong tương lai. Vương giải phóng uống vài ly có vài phần men say dùng giọng thấm thiên nói với Vương tử quân. Vương tử quân cười cười nói, nhị thúc, điều này cháu biết rõ. Lúc này vị trí của Vương tử quân căn bản là vượt qua Vương giải phóng, nào có thể nghe những lời giảng dạy này của Vương giải phóng. Nhưng Vương giải phóng căn bản là chú, thế cho nên dù thế nào thì Vương tử quân cũng phải nể mặt. Vương giải phóng biết mình kém quá xa Vương tử quân, thế nên sau khi nói hai câu thì di chuyển chủ đề đến tình huống hiện tại trong tỉnh chiết giang bữa cơm cũng dần dần có thêm chút không khí đại ca mời anh một ly khi vương tử quân đang kính rượu tô thuận tân vương tử hoa ngồi cách đó không xa nâng ly nói vương tử hoa tuy nhỏ tuổi hơn vương tử quân thế nhưng nhìn mặt lại giống như lớn hơn vài tuổi những năm qua vương tử hoa có thể nói là phát triển khá thuận lợi ở tỉnh chiết giang vài ngày trước đã tiến vào thường ủy thị ủy có thể nói là cán bộ thanh niên điển hình của tỉnh Chiết Giang. Bình thường thì Vương Tử Hoa cũng có chút đắc ý với vị trí và độ tuổi của mình, nhưng mỗi lần Vương Tử Quân về nhà, hắn lại cảm thấy có chút hương vị không hay. Dù sao nếu so sánh với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân thì hắn căn bản là kém quá xa. Chương 1216 2, không tham nhất thời, không cầu công danh nhất thời. Vương Tử Quân từ vị trí Thường ủy tỉnh ủy Bí thư ủy ban tư pháp đến Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, đây là một bước tiến mà người khác căn bản tốn không biết bao nhiêu thời gian, thế nhưng đối với Vương Tử Quân thì căn bản chỉ là vài tháng mà thôi. Tuy Vương Tử Hoa căn bản không có nhiều tin tức về tỉnh Nam Giang, thế nhưng hắn biết Vương Tử Quân căn bản đã là một trong những lãnh đạo chủ yếu của tỉnh Nam Giang. Một Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy có uy thế ra sao, Vương Tử Hoa biết rất rõ điều này tuy hắn là người có gia đình trèo trống sau lưng, thế nhưng khi trò chuyện với trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy thì căn bản trong lòng cũng có chút run sợ. Lúc này người anh họ ở bên cạnh Vương Tử Hoa căn bản có cùng cấp bậc với trưởng phòng lý ở tỉnh Chiết Giang. Không, phải nói là người anh họ của Vương Tử Hoa căn bản là mạnh hơn trưởng phòng lý ở Chiết Giang. Chiết Giang và Nam Giang tuy đều là hai tỉnh thế nhưng vị trí của hai bên ở phương diện phát triển kinh tế lại khác nhau. Sau khi uống một ly rượu với Vương tử Hoa, Vương tử Quân bắt đầu trò chuyện với Vương tử Hoa, chủ yếu nói về vài phương diện công tác. Tuy thời gian có hạn, nói không được nhiều, thế nhưng hai hàng chân mày của Vương tử Quân không khỏi có hơi nhíu lại. Vương tử Hoa dù có ý nghĩ tốt ở vài phương diện thế nhưng Vương tử Quân vẫn cảm thấy có chút nóng lòng, đặc biệt là Vương tử Hoa quá kỳ vọng vào phương diện thành tích. Vương tử Quân cảm thấy tâm lý của Vương tử Hoa với tình hình hiện tại cũng không phải là gì tốt vương tử quân cố ý khuyên bảo vương tử hoa một chút thế nhưng cuối cùng hắn lại thu tâm tư này của mình vào lòng dù sao thì hôm nay nói những lời như vậy cũng không phù hợp hắn nên chờ cơ hội tốt hơn khi thức ăn được dâng lên đầy đủ thì tiếng gõ cửa vang lên một người thanh niên đi vào người này đi đến bên cạnh vương tử hoa thì thầm vào tai hai câu lúc này vương tử hoa đang trò chuyện vui vẻ thì gương mặt chợt biến đổi lớn tử hoa con làm sao vậy vương giải phóng ngồi ở phía bên kia thấy rõ gương mặt của vương tử hoa thì ân cần hỏi han vương tử hoa có chú do dự sau đó mới nói bố thành phố có chút chuyện con phải đi xử lý một chút làm lãnh đạo thì bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng ứng phó những chuyện bất ngờ xảy ra vương giải phóng dù biết trong thành phố có chuyện thế nhưng cũng không quá quan tâm mà khoát tay áo nói vậy con đi xử lý đi xong thì nhanh chóng quay về vương tử hoa đồng ý một tiếng sau đó nói với Vương Quang Vinh và Vương Tử Quân, bác, anh, cháu đi trước, ngày mai lại cùng uống vài ly. Tuy Vương Tử Hoa đi có vẻ ung dung, thế nhưng Vương Tử Quân căn cứ vào bước tiến rối loạn của Vương Tử Hoa, hắn biết có vấn đề xảy ra. Ninh hắn cũng không quá quan tâm, tuy biết Vương Tử Hoa có chuyện nhưng nó căn bản không liên quan đến mình, việc công tác của Vương Tử Hoa thì hắn căn bản không thể nhúng tay vào được. Bữa cơm tiếp tục hơn một giờ thì mọi người tản đi, Vương Tử Hoa lúc này cũng căn bản chưa về. Người nơi đây cũng không bất ngờ vì tình huống này, vì Vương Tử Hoa là người phụ trách đơn vị, tất nhiên sẽ có vài chuyện xảy ra cần người đi xử lý. Một nhà Vương Tử Quân cũng không ở trong khách sạn, mà ở trong căn nhà của ở khuôn viên nội trú trường Đại học Chiết Giang. Tuy bọn họ không thường xuyên về nhà, thế nhưng căn nhà luôn được quét dọn, thế cho nên cũng không có chút hương vị khó chịu. Một đêm không trò chuyện, sáng hôm sau vương tử quân và bố bận rộn với người thân ở quê sau đó chuẩn bị cùng mạc tiểu bắc và tiểu bảo nhi đi chơi hai ngày tiểu bảo nhi nghe vậy thì hoan hô tung tăng như chim sẻ nhưng đúng lúc này thì điện thoại của vương tử quân lại vang lên người gọi điện thoại đến là tôn khải hắn mời vương tử quân ra ngoài một chút vương tử quân căn bản có chút do so dự với lời mời của tôn khải sau đó hắn nhanh chóng đồng ý đến bây giờ thì quan hệ giữa vương tử quân và tôn khải vẫn không tệ Tuy hai bên ở hai tỉnh và ít có cơ hội gặp mặt nhau, thế nhưng quan hệ giữa hai bên cũng không phải vì như vậy mà lạnh nhạt. Vương tử quân chạy xe vào trong công viên, sau khi dừng xe thì nhanh chóng đi bộ về phía một ngôi đình nghỉ mát cách đó không xa. Đây là nơi mà hai người bọn họ thường hay lui đến khi còn trẻ tuổi, nhưng bây giờ cảnh vật đã thay đổi, hai người đã sắp đến giai đoạn trung niên rồi. Bầu không khí náo nhiệt và nhiều người đi lại chung quanh làm cho tâm tình của vương tử quân thoải mái hơn một chút, hắn giống như nhớ lại khoảng thời gian năm xưa chơi đùa với Tôn Khải trong công viên. Hình ảnh năm xưa ùa vào trong tim, điều này giống như một ngọn gió mát thổi qua nội tâm hoang vu của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đi đến ngôi đình nghỉ mát có vài phần cũ kỹ thì gặp mặt Tôn Khải. Lúc này Tôn Khải đang mặc trang phục nghỉ ngơi, bàn tay vô thức ném thức ăn cho cá xuống nước, mặt nước sao động, cá bên dưới tranh nhau đấp mồi tạo nên những con sóng nhỏ lăn tăn. Cậu có vẻ nhàn nhã nhỉ. Vương Tử Quân nhìn Tôn Khải rồi tùy ý ngồi xuống bên cạnh. Tôn Khải ném nắm thức ăn cho cá trong tay xuống nước rồi mới cười nói, "Đã lâu không ra đây cho cá ăn, hôm nay đi ra thì cảm thấy mình đã già đi rồi." Vương Tử Quân cũng hiểu được cảm giác người và vật không còn như xưa, hắn cười hỏi, "Chú Tôn dạo này thế nào?" "Còn thế nào nữa, chủ yếu là đọc sách và nuôi cá mà thôi, nhưng có vẻ rất vui sướng thoải mái." Khi ông cụ về hưu thì căn bản có chút không thích ứng Thế nhưng bây giờ căn bản đã điều chỉnh tâm tình rồi. Tôn Khải nói rồi mở lời trêu chọc Vương Tử Quân, "Bố của tôi căn bản là rất tôn sùng cậu." Bố của Tôn Khải trước kia là phó chủ tịch thành phố Giang Thị, khi Lâm Trạch Viễn chủ trì công tác ở tỉnh Chiết Giang, Vương Tử Quân và Vương Quang Vinh giúp đỡ và giới thiệu, cuối cùng thì bố của Tôn Khải cũng là một vị chủ tịch thành phố. Nhưng tuổi của bố Tôn Khải có hơi lớn, dựa theo quy định thì về hưu vào năm ngoái tuy tôn khải cũng tạo dựng được sự nghiệp tốt bên ngoài thế nhưng trong mắt bố thì căn bản là không quá đàng hoàng sau khi vương tử quân đi vào con đường làm quan thì biến thành điển hình để bố giáo dục tôn khải điều này tôi biết rõ nếu không hôm nay chúng ta đến trò chuyện với chú tôn một lúc chứ vương tử quân căn bản rất quen thuộc với gia đình của tôn khải vì vậy hắn dùng giọng không chút khách khí nói gương mặt tôn khải có hơi động nhưng cuối cùng cũng nói thôi đi bố tôi hôm nay đi chơi bóng với vài người bạn hai ta đã lâu không gặp mặt nên ngồi xuống trò chuyện thì hơn vương tử quân cười cười hắn cũng không phản bác lời nói của tôn khải tử quân cậu có biết không ông cụ nhà tôi trước kia thường hay lấy cậu làm gương cho tôi nhưng sau khi cậu là chủ tịch thành phố ông cụ căn bản là nói ít đi sau này khi mà cậu là bí thư thị ủy coi như không còn là tấm gương cho tôi nữa tôn khải cười lớn nói Vương Tử Quân căn bản hiểu cách nói của Bố Tôn Khải, người chìm nổi trong quan trường vài năm thường tự nhiên sinh ra cảm giác kính sợ những kẻ có vị trí cao hơn mình. Mặc dù Vương Tử Quân và Bố Tôn Khải căn bản không có quan hệ lệ thuộc trực tiếp, thế nhưng vị trí hai bên biến đổi làm cho ông cụ xem Vương Tử Quân là một vị lãnh đạo tỉnh ủy, thở tranh thượng cấp. Đây là lực ảnh hưởng của vị trí từng người trong quan trường. Chương 1217 một dựng lên một ngọn cờ cao, vài tên tham quan ngã xuống lầu bố của tôn khải vốn là một chính khách lão thành năm xưa ở trên vị trí phó chủ tịch thành phố khá nhiều năm khi thấy không còn hy vọng thì ngày càng quanh co đi lòng vòng khi đi đến vị trí chủ tịch thành phố thì tâm tư căn bản là có vài phần mang ơn vương tử quân căn bản không quan tâm đến điều này mặc dù không thích những ảnh hưởng sinh ra từ vị trí trong quan trường thế nhưng thói đời là như vậy dù anh có không thích thì căn bản cũng phí công vô dụng được rồi không còn gì khác để nói với tôi nữa sao Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói với Tôn Khải, cậu nói về mình đi, đến bây giờ còn chưa tìm được người phù hợp sao? Gương mặt Tôn Khải chợt có vài phần ảm đạm, vẻ ảm đạm này cũng không thể để cho nụ cười thay thế được, hắn khẽ cười cười nói với Vương Tử Quân, người phù hợp căn bản là khó tìm, thế nhưng cậu cứ yên tâm, tôi đây căn bản không thiếu bạn trên giường. Tuy Tôn Khải che giấu rất tốt nhưng có một số thứ căn bản không thể che giấu được ánh mắt của Vương Tử Quân hắn là bạn bè nhiều năm của tôn khải hắn biết rõ tôn khải đang nghĩ gì mà ở sự kiện này thì vương tử quân căn bản không giúp được gì nhiều tuy vương tử quân và liêu an như tuy căn bản không có chút tiến triển thế nhưng vương tử quân cũng không dám sắp xếp gì cho nàng chính hắn cảm thấy có chút áy náy với tôn khải nếu như không phải hắn giới thiệu căn bản tôn khải sẽ không thể quen biết liêu an như có một vài thứ nên buông thì buông ra hay hơn cuối cùng tất cả những lời khuyên bảo biến thành một câu vương tử quân cũng không nói tiếp hắn nói sang chuyện khác công ty của cậu dạo này thế nào phát triển khá tốt trên cơ bản làm cho tôi không lo lắng về chuyện cơm áo cuộc sống tôn khải đứng lên nói tử quân đã lâu chúng ta không đi uống rượu hôm nay đi uống vài ly chứ vương tử quân gật đầu nói được đi uống hai ly nhưng cậu uống cũng không được nhiều nên chú ý một chút hai người bạn tốt giống như quay về những ngày năm xưa Tôn Khải không cho Vương Tử Quân lái xe, hắn trực tiếp kéo Vương Tử Quân đến một khu du lịch. Chỗ này có không gian yên tĩnh, hơn nữa còn đầy khí tức thiên nhiên. Nếu như không phải bãi đậu xe có nhiều loại xe cao cấp, chỉ sợ nơi này sẽ được người ta cho là một sơn thôn căn bản chưa nhiễm bụi trần. Thế nào, U Lục Sơn Trang này không tồi chứ? Tôn Khải vừa kéo cửa xe vừa cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bầu không khí yên tĩnh đẹp đẽ, trong lòng có chút thích thú hắn quen nhìn những ngôi nhà cao tầng bê tông cốt thép, lúc này thấy một bầu không khí đầy tự nhiên thoải mái, tất nhiên càng tỏ ra thư thái hơn. Rất tốt, nếu như biết cách kinh doanh thì nơi này dễ dàng biến thành một trậu châu báu. Vương tử quân dù căn bản không tiến vào lĩnh vực kinh doanh, thế nhưng ánh mắt hắn cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Ha ha ha, tử quân nói rất hay, U Lục Sơn Trang này hơn 1.000 hecta là một khu du lịch tốt trong thành phố Giang Thị. Chỗ này thực hành quy chế hội viên, mỗi năm cần tiền phí 1 triệu, dù là chỗ này thì thẻ hội viên vẫn là cung không đủ cầu, rất nhiều người dù bỏ ra nhiều tiền cũng căn bản không lấy được thẻ hội viên nơi này. Vương Tử Quân nghe Tôn Khải nói như vậy mà không khỏi sinh ra vài cảm giác bội phục người mở ra khu du lịch này, vừa nâng cao tính thưởng thức, dùng thẻ hội viên thì căn bản còn là một cách quảng cáo hiệu quả. Bây giờ kẻ có tiền cần gì, không phải là sự thưởng thức sao? anh làm cho bọn họ có được một địa phương cảm nhận được mình tài trí hơn người, như vậy tất cả đều không là vấn đề." Tôn Khải nhìn nụ cười đầy chú ý của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy cách mình giới thiệu có vẻ khoe khoang không đúng chỗ, vì với thân phận hiện tại của Vương Tử Quân, có địa phương xa hoa nào mà chưa từng đi vào. "Tôi sắp xếp dùng cơm chỗ này, chủ yếu là không muốn để có người quấy rầy chúng ta dùng cơm." Tôn Khải kéo tay Vương Tử Quân rồi đi về một căn lầu nhỏ ở trên một hồ nước nhân tạo. Căn lầu kia nhìn qua có vẻ cổ kính nhưng khi tiến vào bên trong thì mọi thứ như khác biệt, bên trong cực kỳ xa hoa, một căn phòng vài chục mét vuông căn bản là tác động rất mạnh vào thị giác con người. Giám đốc tôn đã đến rồi à, tôi đang định đi đón ngài, không ngờ ngài đến nhanh như vậy, mời ngài vào. Một cô gái mặc trang phục công sở màu đen với dáng người yểu điệu từ bên trong đi ra đón chào. Người phụ nữ này hơn 20 tuổi, đi lại làm cho người ta nhìn vào và sinh ra cảm giác bị cuốn hút. Khi thấy người phụ nữ này thì vẻ mặt tôn khải chợt biến đổi, thế nhưng hắn vẫn mỉm cười nginh đón, thì ra là giám đốc khâu, tôi và bạn cùng dùng cơm, căn bản không muốn làm phiền ngài. Làm phiền cái gì mà làm phiền, bạn của anh tôn chính là bạn của tôi. Người phụ nữ cười hì hì dùng giọng mềm mại nói. Tuy người phụ nữ này nói đều là những lời khách sáo nhưng hai mắt đầy tình cảm điệu dàng thì căn bản không gạt được người có tâm. Vương tử quân không phải là người thường, nếu như không nhìn ra thì rõ ràng uổng phí nhiều năm qua lăn lộn quan trường. Người phụ nữ trước mặt rõ ràng có cảm tình với Tôn Khải, mà Tôn Khải bây giờ lại đang muốn trốn tránh. Khi vương tử quân đang định làm người đứng ngoài nhìn cuộc vui thì người phụ nữ kia chợt nói, Chào anh, tôi là Khâu Duyệt Kiều, anh là bạn của anh Tôn thì cũng là bạn của tôi, sau này ngài có gì cần thì cứ mở lời. Vương tử quân nhìn người phụ nữ kia rỗi tay ra, hắn có chút do dự, sau đó bắt chặt tay đối phương rồi cười nói, vậy cảm ơn giám đốc khâu. Tôn Khải nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, cũng biết bây giờ Vương Tử Quân đang nghĩ gì. Hắn cũng không muốn để cho Vương Tử Quân rông dài với Khâu Duyệt Kiều, vì vậy cũng không chờ Khâu Duyệt Kiều lên tiếng mà cười nói, Giám đốc Khâu, hôm nay là thời điểm hai người bạn chúng tôi uống với nhau vài ly, chị nói bọn họ chuẩn bị vài món đặc sắc dùng tôi xem anh nói gì kia giám đốc tôn đến đây thì chúng tôi nào dám chậm trễ khâu duyệt kiều là một người phụ nữ khéo léo tuy nàng cũng hiểu được ý nghĩ của tôn khải thế nhưng nàng lại biểu hiện hồn nhiên không thèm quan tâm nàng khẽ vuốt mái tóc của mình rồi cười nói nếu không thì vẫn theo quy củ cũ chứ món thịt bò xào cay tôn khải nói đến đây thì nhìn vương tử quân tôi nhớ cậu thích món này vương tử quân cười cười nói cũng là cậu có trí nhớ tốt khi Vương Tử Quân đến thì Khâu Duyệt Kiều không quên quan sát, thế nhưng căn bản không biết Vương Tử Quân là người làm gì. Nếu nhìn từ bề ngoài thì người này giống như nhân viên nhà nước, thế nhưng nàng lại căn bản không có ấn tượng gì với người này. Khâu Duyệt Kiều có thể là phó giám đốc của khu du lịch này thì rõ ràng không phải là người thường, nàng căn bản nhớ rất kỹ những người có quyền thế ở tỉnh Chiết Giang, nhưng Vương Tử Quân căn bản không có trong phạm vi trí nhớ của nàng. Nhìn vào thái độ của Tôn Khải thì thấy người kia căn bản không phải là nhân vật tầm thường. Khâu Duyệt Kiều thầm suy đoán như vậy, nàng mời hai người Vương Tử Quân đi đến bàn cơm. Sau khi rót trà cho hai người Tôn Khải, nàng chợt cười nói với Vương Tử Quân và Tôn Khải, hai vị, các vị cứ trò chuyện trước, nếu như có chuyện gì thì cứ sai bảo. Chương 1217 2, dựng lên một ngọn cờ cao, vài tên tham quan ngã xuống lầu giám đốc khâu nếu như không có gì bận rộn thì mời đến ngồi cùng cho vui không chờ tôn khải trả lời vương tử quân đã khẽ cười nói quyết định như vậy đi tôi đi xem có chuyện gì hay không nếu không thì sẽ đến góp vui với hai vị khâu duyệt kiều không phải có ý với tôn khải trong ngày một ngày hai nhưng tôn khải căn bản cứ tỏ ra như gần như xa với nàng bây giờ nghe thấy vương tử quân nói lời mời thế là trái tim không khỏi đập mạnh hẳn lên vương tử quân nhìn hình bóng lượn bờ bỏ đi của khâu duyệt kiều hắn cười nói với tôn khải cô gái tốt căn bản là chỉ có thể gặp chứ khó thể cầu chỉ cần có cơ hội thì nên nắm chắc một chút cậu đúng là chỉ biết mò mẫm chỉ tay vào chuyện người khác tôi nói cho cậu biết tôi kéo cậu đến đây cũng không phải tìm vợ cho tôi tôn khải giơ quả đấm với vương tử quân sau đó lại làm mặt quỷ biểu đạt sự bất mãn cao độ sau đó hắn lại dùng giọng trịnh trọng nói tử quân bây giờ cậu thấy tử hoa thế nào vương tử quân có chút sững sờ hắn không ngờ bây giờ tôn khải lại nhắc đến vương tử hoa tuy vương tử hoa căn bản không kém hắn quá nhiều tuổi thế nhưng giữa hai bên căn bản không có kết giao gì quá lớn chẳng lẽ vương tử hoa có chuyện gì sao trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy vương tử quân chợt dùng giọng bình tĩnh nói tôi luôn công tác ngoài tỉnh chiết giang căn bản không biết nhiều về tử hoa tôn khải khẽ gật đầu nhưng hắn cũng không lập tức lên tiếng, hắn do dự một chút rồi mới nói, tôi cũng chỉ nghe nói như vậy mà thôi, hình như có người đang cố ý hãm hại cậu ấy, chỉ chờ cậu ấy nhảy xuống hố đào sẵn mà thôi. Vẻ mặt Vương Tử Quân chợt biến thành nghiêm túc, hắn là người công tác nhiều năm, căn bản biết rõ cái gì đào hố chờ người nhảy xuống. Người ta đào hầm cho Vương Tử Hoa, đây là muốn làm gì? Bây giờ Vương lão gia tử tuy đã mất thế nhưng nhị thúc còn đang công tác ở tỉnh Chiết Giang. Ai sẽ cố ý hãm hại Vương Tử Hoa? Nếu như có người cố ý hãm hại Vương Tử Hoa, như vậy sẽ đắc tội với Vương giải phóng và Vương Tử Quân, thế cho nên ép một người là phó chủ tịch thành phố như Vương Tử Hoa phải ngã đổ cũng không đáng. Nếu như không phải hướng về phía Vương Tử Hoa, như vậy Vương Tử Hoa chỉ là một vật dẫn, như vậy người muốn đối phó sẽ là ai? Đây là một sự kiện làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân có một số việc tuy hắn không muốn nghĩ thế nhưng không có nghĩa là người ta sẽ không dám làm. có tin tức gì không? Vương Tử Quân nhìn Tôn Khải rồi trầm giọng nói. Vương Tử Hoa bây giờ là phó chủ tịch thành phố Lữ Xuyên, chủ quản đầu tư. năm trước thành phố Lữ Xuyên có được một hạng mục gọi là đại giã quốc tế, chủ yếu là hạng mục xây dựng khu công nghệ. Vương Tử Hoa đã cố gắng công tác, cuối cùng hạng mục này mới được tỉnh thông qua. Tôn Khải nói đến đây thì có chút do so dự vài ngày trước tôi uống rượu với một vị khách, đột nhiên có người nói công ty đại giá quốc tế chỉ là một công ty con chuyên lừa gạt. Đám người này tuy lấy cờ hiệu là đầu tư vào địa phương, thế nhưng chủ yếu là sử dụng thủ đoạn lừa gạt để ép phía chính quyền phải vay tiền cho mình. Công ty con lừa đảo, Vương Tử Quân khẽ nhíu mày, Tôn Khải nói đến một phương diện, thế nhưng phản ứng của Vương Tử Quân căn bản cảm thấy không đơn giản chỉ là như vậy. Chẳng lẽ công ty đại giá quốc tế kia đến thành phố Lữ Xuyên, đến tìm vương tử hoa chỉ là vì lừa gạt chút tiền thôi sao? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, vương tử quân nhìn chầm chầm vào Tôn Khải, hắn không nói gì nhưng căn bản biểu hiện ý nghĩ quá rõ ràng. Tôn Khải cũng hiểu ý nghĩ của vương tử quân, hắn cũng không dừng lại, tôi nghe nói công ty đại giã quốc tế nhờ vào sự kiện này mà kéo không ít người xuống nước. Lời nói của Tôn Khải cũng không làm cho vương tử quân cảm thấy bất ngờ. Tuy có thể áp dụng trò lừa đảo thế nhưng không thể lừa gạt mãi được, nếu bọn họ muốn phát triển âm mưu tốt nhất thì phải kéo vài người xuống nước. Những người này là người nào, khi bị cho ra ánh sáng thì sẽ có bộ dạng gì, ảnh hưởng ra sao? Căn bản là khá tiêu cực, tuy Vương Tử Quân không tiếp xúc nhiều với Vương Tử Hoa, thế nhưng hắn không cho rằng Vương Tử Hoa là người ẩn nhẫn và hành động bí mật. Thật ra chỉ cần suy xét một chút là thấy ngay, những công trình và hạng mục ngày hôm nay nào có được sạch sẽ. Quan trọng là có điều tra hay không mà thôi dân gian có một câu thế này dựng lên một ngọn cờ ngã vài tên tham quan chỉ là vương tử hoa dính dáng vào vụ này sâu như thế nào mà thôi nếu vương tử hoa xảy ra chuyện người thứ nhất bị ảnh hưởng là ai thì vương tử quân căn bản không cần nghĩ cũng biết nhưng hai cha con vương giải phóng cần người ta phải dùng nhiều tâm tư như vậy để đối phó sao một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu vương tử quân nhưng ý nghĩ này xuất hiện chợt giống như một luồng xét xả vào trong lòng người ta nếu không phải hướng về phía vương tử hoa và vương giải phóng, như vậy chỉ có thể là. Vương tử quân nghĩ đến mối quan hệ giữa bố và nhị thúc, giữa bố mình và lâm trạch viễn, hắn chợt hiểu ra vấn đề. Chuyện này có thể nói là hạng vũ giả vờ múa kiếm nhưng lại muốn tấn công, biết đâu sự việc này không liên quan, thế nhưng dù người ta có hiểu thế nào, cũng có thể gây nên đả kích lớn vào thời điểm quan trọng cho lâm trạch viễn giờ khác này thì Lâm Trạch Viễn căn bản không nên có chút sai lầm gì dù là nhỏ nhất. Khi vị trí lên cao thì sự chênh lệch giữa người với người đôi khi chỉ là một chút như vậy, vài sự kiện và sự vật ngẫu nhiên có thể làm cho thế cục tươi sáng căn bản tiến vào trong trạng thái hỗn độn. Vương tử quân tuy chỉ biết đại khái sự việc thế nhưng chỉ sau nháy mắt đã có nhận định cực kỳ rõ ràng. Hắn cảm thấy khó chịu vì người nào cho ra mưu đồ như vậy, đồng thời cũng không khỏi có chút bội phục dựa theo bố cục của đối phương sự kiện tuy không có liên quan nhiều đến vương tử quân thế nhưng nhìn từ bố và chú của hắn trên cơ bản là con đường tiến lên phía trước đã chấm dứt thậm chí vương tử hoa còn rơi vào trong vũng bùn khó cất bước như vậy vương ra căn bản chỉ là một vũ khí tiến công trong tay người ta mà thôi càng lúc căng thẳng thì càng cần phải tỉnh táo đây chính là kinh nghiệm mà vương tử quân rút ra được sau bao năm công tác hắn trầm ngâm dây lát sau đó lấy lại bình tĩnh hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói, Tôn Khải, bây giờ hạng mục của công ty kia đã đến hiện trạng gì rồi? Lúc này bọn họ đang xây dựng nhà xưởng, nói là đầu tư 8 tỷ, nhưng tôi lén đi điều tra công trường của bọn họ, căn cứ vào tốc độ và trình độ xây dựng hiện tại, căn bản không phải công trường của nguồn vốn 8 tỷ. Tôn Khải nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn căn bản không khỏi cảm thấy có chút bội phục. Hắn biết rõ việc này sẽ ảnh hưởng đến Vương gia, tuy không đến mức làm cho vương gia thất bại thảm hại, thế nhưng khó tránh khỏi tình huống tổn thương gân cốt. Nếu như là chính mình, căn bản đã sớm bối rối khó chịu, nhưng lúc này vương tử quân ngồi trước mặt tôn khải lại giống như đang nghe chuyện gì của người khác. Tuy hắn biết vương tử quân lúc này căn bản là khó bình tĩnh, thế nhưng vẫn cảm thấy bội phục vì công phu ẩn nhẫn của vương tử quân. chương 1218, trong rừng chim gì cũng có. Tử quân, Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ cho ra ngoài ánh sáng, theo tôi thấy thì bây giờ công ty Đại Giá Quốc Tế đã ném vào chút tiền cho thành phố Lữ Xuyên, nhưng số tiền kia đều là số vốn mà thành phố Lữ Xuyên hùn vào và số tiền cho vay đảm bảo, chỉ sợ số tiền này đã sớm không còn gì nữa rồi. Tôn Khải nói rồi thở dài một hơi, chuyện lớn như vậy căn bản không phải chỉ là một người ra tay. Vương Tử Quân không nói gì, Tôn Khải phán đoán như vậy rõ ràng không phải là thiếu ẩn giấu hay nói mà không che đậy miệng. Tôn Khải có thể kinh doanh đến mức độ như lúc này, căn bản là phát triển khá mạnh, đủ để nói rõ trí thông minh không tầm thường, đã đứng ở hàng ngũ cao cấp. Vương Tử Quân bắt đầu suy tư xem mình nên làm gì, chuyện bây giờ đã sớm xảy ra, sốt ruột cũng là phí công vô dụng. Biện pháp tốt nhất lúc này chính là hắn nhanh chóng hóa giải tất cả trong vô hình. Cốc cốc cốc, khi Vương Tử Quân đang suy tư xem nên làm sao để tác động cho Vương Tử Hoa chấm dứt hạng mục kia, tiếng gõ cửa chợt vang lên khá rồn rập, Điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân và Tôn Khải có chút sững sờ. Vương Tử Quân tuy không phải là khách quen nơi này, thế nhưng hắn biết rõ những nơi như thế này căn bản là cực kỳ chú trọng phong cách phục vụ, nhân viên nơi này tuyệt đối không bao giờ gõ cửa ngang ngược như vậy. Tôn Khải nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, hắn đứng lên đi mở cửa. Tôn Khải vừa mở cửa thì chợt có người nói, "Tôi nói là ai chiếm mái đình này?" Thì ra là Tôn Khải anh, như vậy thì tốt quá, tôi có vài người khách quý cần tiếp đãi anh đổi chỗ dùm tôi đi. Khi âm thanh này vang lên, Vương Tử Quân thấy có vài người đi vào, giám đốc Khâu Duyệt Kiều đang đi ở chính giữa, bộ dạng lo nghĩ bất an. Tôn Khải cũng căn bản có quen biết đám người đi vào, khi nghe thấy đối phương nói như vậy thì dùng giọng không khách khí phản bác, Trình Hồng Bác, anh làm gì vậy? Tôi không rảnh phản ứng với anh, anh đi chỗ khác đi. Tôn Khải căn bản không ưa Trình Hồng Bác, Bố của tiểu tử này năm xưa là người trong cùng một ban ngành với bố của Tôn Khải, vì phương diện phân công công tác thế cho nên hai người từng chơi trò cao tay với nhau. Ân áo của trưởng bối xem như cũng lan đến người thế hệ sau, Tôn Khải là thương nhân, mà Trình Hồng Bác cũng là một thương nhân. Nói ra thì thương trường rộng lớn, tất cả chú trọng con đường của mình là được, nhưng Trình Hồng Bác căn bản chỉ thích phân cao thấp với Tôn Khải. Bình thường chỉ cần Tôn Khải làm gì thì hắn cũng phải làm thứ đó cho bằng được cũng may hai người đều có quan hệ, vì bối cảnh của hai bên đều tương đồng, thế cho nên cũng bình an vô sự, hai người căn bản phát triển khá mạnh. Nhưng sự việc thường phát triển khá bất đắc dĩ, khi mà bố của Tôn Khải về Hưu thì bố của Trình Hồng Bác lại tiến lên một bước. Cũng chính vì điều này mà Trình Hồng Bác giống như có được ưu thế lớn hơn Tôn Khải. Nhiều phương diện vì hai bên cùng chung hạng mục kinh doanh nên cũng sinh ra bất hòa, Trình Hồng Bác căn bản không vui thường dùng trăm phương ngàn kế làm khó tôn khải. Người là như vậy, có tiền thì cần quyền, sau đó dễ dàng bành trướng, cuối cùng bành trướng đến mức căn bản không còn biết mình là ai. Sau khi nghe tôn khải nói không nhường chỗ, ánh mắt trình hồng bác chợt xoay một vòng, sau đó hắn cười nói, được đấy, anh tôn, anh em nói thật lòng với anh, anh còn muốn làm khó sao? Tôi hỏi anh một lần nữa, anh có nhường hay không? Tôn Khải tất nhiên là không bao giờ nhường, hắn nhìn trình hồng bác rồi cười lạnh nói cút sang một bên chỗ này có khách của tôi không dư hơi nói nhiều với anh trình hồng bác lúc này không những mất vui còn cười ha hả nói tôn nhị ca quả nhiên là tôn nhị ca thật sự đủ hào khí cũng không biết hào khí của anh tôn còn tồn tại được bao lâu tôn khải căn bản là người tung hoành thương trường nhiều năm lúc này nghe được những lời của trình hồng bác thì cảm thấy có chút không đúng khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì chợt nghe có người nói hồng bác người ta nói thế nào âm thanh này vừa vang lên thì trình hồng bác càng cười thêm dạng dỡ hắn hì hì nói anh lý em xem ra là vô năng người ta nói mời bạn dùng cơm ở chỗ này dù là ai đến thì cũng không chịu nhường phòng à xem như không nể mặt rồi người kia chợt lớn tiếng nói giọng điệu không quá tốt đẹp lúc này đám người chợt tách ra hai bên nhường đường cho người đứng bên ngoài đi vào Nãy giờ khâu duyệt kiều căn bản là nháy mắt ra hiệu cho Tôn Khải, lúc này nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh Tôn Khải rồi nói, Giám đốc Tôn, Lý Công Tử có bạn từ thủ đô đến chơi, tôi thấy hay là chúng ta đến bên kia dùng cơm, không gian bên đó cũng không tồi. Gương mặt Tôn Khải chợt biến đổi, hắn là người trong tỉnh Chiết Giang, hắn biết rõ Lý Công Tử là ai. Hắn không ngờ Trình Hồng Bác lại hèn hạ như vậy, kéo một đại thần đến đây nổi nóng với mình, đây không phải là đào hố chờ mình nhảy xuống sao. Tôn Khải biết rõ Lý công tử là ai, vì vậy dù khi nào cũng cố gắng không đắc tội với đối phương. Nhưng bây giờ Trình Hồng bác ra tay xảo quyệt, chính mình xem như vô hình đắc tội với người ta. Chỉ là vừa rồi Tôn Khải đã nói quá rõ ràng, bây giờ nếu phải nhường phòng thì căn bản là không còn chút mặt mũi nào. Nhưng nếu hắn đắc tội với Lý công tử, sau này cực kỳ khó khăn trong tỉnh Chiết Giang. Khi nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Tôn Khải, lúc này Lý công tử đã đi đến bên cạnh. Lý công tử này nhìn qua có vẻ rất nhã nhặn, trên mặt là cặp kính gọng vàng, nhìn ra rất hòa nhã. Nhưng Tôn Khải biết vẻ bề ngoài của đối phương chỉ là bình phong che giấu mà thôi, đối phương căn bản là người hung ác, người bình thường khó thể so sánh được. Giám đốc Tôn, anh không thể nể mặt tôi một chút sao? Lý công tử dùng ánh mắt chăm chú nhìn Tôn Khải từ đầu xuống chân rồi lạnh lùng nói. Vẻ mặt Tôn Khải có chút khó coi, hắn cũng muốn nói lời vãn hồi, nhưng lời của mình vừa rồi quá vẹn vàn đồng thời hôm nay hắn mời vương tử quân dùng cơm nếu như còn chưa dùng cơm đã phải chuyển chỗ như vậy hắn mất mặt vương tử quân cũng còn thể diện sao anh lý giám đốc tôn không biết ngài mời khách quý nếu biết thì anh ấy sao lại không cho thế này đi tôi sẽ cho người nhanh chóng thu dọn ngài thấy thế nào khâu duyệt kiều nói rồi nhanh chóng ném ánh mắt trách móc về phía tôn khải tôn khải lúc này có chút do dự một bữa cơm không có gì là lớn, thế nhưng nó liên quan đến thể diện của hắn. Nếu như hắn không chịu nhường phòng, sau này với lực lượng sau lưng của anh Lý, chỉ sợ tất cả những gì mà hắn đã phấn đấu sẽ biến mất không chút dấu vết. Khi Tôn Khải đang do dự thì Trình Hồng Bác chợt đổ dầu vào lửa, "Anh Lý, tôi thấy chúng ta nên đổi chỗ thì hơn, Tôn Khải sẽ không chịu nhường." Khi nghe nói Tôn Khải dùng cơm nơi này thì Trình Hồng Bác nhanh chóng nghĩ ra biện pháp dùng anh Lý để ép lên đầu đối phương hắn căn bản biết rõ tính cách của Lý Công Tử, nói là người khác phải làm ngay. Bây giờ có cơ hội tốt, hắn tất nhiên cũng không muốn cho Tôn Khải chịu nhục một cách đơn giản, hắn muốn mượn cơ hội lần này để anh Lý dạy bảo Tôn Khải một bài học, như vậy hắn có thể độc chiếm trong lĩnh vực của mình ở Chiết Giang. Không cho, tôi xem ai không dám không nhường, chúng mày đi qua cho tao, dọn dẹp sạch sẽ cho tao. Anh Dương sắp đến, nếu có thằng nào ngăn cản, ném nó vào trong biển đi. Lý công tử nhìn thoáng qua trình Hồng Bác rồi dùng giọng hung hăng phân phó. Lúc này đám người trẻ tuổi đi theo sau lưng nghe xong lời chỉ thị của Lý công tử thì ùa vào phòng như ong vỡ tổ. Mày đứng lên, một tên thanh niên hơn 20 tuổi thấy Vương tử Quân ngồi nhàn nhã uống trà thì hất hàm sai khiến. Vương tử Quân sở dĩ không mở miệng là vì Tôn Khải đang can thiệp. Tuy hắn và Tôn Khải có quan hệ không tầm thường, thế nhưng đôi khi cũng phải tôn trọng bạn mình nhưng bây giờ xem ra tôn khải đã không giải quyết được sự việc tôi còn có chuyện các người đi ra ngoài cho tôi vương tử quân nhìn thoáng qua đám thanh niên rồi lạnh giọng nói ôi trời lớn lối nhỉ anh em có nghe nó nói gì không đúng là mắt chó không thể nhìn cao còn nói chúng ta đi ra ngoài tên thanh niên vừa rồi lớn tiếng với vương tử quân chợt có chút kiêu ngạo hắn nhìn vương tử quân rồi dùng giọng khinh thường nói anh em đến đây ném thằng khốn này vào biển làm mồi cho cá đi. Tôn Khải lúc này nghe thấy đám người kia muốn kéo vương tử quân đi thì chợt tức giận nói, các người muốn làm gì? Không cần phải nói với bọn họ, Tôn Khải, hôm nay tôi nể mặt anh, thế nhưng anh không biết xấu hổ, sau này đừng trách tôi không khách khí. Lý Công Tử không chờ Tôn Khải nói xong, hắn quát với những người bên cạnh, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau ra tay. Chương 1219 một làm việc cao độ, an phận làm người vương tử quân nhìn đám thanh niên đang đi về phía mình hắn chậm rãi đứng lên nói với tôn khải ở phía bên kia báo cảnh sát đám thanh niên thấy vương tử quân đứng lên thì còn tưởng rằng sẽ có chiêu gì hay không ngờ nghe được ba chữ báo cảnh sát sau khi nghe như vậy thì bọn họ căn bản sinh ra xúc động muốn cười lớn ha 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 anh lý tôi có nghe lầm không tên kia vừa nói cái gì báo cảnh sát sao Trình Hồng Bác đứng bên cạnh Lý Công Tử không khỏi cười ngặt nghẽo. Đám người nơi đây đều là loại tranh cường háo thắng và hung ác, có ai nghĩ sẽ báo cảnh sát, Lý Công Tử vừa cười vừa nói, có thể báo cảnh sát, các người đi ra mà báo, nếu ở lại lâu thì ông sẽ đánh ra ngoài. Khâu Duyệt Kiều đứng bên cạnh cũng rất gấp gáp, nếu là đánh nhau thì nhóm Tôn Khải căn bản không có ưu thế. Cảnh sát có đến thì thế nào? Tên họ Lý kia là ai? Nàng biết rõ điều này, chỉ sợ cảnh sát có đến cũng không giải quyết được gì. Anh Lý, Giám đốc Tôn, tất cả mọi người căn bản là ngẩng đầu hay cúi đầu đều gặp mặt nhau, tôi thấy chuyện này xem như bỏ qua, hôm nay anh Lý mời khách quý, Giám đốc Tôn, chúng ta nên lui một bước. Tôi đi sắp xếp một chút, hôm nay U Lục Sơn Trang sẽ miễn phí cho mọi người. Khâu Duyệt Kiều lên tiếng cực kỳ tốt, lại giả vờ dùng giọng đáng thương nói, anh Lý, anh biết chỗ này của chúng tôi thực hiện quy củ lương bổng, nếu có chuyện gì thì tôi cũng không biết nói sao cho phải, ngài cũng không muốn tôi bị đuổi cổ chứ. Khi thấy Khâu Duyệt Kiều tỏ ra đáng thương thì anh Lý giống như vui vẻ vươn tay vỗ vỗ lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn cười hì hì nói, "Giám đốc Kiều Kiều, anh Lý sao đành lòng đập nát bát cơm của em chứ?" "Cảm ơn anh Lý, tôi sẽ cho người đi thu dọn phòng." Khâu Duyệt Kiều nói rồi đi đến bên cạnh Tôn Khải, "Giám đốc Tôn, ta đi thôi, chúng ta đổi chỗ thôi." Tôn Khải là người thông minh, hắn biết Khâu Duyệt Kiều muốn giải vây cho mình. Nếu như là trước kia thì hắn sẽ nén giận bỏ đi, nhưng bây giờ hắn không muốn như vậy. Chuyện này không những liên quan đến thể diện của hắn, còn liên quan đến mặt mũi của Vương Tử Quân. Nếu như làm cho Vương Tử Quân mất mặt, sau này hắn sao có thể kết giao với Vương Tử Quân? Khi hắn chuẩn bị kiên trì từ chối thì Vương Tử Quân chợt nói, "Tôn Khải, bỏ đi, chúng ta đi tìm chỗ khác." Cảm ơn giám đốc Phương, tôi biết giám đốc Phương là người thương Hoa Tiếc Ngọc. Khâu Duyệt Kiều là người căn bản là tám mặt lung linh, nàng vừa nghe Vương Tử Quân đồng ý thì tranh thủ thời gian lên tiếng, rèn sắt khi còn nóng, căn bản không cho Tôn Khải cơ hội đổi ý. Nàng cũng thấy rõ Tôn Khải sở dĩ lần này phân tranh cao thấp với Lý công tử cũng là vì nể mặt người bạn này. Vương Tử Quân cười cười nói, chỉ là một bữa cơm mà thôi, chỗ nào mà chẳng như nhau. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị xoay người đi xuống lầu thì Trình Hồng Bác chợt cười lớn nói: "Cậu em, lát nữa xuống lầu có thể gọi điện thoại báo cảnh sát, điện thoại của cảnh sát là 110, đừng nhớ lầm nhé." Trình Hồng Bác nở nụ cười đùa cợt làm cho đám người trong phòng cười vang dội, Lý Công tử dù biết Trình Hồng Bác cố ý gây sự nhưng lại không quan tâm, gương mặt treo nụ cười châm chọc. Khi xuống lầu thì gương mặt Tôn Khải càng thêm khó coi khi hắn chuẩn bị cho ra một câu trả lời mỉa mai thì vương tử quân đã khoát tay thản nhiên nói, một đám côn đồ, chút việc nhỏ mà so đo với bọn họ thì căn bản là không đáng, ta đi thôi. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân chợt vang lên, có người nói, kiến minh, nơi này có vẻ khá tốt đấy. Lý công tử nghe thấy như vậy thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, địa phương nhỏ không có thứ gì tốt, nhưng nơi này cũng căn bản là không tệ. Khi hai người trò chuyện với nhau thì đám người chung quanh chợt tránh ra, vài người thanh niên đi vào, đi đầu là một người đàn ông còn khá trẻ. Người này hơn 20 tuổi nhưng trên mặt lại có vài phần ngạo nghễ. Sau lưng người đàn ông trẻ tuổi là một người phụ nữ chưa đến 20, mặc áo quần màu trắng, cực kỳ xinh đẹp. Lúc này người phụ nữ ôm lấy tên đàn ông trẻ tuổi, bộ ngực cao ngất áp hẳn lên người. Sau lưng hai người còn có vài tên đàn ông trẻ tuổi khác. Bộ dạng giống như đi cùng người đàn ông kia. Khi người đàn ông kia tiến lên, Lý công tử giống như ném tất cả nhiệt tình của mình ra ngoài. Hắn nhanh chóng tiến lên, sau đó nở nụ cười nịnh nọt nói, "Anh Dương, anh thấy chỗ này cũng không tệ có phải không?" "À, khá tốt, trong thủ đô cũng không có chỗ nào tốt hơn thế này. Hôm nay trời đẹp, nếu chúng ta ra bờ hồ hát vài bài thì căn bản là rất tuyệt." Anh Dương nói rồi nhanh chóng đi vào trong phòng. Lý công tử nghe thấy anh Dương thích nghe hát thì cười hì hì nói, điều này có gì là khó, hai ngày gần đây tôi nghe nói Quỳnh Hoa Tiểu Thư mở sâu diễn ở trong thành phố Giang Thị, tôi có quen với giám đốc công ty của bọn họ, sẽ nói cho cô ấy đến góp vui vài bài. Khi đám người Lý công tử bên kia đang vui vẻ thì Vương Tử Quân và Tôn Khải chuẩn bị quay đầu bỏ đi, Vương Tử Quân căn bản không thèm quan tâm đến đám công tử con nhà quan cao cao tại thượng kia. Nếu là trước kia hắn sẽ chú ý phân cao thấp, nhưng với thân phận của hắn hôm nay thì căn bản không nên chấp nhất đám người kia. "Ôi, hai vị còn chưa đi gọi cảnh sát sao? Nhanh lên còn có thể được thưởng thức giọng hát của Quỳnh Hoa tiểu thư." Trình Hồng Bác thấy hai người Vương Tử Quân đi xuống lầu thì dùng giọng không chút kiêng nể khiêu khích. Lời của Trình Hồng Bác làm cho đám người thanh niên bên kia cười ha hả, người có thể đi theo bên cạnh Lý công tử căn bản không phải nhân vật tầm thường. Đám người cười ha hả nhìn Tôn Khải và Vương Tử Quân bỏ đi, thầm nghĩ tôn khải sao lại mở tiệc mời loại người như tên khốn kia chứ anh dương vốn không chú ý đến vương tử quân lúc này ánh mắt chợt rơi lên người hai người bọn họ khi thấy tôn khải thì hắn không thèm quan tâm với thói quen của hắn sao hắn không biết nơi này có điều gì vừa phát sinh được nhưng anh dương chẳng những không thấy không mất hứng còn cảm thấy có chút thoải mái dù sao những chuyện thế này xảy ra cũng là biểu hiện tôn trọng mình lý công tử dùng trăm phương ngàn kế làm cho mình vui vẻ tâm tư như vậy tất nhiên từ chối sẽ là bất kính. Nhưng khi ánh mắt anh Dương rơi lên người Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy run rẩy. Vương Tử Quân là ai thì hắn dù chưa từng có liên hệ nhưng lại biết rõ ràng. Người đàn ông trẻ tuổi tên Vương Tử Quân có danh tiếng quá lớn, dù chỉ lớn hơn mình 78 tuổi nhưng đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang. Chương 1219 2, làm việc cao độ, an phận làm người còn trẻ đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy nam giang như vậy tương lai sẽ còn phát triển vô giới hạn hơn nữa người kia thủ đoạn mạnh mẽ anh của hắn là người được xưng là tương lai nhất thủ đô nhưng không ngờ phải là cánh chim gãy cánh trong tay vương tử quân anh dương nghĩ đến những tin tức về vương tử quân mà không khỏi cảm thấy run rẩy hắn giống như nhớ rõ anh họ của mình từng nói đừng thấy người kia suốt ngày cười tủm tỉm mà lầm nụ cười của đối phương căn bản không tin được thực tế là người cực kỳ nhớ rõ thù hận, chọc vào sẽ cực kỳ không hay. Lúc này đối phương đến công tác ở tỉnh Nam Giang, đã có danh tiếng là người ăn miếng trả miếng, có thù sẽ báo. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, anh Dương chợt tiến lên đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói, xin hỏi ngài có phải là, là trưởng phòng Vương hay không? Vương Tử Quân nhìn tên đàn ông trẻ tuổi cung kính chào mình mà có chút sướng sốt, hắn căn bản chưa từng gặp mặt người này, Bây giờ đối phương chủ động tiến ra chào thì hắn đành phải gật đầu nói, "Đúng vậy, xin hỏi cậu là?" "Chào trưởng phòng Vương, tôi là Dương Quân Cường, là em họ của Dương Quân Tài." Tên đàn ông nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì khẽ nói. Vương Tử Quân gật đầu nói, "Thì ra là anh em của bí thư Dương, chào cậu." Khi Vương Tử Quân xòe tay ra thì Dương Quân Cường nhanh chóng dùng hai tay bắt chặt lấy, lại nói, "Không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này." Vương tử quân căn bản không có tâm tư để ý Dương quân cường, hắn cũng không nói gì. Lúc này Lý Công Tử và Trình Hồng Bác đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút khó coi. Không ngờ anh Dương thần thông quảng đại lại khách khí với một tên đàn ông trẻ tuổi xa lạ như vậy. Trưởng phòng vương là ai? Lý Công Tử là người kiến thức rộng rãi, hắn trầm ngâm dây lát, chỉ sau nháy mắt thì ném ánh mắt về phía Trình Hồng Bác. Hắn đến tỉnh Chiết Giang còn chưa quá lâu, căn bản không biết nhiều người trong tỉnh Chiết Giang. Chỉ là Trình Hồng Bác lúc này có vài phần hiểu ra, hắn nhìn Dương Quân Cường nói chuyện với Vương Tử Quân, đầu óc chợt nổ đùng một tiếng. Người kia đã về rồi, sao hắn không nghĩ ra nhỉ? Tuy vị kia đã đi từ lâu thế nhưng những chuyện đã từng làm ở tỉnh Chiết Giang căn bản không bị mai một, không ít người trẻ tuổi xem đối phương là thần tượng, xem ra hôm nay gặp được chân thần. Các anh cứ chơi đùa vui vẻ, Cậu thay tôi nói lời chào hỏi với Bí thư Dương. Tuy Vương Tử Quân và Dương Quân Tài đã từng tranh đấu một phen, thế nhưng trước mặt người ngoài thì Vương Tử Quân vẫn gọi Dương Quân Tài bằng danh hiệu, tỏ ra cực kỳ tôn trọng đối phương. Chỉ là Vương Tử Quân gọi như vậy căn bản làm cho Dương Quân Cường Sinh ra cảm nhận không quá tốt. Tuy Vương Tử Quân có thái độ khá mềm dẻo ôn hòa nhưng càng là như vậy thì hắn càng cảm thấy anh mình bị châm chọc. Mặc dù trước đó vài năm anh hắn đã tiến vào trong danh sách phó giám đốc sở Thế nhưng một vị trí phó sở trong bộ và ủy ban trung ương chẳng đáng là gì, căn bản không thể so sánh với một người nắm quyền tổ chức trong một tỉnh như Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân phải đi, Dương Quân Cường nào chịu để yên. Hắn vội vàng vẫy tay với Lý Kiến Minh rồi nói: "Kiến Minh, mau đến đây, vị này là trưởng phòng Vương, là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang." Dương Quân Cường giống như sợ Lý Kiến Minh không hiểu, hắn cố ý chêm thêm thêm ba chữ tỉnh Nam Giang. Lời giới thiệu như vậy làm cho Lý Kiến Minh run lên. Bây giờ chủ đề được nói nhiều nhất trong tỉnh Chiết Giang chính là đám tang của Vương lão gia tử. Dựa theo thân phận của Vương lão gia tử mà có hai vị lãnh đạo là Lâm Trạch Viễn và Diệp thừa dân chạy đến, điều này làm cho người ta cảm khái và nói nhiều về Vương gia. Người được bàn luận nhiều nhất chính là một cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi và giống mặt trời giữa ban trưa như Vương Tử Quân. Một vài người có độ tuổi tương đồng với vương tử quân thì không khỏi nhìn lên và cực kỳ thổn thức, thậm chí có người xem khoảng kinh nghiệm trước kia cùng chung đụng công tác với vương tử quân là tư bản kiêu ngạo. Thế nên mới có người trêu ghẹo nói rằng lần này vương tử quân quay về, có mời các người dùng cơm hay không. Người kia mới thở dài nói, nhà của vương tử quân như chảy hội, hầu như ngày nào cũng có người mời cơm, có thể nói là sắp xếp thành cả đội ngũ, Nói một cách không khoa trương thì người muốn mời Vương tử quân dùng cơm tối thì ít nhất phải chờ sắp xếp cả tháng. Thậm chí có người nói một câu chuyện vui thế này, Vương tử quân thích thứ gì chính là thông tin mà đám người có tâm tư cực kỳ chú trọng. Sau khi nghe Vương tử quân nói thích loại trà nào đó, kết quả là chỉ sau một đêm thì trong tủ trà của tất cả quan viên có liên hệ đều có loại trà này, những người bế tắc cảm thấy bực bội vì phản ứng chậm chạp của mình. Những thông tin thế này căn bản chưa thể là sự thật có vài phần hư cấu thế nhưng nó lại miêu tả chân thực lực ảnh hưởng của vương tử quân lý kiến minh dù căn bản không tin những câu chuyện kia thế nhưng hắn không dám nói gì dù sao thì vị trí của vương tử quân quá cao và quá rõ ràng hơn nữa trong quan trường là như vậy có vài quan viên yêu thích gì đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người khác vì vậy dù lý kiến minh là một con cua thích bò ngang trong tỉnh chiết giang cũng căn bản không sánh bằng một góc nhỏ của vương tử quân bí thư vương vị này chính là công tử Lý Kiến Minh của Bí Thư Lý, cậu ấy nói lời theo đúng tâm tư, căn bản không có chừng mực, mong ngài thứ lỗi cho. Dương quân cường nhìn thấy Lý Kiến Minh đi đến với vẻ mặt không tốt, hắn cũng có chút không thích thú, thế là kéo Lý Kiến Minh sang trầm giọng giới thiệu. Dù Lý Kiến Minh cực kỳ không tình nguyện nhưng lúc này không khỏi cúi đầu nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, không ngờ lại là ngài, sớm biết người ở trong chỗ à ni, tôi dù có thêm vài lá gan cũng không dám đi đến khi Lý Kiến Minh lên tiếng thì đám người càng cực kỳ không yên, bọn họ biết rõ Lý Kiến Minh là hạng người gì, bọn họ nếu không phải tận mắt tận tai nghe thấy Lý Kiến Minh bày tỏ tư thái như vậy thì căn bản không bao giờ tin đó là những lời từ trong miệng Lý Kiến Minh phát ra ngoài. Vương Tử Quân cười cười nói với Lý Kiến Minh, không có gì, chút chuyện nhỏ mà thôi. Hai ngày trước tôi đã gặp mặt bí thư Lý, không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này. Sau khi nghe câu nói cực kỳ bình thản của Vương Tử Quân, Lý Kiến Minh cúi đầu xuống rất thấp. Vương Tử Quân đã nói quá rõ ràng, đó là tôi chỉ đối thoại với bố cậu, loại ân như cậu thì tôi không quan tâm. Mặc dù Lý Kiến Minh bây giờ căn bản cảm thấy không thoải mái vì Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận mình và Vương Tử Quân căn bản không cùng cấp bậc. Trường 1220, một trận miệng cống nước. Thấy Vương Tử Quân không có hứng thú thì Dương Quân Cường và Lý Kiến Minh căn bản cung kính cúi người cáo từ rời đi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn trình hồng bác ánh mắt rất nặng nề trình hồng bác giống như rất áy náy hắn không dám đón nhận ánh mắt của hai người kia lúc này trình hồng bác cảm thấy sau lưng ướt đẫm hắn dù thế nào cũng không ngờ tôn khải lại kết giao với một vị đại thần như vậy sớm biết có ngày như thế này thì mình cần gì phải cứng nhắc với đối phương chứ trình hồng bác thầm cảm khái hắn xám xịt đi xuống lầu khi hắn cố gắng đi xuống thì dương quân cường đã rời đi chỉ còn lại Lý Kiến Minh đứng nơi đó. Tuy Trình Hồng Bác không biết tình huống bây giờ là thế nào, thế nhưng Dương Quân Cường rời đi đã tỏ thái độ rõ ràng. Thái độ này căn bản không phải là cho đám người Trình Hồng Bác, mà cho Vương Tử Quân nhìn vào. "Anh Lý, chuyện này đều tại tôi." Trình Hồng Bác do dự một chút rồi đi đến bên cạnh Lý Kiến Minh, hắn khẽ mở miệng nhận sai lầm. Bốp, Lý Kiến Minh tát một cái thật mạnh lên mặt Trình Hồng Bác từ lúc bắt đầu hắn đã biết rõ tâm tư của trình hồng bác nhưng lại không ngăn căn vì hắn cảm thấy chuyện này chỉ là một bữa sáng với mình mà thôi trình hồng bác là người đi theo bên cạnh hắn không có công lao cũng có khổ lao thế nhưng không ngờ tên khốn này lại chọc ra phiền toái lớn như vậy cho hắn thật sự mất mặt trình hồng bác bị đánh một cái mà cảm thấy yên lòng hơn đối với hắn thì lý kiến minh đánh căn bản là chuyện tốt điều này nói rõ lý kiến minh căn bản không vứt bỏ hắn trái lại lý kiến minh sẽ giúp đỡ mình Hừ hừ, họ vương kia, tao xem mày có thể kiêu ngạo được bao lâu nữa. Khi Trình Hồng Bác chuẩn bị giải thích với Lý Kiến Minh, đúng lúc này Lý Kiến Minh giống như nghĩ đến điều gì đó, thế là trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ vui vẻ và dữ tợn. Nụ cười này của Lý Kiến Minh làm cho Trình Hồng Bác đứng bên cạnh không khỏi cảm thấy run lên. Dưới lầu hai nhóm người tách ra, Vương Tử Quân nhìn thấy rõ ràng, hắn không nói gì, chỉ nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Lúc này Khâu Duyệt Kiều đã run rẩy đi đến, nàng nở nụ cười vui vẻ nói, trưởng phòng vương, ngài vừa đến thì tôi đã thấy khí độ bất phàm, không ngờ ngài có thân phận như vậy, thật sự là vinh hạnh cho khu du lịch của chúng tôi. Vương tử quân biết rõ người phụ nữ này rất biết cách ăn nói, hơn nữa nàng có quan hệ như xa như gần với Tôn Khải, thế nên hắn tình nguyện nói với nàng vài câu. Giám đốc khâu, ngài nói những lời dễ nghe như vậy căn bản không có tác dụng với tôi, ngài nhớ cho kỹ, lần này người tính tiền chính là giám đốc tôn khâu duyệt kiều nhìn theo ngón tay của vương tử quân thì cười duyên một tiếng nói tôi không những không cảm tạ giám đốc tôn ngược lại còn muốn trừng phạt anh ấy trưởng phòng vương đại giá quang lâm mà anh ấy còn gạt tôi rõ ràng không coi tôi là bạn bè vương tử quân nghe những lời trêu chọc cực kỳ có ý nghĩa của khâu duyệt kiều hắn cười nhạt một tiếng sau đó đưa mắt nhìn tôn khải lúc này tôn khải thấy khâu duyệt kiều nói một câu hai ý nghĩa có chút mập mờ thế là có chút mất kiên nhẫn hắn phất phất tay nói giám đốc khâu tôi và trưởng phòng vương có việc cần bàn cô đi trước đi khâu duyệt kiều có chút mất vui trong lòng hơi co thắt có chút đau đớn nhưng nàng là người có tâm tính ổn định nàng nhanh chóng thu dọn rồi đi xuống lầu người phụ nữ này rất tốt tôi thấy cô ấy rất quan tâm đến cậu vương tử quân chờ khâu duyệt kiều đi xa thì dùng giọng trịnh trọng nói với tôn khải Tôn Khải không ngờ Vương Tử Quân lại trịnh trọng nhắc đến điều này làm mình phản ứng không kịp. Khi hắn ấp úng chuẩn bị lên tiếng thì Vương Tử Quân nói tiếp, người này có thể lấy được, vì căn bản là thật lòng quan tâm đến anh. "Tử Quân, không nói những điều này nữa, chuyện này tôi đã có tính toán rồi." Tôn Khải lúc này đã có hơi đỏ mặt vì lời nói của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói sang chuyện khác, tên Lý Kiến Minh vừa rồi chính là con trai của Bí thư Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Lý Trình Chí. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, vừa rồi hắn đã xem xét các vị lãnh đạo tỉnh ủy Chiết Giang có họ Lý, đã sớm xác định được thân phận của Lý Kiến Minh. Hơn nữa căn cứ vào lời nói trước đó của Tôn Khải, hắn càng phán đoán được 10 phần. Nếu như tất cả những gì đang xảy ra lúc bấy giờ là một bố cục kín kẽ, như vậy Lý Trình Trí căn bản là một vị trí trọng yếu. Tuy Vương Tử Quân không biết rõ ràng về thế cục của tỉnh Chiết Giang, Thế nhưng hắn biết rõ lý trình trí được điều động về làm bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Chiết Giang từ năm ngoái. Cậu có biết trước đó bí thư Lý kia làm gì không? Vương Tử Quân muốn về điều tra một chút, nhưng lúc này có mặt Tôn Khải, hắn cũng không che giấu ý nghĩ của mình mà trầm giọng hỏi. Tôn Khải khẽ gật đầu nói, nghe nói trước kia đối phương nhận chức ở một tỉnh phía Bắc, mới được điều động từ năm ngoái. Từ tỉnh phía Bắc, Vương Tử Quân hít vào một hơi thật sâu, lại cẩn thận xem xét sau đó nhận ra được chút hương vị. Hắn nghĩ đến người sau lưng Lý Trình Trí, thế là ra đầu có chút tê dại. Đây cũng không phải là sự việc đơn giản, căn bản là một tình huống đầy nguy cơ với vương gia sau khi không còn vương lão gia tử. Nếu không đối phó tốt thì căn bản sẽ phát sinh phiền toái lớn, mặc dù không liên quan quá nhiều đến vương tử quân, thế nhưng dù là bố hay cha con nhị thúc đều căn bản không gượng dậy nổi. Vương tử quân căn bản không quá quan tâm đến chuyện của hai bố con nhị thúc, thế nhưng hắn không thể nào ngồi nhìn sự việc phát sinh có liên quan đến bố mình. Cũng may sự việc còn chưa phát sinh, còn chưa đến mức khó thể vãn hồi. Chuyện này giống như một cánh cửa, không thể đơn giản mở nó ra, thế nhưng nó lại giống như một miệng cống, chả dù bị nứt một đường nhỏ cũng khó tránh khỏi làm xuất hiện một cơn đại hồng thủy. Vương tử quân thầm suy nghĩ, hắn cảm thấy đây là tình huống bất lợi cho gia tộc mình, nhất định phải bóp nát ngay từ trong trứng nước. Sau khi tính toán tốt tất cả thì vương tử quân hạ tâm tư của mình xuống, Tôn Khải căn bản cũng không nên biết quá nhiều, thế nên hắn nhanh chóng di chuyển chủ đề. Khi hai người nói về những chuyện cũ năm xưa, Khâu Duyệt Kiều và một người đàn ông trung niên hơn bốn người vội vàng đi đến. Người đàn ông này nhanh chóng đi đến trước mặt vương tử quân, sau đó cung kính nói, trưởng phòng vương, không ngờ ngài lại đến khu du lịch của chúng tôi, thật sự làm chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Vương tử quân căn bản không cảm thấy bất ngờ vì lãnh đạo khu du lịch đến gặp mặt, hắn nói chuyện hai câu với đối phương, lại uống một ly rượu, sau đó vị lãnh đạo khu du lịch cũng thức thời bỏ đi. Tử quân, lần này cậu làm cho tôi thâm lây, tôn khải nhìn hai người bỏ đi, hắn cười hì hì nói với vương tử quân. Vương tử quân là người thông minh, nào không hiểu đối phương nói gì, thế nên chỉ cười mà không nói thêm. Trường 1220, hai chặn miệng cống nước vì trong lòng có sự kiện kia nên Vương Tử Quân cũng không ở lâu, sau khi cùng Tôn Khải uống hết nửa chai rượu thì hai người cùng rời đi. Giống như dự đoán của Tôn Khải, khu du lịch căn bản không chịu xuất hóa đơn, dù chút tiền này căn bản không là vấn đề với Tôn Khải, thế nhưng ít nhất lại nể mặt Vương Tử Quân. Sau khi cáo từ Tôn Khải thì Vương Tử Quân trực tiếp về nhà. Khi hắn mở cửa ra thì trong nhà chỉ có hai ông cháu đang đánh cờ, không có người phụ nữ nào. Ông Ông lại thua rồi." Tiểu Bảo Nhi căn bản không quan tâm đến bố, nó đặt một quân lên bàn cờ rồi cười lớn nói với Vương Quang Vinh. Vương Quang Vinh bất đắc dĩ ném quân cờ trong tay ra, sau đó nói với Vương Tử Quân, "Có phải con dạy Tiểu Bảo Nhi đánh cờ không? Đúng là bố cũng khó thắng được nó." Vương Tử Quân biết rõ trình độ đánh cờ của bố mình, nhưng hắn càng hiểu rõ hơn về trình độ của con trai. Hắn thầm nghĩ, "Bố tìm Tiểu Bảo Nhi đánh cờ, như vậy rõ ràng là tìm tai vạ." Từ khi sinh ra đến nay thì tiểu Bảo Nhi căn bản cực kỳ yêu thích các trò chơi, chỉ cần có trò gì là chơi cực kỳ điêu luyện. "Bố, mẹ và tiểu Bắc đi đâu rồi?" Vương Tử Quân cũng không hưởng ứng lời nói của Vương Quang Vinh, hắn lên tiếng nói tránh đi. "Đi ra ngoài mua đồ, mẹ con đáng lý lôi bố đi, thế nhưng tiểu Bảo Nhi kiên quyết không chịu đi, thế nên đành sắp xếp bố ở nhà trông cháu." Vương Quang Vinh nói rồi sờ lên gương mặt nhỏ nhắn mập mạp của cháu trai nói: vài ngày không gặp mà đứa bé này đã lớn lên trông thấy vương tử quân cười cười nói với tiểu bảo nhi con trai con đi vào phòng chơi một lát bố có chuyện cần bàn với ông nội tiểu bảo nhi vốn định thừa thắng xông lên sau khi nghe vương tử quân nói như vậy thì quệt mồm liếc mắt nhìn nhưng lại ngoan ngoãn đi về phòng của mình vương quang vinh thấy vương tử quân lấy cớ đuổi tiểu bảo nhi đi nụ cười trên mặt cũng biến mất vương quang vinh căn bản rất yên tâm về con của mình Lão sở dĩ đi đến vị trí hiện tại mà không phải là giáo sư của trường đại học, chủ yếu là vì công lao của con trai. "Bố, chuyện của chú Lâm trên cơ bản đã được xác định rồi sao?" Vương Tử Quân có chút do so dự rồi trầm giọng hỏi. Vương Quang Vinh từ vị trí thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Chiết Giang đến vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố Ma Đô, lão căn bản có khả năng mẫn cảm rất cao, lúc này nghe được lời nói của Vương Tử Quân thì trong lòng sinh ra cảm giác xấu. Nhưng lão vẫn tỉnh táo nói: trên cơ bản đã được xác định, tuy vị lãnh đạo Bắc tỉnh còn chưa buông bỏ, thế nhưng đã cơ bản không còn hy vọng gì. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, hắn trầm ngâm dây lát cũng không nói đến chuyện của Lâm Trạch Viễn. Cạnh tranh đến mức độ này cũng không cần phải nói thêm điều gì nữa. Vương Tử Quân uống một ngụm trà, hắn buông ly trà rồi khẽ nói, bố, bố có biết về công tác của Tử Hoa không? Công tác của Tử Hoa, một câu nói của Vương Tử Quân càng làm cho Vương Quang Vinh cảm thấy không yên. Lão biết rõ tính cách của con trai, bây giờ nói ra điều này cho thấy Vương Tử Hoa có vài phương diện phát sinh vấn đề. Vương Quang Vinh căn bản có thể nói là hiểu về Vương Tử Hoa hơn so với Vương Tử Quân, căn bản vì Vương Tử Hoa mãi công tác ở tỉnh Chiết Giang, trước kia lão công tác ở tỉnh Chiết Giang nhiều năm, căn bản biết rõ ràng về cháu mình. Tử Hoa công tác chân thành, hơn nữa lại khá dẻo dai nghe nói làm việc là tấm gương cho người khác, hy vọng có thể vượt qua được con." Vương Quang Vinh cân nhắc từ ngữ, lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói tiếp, "Nó có chuyện gì xảy ra sao?" Vương Tử Quân nói rõ những gì mình nghe được từ Tôn Khải cho Vương Quang Vinh, lúc này vẻ mặt Vương Quang Vinh dần trở nên nghiêm túc. Dù thế nào lão cũng không ngờ sự việc lại phát triển như vậy. Vương Quang Vinh những năm qua công tác trong quan trường và cảm thấy bên trong căn bản là tồn tại quá nhiều hiểm ác thậm chí còn thấy rất rõ ràng. Lão càng hiểu một khi sự việc nổ ra, ngoài Vương Tử Hoa bị ảnh hưởng, chỉ sợ mình và Vương giải phóng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng điều này còn chưa là quan trọng nhất, quan trọng là Lâm Trạch Viễn. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Lâm Trạch Viễn, vào thời điểm mấu chốt thì chỉ cần có chuyện nhỏ xảy ra sẽ ảnh hưởng đến cả một tiến trình lớn. Vương Quang Vinh đi theo Lâm Trạch Viễn nhiều năm, lão hoàn hoàn bị Lâm Trạch Viễn làm cho khuất phục lão cảm thấy chỉ những người có năng lực, có khí độ, có trái tim vì nước vì dân như Lâm Trạch Viễn đi về vị trí quan trọng thì căn bản mới có thể thúc đẩy cuộc sống ấm no của nhân dân mà thôi. Nếu như vì sự việc liên quan đến mình mà ảnh hưởng đến Lâm Trạch Viễn, điều này chỉ sợ làm cho Vương Quang Vinh dần vặt cả đời. Nhưng sự việc này đã phát sinh, Vương Tử Hoa đã đưa tiền cho người ta, chẳng lẽ còn trông mong người ta nôn tiền ra sao? Trong đầu Vương Quang Vinh liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Ánh mắt lão rơi lên người Vương Tử Quân. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu thì lão trầm giọng nói, chuyện này nếu tiến thêm một bước để truy cứu, nhiều nhất chỉ có thể truy cứu đến bố. Vương Quang Vinh vẫn luôn là một người cha trung hậu trước mặt Vương Tử Quân, lúc này nhìn gương mặt âm trầm của bố không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy áp lực lớn. Hắn nhìn bộ dạng chăm chú của bố, hắn nghiêm túc nói, "Bố yên tâm, bây giờ còn chưa đến mức độ như vậy." "À, như vậy thì tốt." Lời đảm bảo của con trai căn bản là lực lượng quá mạnh với Vương Quang Vinh, lão thả lỏng hơn một chút. Lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói, con xem nên xử lý thế nào bây giờ. Trên đường về Vương Tử Quân đã suy xét rõ ràng, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói, bố, chuyện này con thấy có thể ra tay từ hai phương diện, đầu tiên là xem xét công ty đại giá quốc tế là thế nào, cũng phải xem trách nhiệm của Vương Tử Hoa trong sự kiện này ra sao sau đó bố nên gọi điện thoại cho chú lâm báo cáo sự việc nói như thế nào cũng phải làm tốt chuẩn bị vương tử quân đề nghị bố mình gọi điện thoại cho lâm trạch viễn thực tế hắn càng muốn tự mình gọi điện thoại nói rõ sự việc vì tất cả có liên quan đến lâm trạch viễn anh là bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm nếu như trong thời gian một năm có vụ án lớn xảy ra tuy sự việc không liên quan đến anh thế nhưng tuyến trên sẽ sinh ra nghi ngờ với năng lực của anh càng lên cao thì càng khó đi có thể đi đến vị trí như của Lâm Trạch Viễn thì căn bản không phải là đơn giản. Giữa những người như thế này căn bản có tranh lệch rất nhỏ, thậm chí căn bản cũng không phải là tranh lệch gì rõ ràng, sở dĩ có người thắng có người dậm chân tại chỗ cũng là vì ưu thế của từng người mà thôi. Nhưng chỉ cần có một chút ảnh hưởng sẽ làm cho sự việc rời khỏi quỹ đạo của nó, tuy độ lệch không quá lớn, thế nhưng đôi khi mất một ly lại đi một dặm. Vương Quang Vinh suy tư một lúc, sau đó cầm điện thoại lên bấm số của lâm trạch viễn nói rõ ràng sự việc một lượt lâm trạch viễn bên kia không biết nói những gì vương quang vinh nhanh chóng đưa điện thoại cho vương tử quân rồi nói tử quân chú lâm nói con tiếp điện thoại vương tử quân nhìn thoáng qua bố mình sau đó hắn nhận lấy điện thoại lâm trạch viễn ở đầu dây bên kia lên tiếng bằng giọng điệu đầy thuần hậu và từ tính chợt thấy lâm trạch viễn cười ha hả nói tiểu tử kia có một số việc căn bản không nên nghĩ quá nhiều đôi khi cậu có tâm tư quá nặng đấy. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 113